Ngài lắc đầu nói. Trừ phi ngươi giải trừ khế ước với Mạch đại nhân, không thì việc này khó làm. Điều này không chỉ dính đến tôn nghiêm của yêu hoàng còn liên quan vận mệnh, ích lợi của toàn yêu tộc, ta không thể mạo hiểm. Lý Vân Tiêu nói. Tuy mấy năm nay hợp tác với Mạch xem như hòa hợp nhưng nói sao cũng có khế ước tói buộc, nếu giải mở, ý tưởng của Mạch thay đổi thì là tổn thất lớn cho toàn thiên vũ minh, càng là tai nạn. Về điều này thì thứ lỗi khó thể nghe theo. Ngài cao mày không nói một lời. Trong đại sảnh chìm vào thinh lặng, Đàm Hán rơi vào cục diện bế tắc. Khụ khụ. Lý Vân Tiêu hắng giọng phá vỡ yên tĩnh, lúng túng nói. Ngài tiên sinh, hiện giờ ma kiếp hàng lâm, thiên hạ rối loạn. Các tộc đều nên vùng lên. Kháng ma, đoàn kết nhất trí. Sẵn đây ta muốn báo cho ngài tiên sinh biết về quy định thành Viêm Vũ. Ngài thầm ngạc nhiên, linh cảm bất an. Quy định gì? Lý Vân Tiêu nói. Thành Viêm Vũ sở hữu quy tắc thập phương, là trung tâm linh khí thiên hạ, vùng đất tu luyện thượng đẳng nhất. Ngài nhẹ gật đầu, hoàn cảnh Thành Viêm Vũ tốt hơn ảo cảnh tinh nguyệt của bọn họ nhiều. Rất nhiều người vừa đến không lâu liền lần lượt đột phá, nếu yêu tộc có thể ở lại đây mấy chục năm, trăm năm thì sẽ hắn lại cường thịnh. Nhưng mà, câu tiếp theo phá vỡ mộng đẹp của ngài. Quy định của Thành Viêm Vũ là hoặc tham gia Thiên Vũ Minh hoặc thề tham gia ma chiến, nếu không những kẻ rảnh rỗi không được đi vào. Ngài ngây người, biểu tình cực kỳ khó xem. Ngài tức giận nói. Vân thiếu gia cố ý hiếp người sao? Cố ý đẩy chúng ta vào đường cùng. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn ngài. Khẽ thở dài. Ngài tiên sinh, quy định Thành Viêm Vũ viết giấy trắng mực đen, người toàn thành đều biết. Tiên sinh tùy tiện đi hỏi thăm xem, ta không lừa tiên sinh. Linh Mục Địch gật đầu nói. Vân thiếu gia nói mỗi một câu đều là thật. Mặt ngài xanh mét nghiến răng nói. Nếu vậy ta sẽ mang yêu tộc đi ngay. Thiên hạ to lớn, ta không tin không có chỗ cho tộc ta nương náu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy làm phiền các vị lên đường ngay đi. Ta đã ngoại lệ cho các vị rất lâu, nhiều người lòng sinh bất mãn. Làm minh chủ, ta cũng rất khó xử, không thể bất công được. Ngài buồn bực ngồi trên ghế, đi không được, không đi cũng không được. Ngài uống mấy hớp trà, mở miệng nói. Phải làm sao để được ở lại? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Tất nhiên là giống như mọi người, thỏa mãn điều kiện liền có thể ở lại. Ngài nói. Hiện tại yêu tộc ít người, nếu lại phái đi tham chiến sẽ là đả kích chí mạng. Chẳng lẽ Vân thiếu gia muốn chặt đứt mạch yêu tộc sao? Ngài khóc lóc than thở, vô cùng đau đớn. Linh Mục Địch khẽ thở dài. Ai, Vân thiếu gia thấy sao? Lý Vân Tiêu nói. Miễn rời khỏi Thành Viêm Vũ là xong. Linh Mục Địch nói. Vân thiếu gia nói thì đơn giản, hiện giờ thiên hạ rối loạn, các phái tự bảo vệ mình còn không kịp làm sao chấp nhận yêu tộc to lớn như thế. Ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy, bọn họ không về được. Trừ phi tùy tiện chọn chỗ khỉ ho cỏ gáy, nhưng linh khí sẽ mỏng manh, yêu tộc muốn phục hồi thực lực e rằng mãi mãi không thể. Ngài nghe mà tim rớt cái bịch, thầm căng thẳng. Lúc trước ngài có suy xét nếu không thể đánh động Lý Vân Tiêu để ở lại thì tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ có thể chậm rãi phục hồi. Giờ nghe Linh Mục Địch nói khiến ngài suy xét đến vấn đề linh khí. Yêu tộc tụt dốc nhiều năm cũng vì co do trong ảo cảnh tinh nguyệt, nếu có thể chiếm cứ Linh Sơn Đại Xuyên như nhân tộc thì không đến mức thê thảm như bây giờ. Lý Vân Tiêu nói, còn cách nào, không thể 56 dân tộc thì chia 55 nhà đi. Ta là minh chủ Thiên Vũ Minh nên phải đối xử bình đẳng. Linh Mục Địch nói. Nói nghiêm khắc thì Mạch tiên sinh cũng là người yêu tộc, có Mạch tham chiến cũng xem như yêu tộc tham chiến. Ngài nghe vậy hiểu ra, bất mãn lớn tiếng nói. Lý Vân Tiêu, lòng vòng nửa ngày hóa ra là muốn nói chuyện yêu hoàng chứ gì. Cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Ta đến đây liền nói thẳng, nhưng ngài tiên sinh không đồng ý. Ngài nói, lòng vòng thì sẽ đồng ý sao? Lý Vân Tiêu giơ tay làm động tác mới. Tùy tiện, ta nói thẳng thêm một câu, nếu không đồng ý thì xin cuốn xéo đi, Thành Viêm Vũ không nuôi ăn cơm trắng. Ngươi, bằng. Ngài bật dậy, run bần bật. Linh Mục Địch thở dài. Ngài tiên sinh, Thành Viêm Vũ thật sự có quy định này, không trách Vân thiếu gia được. Hai người một kẻ vai mặt đỏ một người vai mặt trắng. Khiến ngài giấu lửa giận trong lòng không chõ chút ra. Trong đại sảnh lại lần nữa chìm vào cục diện bế tắc.
sắc mặt ngài dần bình thường trở lại, chậm rãi nói. Vân thiếu gia bước vào thuật thần chi cảnh đã lâu. Lý Vân Tiêu hỏi. Sao ngài tiên sinh đột nhiên hỏi chuyện này? Ngài nói. Ta muốn đánh cuộc với Vân thiếu gia, cử thuật luyện lần nã. Nếu ta thắng thì khén yêu tộc ở lại trong thành Viêm Vũ, vĩnh viễn không xua đuổi, vật ta luyện chế sẽ cung cấp cho thành Viêm Vũ, xem như trả phí. Nếu Vân thiếu gia thắng ta liền đồng ý ủng hộ Mạch trở thành một thế hệ yêu hoàng, không biết Vân thiếu gia có dám đánh cuộc không? Ánh mắt ngài sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu toát ra tự tin vô cùng. Lý Vân Tiêu cau mày, không ngờ ngài nêu yêu cầu này. Mấy năm qua Lý Vân Tiêu luôn bôn ba khắp nơi, tu vi tiến bộ lớn nhưng thuật đạo hiếm khi có rảnh nghiên cứu, chỉ dựa vào lực lượng diễn thần để lại trực tiếp xông đến thuật thần cảnh. Ngài tu luyện ra thuật thần chi quang nhưng dù gì không phải thuật thần, hai người đều có ưu khuyết điểm, nếu so tài thì khó đoán thắng thua. Khóe môi ngài cong lên mỉm cười nói. Như thế nào, Vân thiếu gia lo lắng cái gì? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, ta đồng ý. Tỷ thí thế nào, ra làm sao? Mắt ngài sáng lên. Địa điểm ở thành Viêm Vũ, thời gian là 3 tháng sau. Thấy Lý Vân Tiêu tỏ vẻ thắc mắc, ngài vội nói. Ta cần 3 tháng để thu thập tài liệu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, ta sẽ kêu Linh Nhi hết sức phối hợp tiên sinh. Ngài cười nói. Vậy xin đa tạ, 3 tháng sau quyết cao thấp trong thành Viêm Vũ. Bàn bạc xong Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch không nói nhiều, sóng vai rời đi. Trở về phủ thành chủ, Linh Mục Địch không nhịn được hỏi. Vân thiếu gia có nắm chắc trận chiến này không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm trận, nói. Không nắm chắc, hoặc nên nói là 50-50. Linh Mục Địch khẽ thở dài. Với 50% so tài một trận cũng không sao. Nhưng hiện tại ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh, địa điểm quyết chiến chọn trong thành Viêm Vũ, nếu thua sẽ ảnh hưởng rất lớn. Theo ý ta hãy đổi vị trí đi. Lý Vân Tiêu nói. Không chưa chiến đã lo việc thua thì sao đấu. Ở thành Viêm Vũ đi, hiện tại ta cần điều chỉnh tốt trạng thái, hơn nữa suy xét 3 tháng sau luyện chế vật gì. Linh Mục Địch nói. Nếu ngươi đã quyết ý thì ta không tiện nói nhiều, nhưng có thể kêu Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh Đại Nhân lại đây thảo luận. Lý Vân Tiêu nói. Vậy là tốt nhất. Linh Mục Địch nói. Ta triệu tập mọi người đến đây ngay, cùng nhau bàn bạc một phen. Dù sao thuật luyện sư đỉnh cao của hai tộc quyết đấu chữ ích lợi cho Thiên Vũ Minh gia còn liên quan vinh dự hai tộc, không thể qua loa. Linh Mục Địch cũng là thuật luyện sư, đầu xuất thiên phong do gã luyện chế ra, nên rất xem trọng đạo này. Rất nhanh, trong một gian mật thất tụ tập hơn 10 vị thuật đạo đại sư. Đỉnh côn hất đương thời. Ai nấy biểu tình trầm trọng châu đầu ghé tai nói thầm. Linh Mục Địch nói. Mọi người đã biết ngọn nguồn sự việc rồi, ta hy vọng minh chủ có thể tất thắng, các vị thấy thế nào? Thiên Chiếu Tử thở dài. Thật khiến người thổn thức và cảm thán, như bỗng trở về ngày xưa, trên hóa thần hải Vân Đoan. Ngày đó thuật đạo nhân tài đông đúc, mãn tọa y quan như tuyết. Hiện giờ chỉ còn lại đám người chúng ta. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện gì cũng có hưng và suy, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua ma kiếp lần này, ít ra đổi lấy phát triển 10 vạn năm cho thiên vũ giới. Nhưng nếu không vượt qua được thì ha ha ha, không có sau này. Mọi người tim đập nhanh, bắt đầu thảo luận việc luyện chế 3 tháng sau. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói. Ngài có thuật thần chi quang, hơn nữa ở thành Viêm Vũ đã lâu, sợ là đã đến trình độ thuật thần. So tài 3 tháng sau rất có thể sẽ xuất hiện thánh khí, nếu Vân thiếu gia không muốn thua thì ít ra nên luyện chế thánh khí. Luyện chế thánh khí? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ai nói cho ta biết làm sao luyện thánh khí? Thứ này đã sớm thất truyền rồi đi. Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng vậy, luyện phương của thánh khí đừng hiện tại, dù là 10 vạn năm trước cũng vô cùng hiếm thấy. Thiên Chiếu Tử kinh kêu. Dù là Mục Địch đại nhân cũng không có sao. Linh Mục Địch nói. Tuy ta không có nhưng một người chắc chắn từng có. Lý Vân Tiêu hỏi. Là ai? Linh Mục Địch liếc Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói. Giới vương đại nhân ngày xưa. Giới vương. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Chẳng phải từ 10 vạn năm trước giới vương đã lĩnh cơm hộp rồi sao? Linh Mục Địch tức giận chừng Lý Vân Tiêu vì hắn dùng từ bất kính. Tuy giới vương đại nhân thân chết đạo tiêu nhưng chữ vật hoàn lúc trước đại nhân dùng là vật tuyệt thế, sẽ tự thành không gian chìm vào không gian thiên vũ giới.
Lý Vân Tiêu nói. Cách nói này mơ hồ, rất khó tìm. Linh Mục Địch nói. Có lẽ rất khó, nhưng đừng quên có một người có lẽ có thể tìm ra. Óc Lý Vân Tiêu lóe tia sáng hiểu ý Linh Mục Địch nhắc tới ai. Đoan Mộc Hữu Ngọc. Linh Mục Địch cười nói. Đúng là hắn, Bách Luân Kết Y có thể thôi diễn ra chỗ chân long sinh ra thì Đoan Mộc Hữu Ngọc phỏng đoán chỗ bí tàng hoàn của giới vương không khó khăn gì. Thiên Chiếu Tử nói. Ta cảm thấy cách này được, dù sao không ai có cách luyện chế Niết Nguyên Đao, nếu có được bí tàng hoàn thì phần thắng lớn hơn nhiều. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, việc này không thể chậm trễ, ta tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc ngay. Cuộc họp ngắn gọn kết thúc. Đinh Linh Nhi phái người đi tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc, nói rõ ý định. Đoan Mộc Hữu Ngọc hơi giật mình, không ngờ giới vương còn có bí tàng hoàn. Nghe nói hai tộc so tài thuật đạo thì Đoan Mộc Hữu Ngọc tăng lớn hứng thú, bắt đầu thôi diễn. Cửu Diệu Tinh Trượng biến ra trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc, mảng lớn ánh sáng vàng bắn ra từ cây trượng chiếu mặt đất sáng ngời. Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng bắt ấn, ma kha cổ tự bay đầy quanh tinh trượng. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn, không ngừng so sánh thần quyết trong đầu, hiểu rõ hơn. Trong quá trình Đoan Mộc Hữu Ngọc thôi diễn, Lý Vân Tiêu chìm vào suy tư, cũng ngọ một tay bắt ấn. Một luồng sáng vàng hiện ra trên đầu ngón tay hắn đối diện với Đoan Mộc Hữu Ngọc. Một lát sau ánh sáng vàng rụt về tinh trượng. Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc nghi ngờ, trầm ngâm. Đinh Linh Nhi nôn nóng hỏi. Sao vậy? Đoan Mộc Hữu Ngọc đáp. Theo ta suy tính thì giới vương để bí tàng hoàn chắc trong Nam Vực, cách chúng ta không xa. À, có chuyện đó. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, giới thần bi cũng xuất hiện ở Nam Vực. Hơn nữa Nam Vực là chiến trường phong ma chủ, giới vương chết tại đây để lại bí tàng hoàn cũng bình thường. Vậy có thể suy đoán ra vị trí cụ thể không? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Có thể ra hướng đại khái, cụ thể tọa độ thì không làm được. Trừ phi thôi diễn bằng mạng của ta, nếu không sao có thể tinh chính xác. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Đa tạ Ngọc công tử. Lý Vân Tiêu biết Đoan Mộc Hữu Ngọc thôi diễn lần này cũng hoa phí tuổi thọ. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Khách sáo rồi, chúng ta lập tức đi tìm bí tàng hoàn kia đi, ta rất tò mò với nó. Không lâu sau trong phủ thành chủ bay ra hơn 10 luồng sáng bắn một hướng. Bay ra mấy ngàn lý dặm Đoan Mộc Hữu Ngọc đột nhiên ngừng, nhìn quanh quất. Chắc là bên này. Bốn phía núi hoang rừng vắng, cỏ dại leo tèo vài cọng, mặt đất trừ một số con cuột đang gặm nhánh cỏ ra không thấy sinh linh nào. Đa số khu vực Nam Bộ đều là đất hoang như vậy, rất bình tĩnh. Nhưng, Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nơi đây quả nhiên có vấn đề. Bốn phía thành Viêm Vũ mà lại nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn thế này đúng là không giống bình thường. Thành Viêm Vũ được cải tạo mấy năm nay, phạm vi vài ngàn dặm thành Linh Sơn Bảo Địa. Chỗ này bần cùng hoang vắng hơi khác với phong cảnh xung quanh. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, kiếm chỉ chém bốn phía. Không gian xoẹt một tiếng rách thành mấy phần. Con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú mảnh nhỏ nhưng Lý Vân Tiêu thấy mọi thứ bình thường, không có gì đặc biệt. Linh Mục Địch đề nghị. Hay là thử giới thần bi? Lý Vân Tiêu gật đầu, hắn giơ tay lên. Giới thần bi hóa thành luồng sáng trắng bay lên, lơ lửng trên không trung, bắn ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng thấp thoáng, Lý Vân Tiêu nhìn kỹ điểm nối không gian. Tất cả điểm nối thế giới này hiện ra kết cấu không gian có quy tắc, có chữ xếp hàng. A. À, Diệu Pháp Linh Mục nhìn chăm chú, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên phát hiện có mấy ngàn điểm nối ghép thành vòng không gian bài trừ ánh sáng giới thần bia ra, ngưng tụ thành đồ án vòng tròn. Lý Vân Tiêu reo lên. Chính là nó. Lý Vân Tiêu đi qua, vươn tay chạm vào vòng tròn kia. Đầu ngón tay mới đụng vào liền thủng một lỗ, mơ hồ thấy một phương không gian. Mấy người khác cũng nhìn thấy, mừng rỡ súng lại. Lỗ hổng bị ngón tay Lý Vân Tiêu kéo rách không ngừng hiện ra đồ án kỳ lạ, biến to ra. Khiến Lý Vân Tiêu thấy lạ là đôi mắt hắn nhìn hình thái không gian vận chuyển, nhưng cảm giác thì yên lặng không nhúc nhích. Thiên Chiếu Tử lộ vẻ ngạc nhiên kinh kêu. Ét yêu huyền không gian. Lý Vân Tiêu lòng máy động. Cái gì gọi là siêu huyền không gian? Mắt Thiên Chiếu Tử tỏa sáng hưng phấn nói. Hèn gì có thể trường tồn mãi, ẩn núp không dấu vết, hóa ra là siêu huyền không gian. Loại không gian này kết cấu vượt hiểu biết của chúng ta, phải thông qua bá vị cường giả trở lên nghiên cứu bí pháp không gian sâu sắc hợp sức mô phỏng mới diễn biến ra hình dạng. Linh Mục Địch nói.
Bởi vì loại kết cấu không gian này vượt qua hiểu biết của chúng ta nên phải phối hợp diễn biến, lần đầu tiên ta thấy loại trạng thái tĩnh động này. Lý Vân Tiêu nói, nếu huyền diệu như vậy e rằng nguy hiểm cũng rất lớn, hay các vị ở bên ngoài chờ, ta đi một mình được rồi. Không được, Thiên Chiếu Tử phản đối ngay. Được thấy siêu huyền không gian, không đi vào thể nghiệm một phen thì chết cũng không nhắm mắt. Những người khác hăm hở, dù không phải thuật luyện sư nhưng nghĩ đến là thứ giới thần để lại thì sinh ra kính ý vô hạn. Hơn nữa bên trong sẽ có nhiều báu vật, nếu lấy được một chút càng được ích lợi không nhỏ. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nhưng đây dù sao là không gian chữ vật, cưỡng ép đi vào sẽ tổn thương rất lớn đến bản thân, cũng thử thách độ ổn định của không gian. Linh Mục Địch nói. Vân Thiếu Gia nói xung quanh Lý, tuy siêu huyền không gian không phải không gian chữ vật bình thường nhưng bài xích sinh linh rất mạnh. Đặc biệt các vị thực lực siêu cường nêu cùng đi vào rằng không gian sẽ sụp đổ ngay. Lời thốt ra làm nhiều người lộ vẻ thất vọng nhưng thông cảm được, chủ động yêu cầu ở lại. Chọn lựa qua đi quyết định Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Đoan Mộc Hữu Ngọc, Thiên Chiếu Tử đi vào. Lý Vân Tiêu đi vào trước, ba người theo sau. Lý Vân Tiêu vừa đặt chân vào thì toàn thân run rẩy, cảm nhận uy áp siêu lớn đổ ập đến, hư quang nháy mắt hộ thể. Hai lực lượng va chạm phát ra tiếng nổ như sấm sét, chấn hào quang bắn ra bốn phía. Trong không gian truyền đến tiếng trống to lớn như tiếng kim loại chấn động chui vào lỗ tai. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nguy rồi. Lý Vân Tiêu phát hiện mới đặt chân vào thì không gian bắt đầu nứt ra mấy vệt, có dấu hiệu tan vỡ. Đám người Linh Mục Địch theo sau cũng phát hiện tình huống ngay. Nhanh chóng tìm luyện phương rồi đi ngay. Tim Thiên Chiếu Tử đập nhanh, đấm ngực dậm chân hét to. Đáng tiếc. Mọi người mới cẩn thận quan sát không gian này, trừ những khe hở không ngừng tăng lên còn có một số tỏa ánh sáng sao nhấp nháy trong không gian. Linh Mục Địch mừng như điên. Ha ha ha, quả nhiên có nhiều thứ tốt. Những vật lấp lánh ánh sáng chính là vật phẩm giới thần đại nhân cất chứa. Linh Mục Địch thuấn đê đến một đốm ánh sáng sao gần nhất lăng không chộp. Ánh sao rơi vào tay Linh Mục Địch, gã mừng rỡ, chưa kịp nhìn kỹ thì ánh sao phát ra lực lượng mãnh liệt chấn vỡ không gian. Ầm 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 ầm. Linh Mục Địch rơi vào trong, bị ném ra ngoài bí tàng hoàn. Mục Địch đại nhân, người bảo vệ bên ngoài trông thấy một khe hở xuất hiện, đang ngạc nhiên thì thấy Linh Mục Địch lảo đảo bay ra. Linh Mục Địch rất là giật mình, lại nhìn trong tay. Một chiếc hộp ngọc nằm đó, không biết bên trong có thứ gì. Linh Mục Địch lại bay đến lối vào, muốn vào trong lần nữa nhưng bị lực lượng chặn lại đẩy lùi xa mấy bước. Cái gì? Linh Mục Địch kinh kêu. Đường hầm một lần, nguy rồi, rắc rối. Đinh Linh Nhi hỏi. Cái gì là đường hầm một lần? Mặt Linh Mục Địch trắng bệch trầm giọng nói. Có câu gọi là, một người mãi mãi đừng vào dòng sông chảy. Nàng hiểu đạo lý đó không? Đinh Linh Nhi gật đầu nói. Vì có thời gian lưu động. Linh Mục Địch gật gù. Đường hầm một lần cũng cùng nguyên lý. Đường hầm này đã không phải cái trước, không ai đi vào được nữa. Ra cối là dường như chạm vào vật phẩm trong đó sẽ bị đánh ra ngay, tức là ba người khác chỉ có một cơ hội. Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên. Một cơ hội, ngươi mang theo rất ít, bên trong có nhiều đồ không? Linh Mục Địch nói. Nhiều như sao trên trời. Chết nhất là nhóm Lý Vân Tiêu không biết không thể chạm vào thứ gì, sẽ tùy ý bắt lấy, một khi cầm đồ thì xác suất luyện phương cũng rất nhỏ. Đám người nghe xong khó chịu, không phải xác suất rất nhỏ mà là cơ hồ bằng không. Linh Mục Địch thở dài. Hy vọng Vân Thiếu Gia, thiên tư thông minh có thể từ chuyện ta bị đánh ra dẫn dắt manh mối, vậy thì còn một tia hy vọng. Hai tay Đinh Linh Nhi chắp trước ngực cầu nguyện. Vân Tiêu đại ca nhất định có thể. Trong không gian bí tàng hoàn. Ba người Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch bị đánh ra ngã oi thì rất giật mình, kêu la. Nhưng không còn hồi âm của Linh Mục Địch, chỉ có đường hầm tối đen. Thiên Chiếu Tử giật mình hỏi. Có chuyện gì, Mục Địch đại nhân có xảy ra chuyện gì không? Đoan Mộc Hữu Ngọc vội bắt ấn suy tí một phen. Yên tâm, có lẽ đại nhân bị truyền tống đi, không nguy hiểm mạng sống. Lý Vân Tiêu và Thiên Chiếu Tử thế mới yên tâm. Thiên Chiếu Tử lo lắng nói. Không gian nơi này yếu ớt tới mức đó, Mục Địch đại nhân chỉ thi triển thấu ND một cái đã bị ném ra ngoài, e rằng không chịu nổi bất cứ nguyên lực dao động, chúng ta cứ từ từ đi qua, cẩn thận lấy đồ. Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía,
chung quanh yên tĩnh như vùng đất chết, thi triển diệu pháp linh mục lại nhìn thấy không gian hơi chấn động giống như dòng suối. Linh mục của hắn nhìn qua chung quanh, hắn nhìn thấy nhiều bóng sáng màu vàng. Dùng Thái Dương chân quyết do Ba Mốc truyền cho, hắn tu luyện ra thần thông chân thật chi nhãn. Thấy Thiên Chiếu Tử đi tới vài bước, Lý Vân Tiêu nhắc nhở. Không gian nơi này chưa hẳn yếu ớt, nhưng có hiện tượng chúng ta không cách nào giải quyết, Thiên Chiếu Tử đại nhân ngàn vạn phải cẩn thận. Thiên Chiếu Tử nghe vậy đứng lại, nhíu mày nói. Hiện tượng không cách nào lý giải. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Có lẽ đây chính là vấn đề không gian siêu huyền, ta cảm thấy mục địch đại nhân không bị nguyên lực ảnh hưởng. Mọi người phải cẩn thận một ít. Đúng là phải cẩn thận một ít. Thiên Chiếu Tử thả chậm bước chân, hắn nhìn về phía trước, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy cái gì đó. Đột nhiên một tia sáng như ngón cái lóe lên, có thể mơ hồ quan sát trong đó có cái hộp hình chữ nhật giống như hộp kiếm. Thiên Chiếu Tử kích động. Vật phẩm do giới vương lưu lại không chừng chính là bảo vật cấp bậc thánh khí. Hắn vươn năm ngón tay ra, tia sáng bao phủ bàn tay, lập tức tia sáng biến mất hóa thành cái hộp dài 3 xích, trên hộp này có khảm nạm bảo thạch, tràn ngập đủ loại hào quang đầy màu sắc. Lý Vân Tiêu nhạy cảm bắt được, phía sau hộp kiếm này có một loại kiếm ý vô ảnh tỏa ra khắp chung quanh Thiên Chiếu Tử, nội tâm hắn chấn động. Ha ha, quả nhiên là vấn đề nguyên lực chấn động. Thiên Chiếu Tử hưng phấn giơ hộp kiếm trong tay lên, đắc ý cười nói. Thứ này không có vấn đề. Vừa dứt lời, lại nghe ầm ầm một tiếng, không gian chung quanh Thiên Chiếu Tử sụp đổ, hình thành một lỗ đen chừng một trượng, hắn không hề có phòng bị đã bị cuốn đi, biến mất trong không gian bí tàng. Lý Vân Tiêu, Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc lau mồ hôi, nói: "Xem ra vẫn có vấn đề." Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm chỉ tính toán, nhíu mày. Thiên Chiếu Tử đại nhân bị truyền ra ngoài, tánh mạng không lo. Xem ra vẫn là Vân thiếu nói đúng. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ. Nói đúng mới phiền toái, nếu ta đoán không sai, không gian này chỉ cho một người lấy một vật rồi rời đi, không cách nào lấy vật phẩm thứ hai. Đoan Mộc Hữu Ngọc cả kinh nói. Tại sao như thế? Lý Vân Tiêu nhìn chung quanh, trầm ngâm hỏi. Ngọc công tử, người suy tính xem nơi này có nơi nào có luyện phương nhất. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu. Vân thiếu thật sự xem ta là thần tiên rồi. Lý Vân Tiêu nói với hắn. Ít nhất cũng là nửa bước thần tiên đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc hổ thẹn, cười khổ nói. Vân thiếu quá khen, ta chỉ tính ra không gian này có cơ duyên, nhưng phải xem Vân thiếu có nắm chặt hay không. Ta lại thử một lần, nhìn xem có thể lấy hai kiện vật phẩm hay không. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Ngươi đi thử đi, vừa vặn nghiệm chứng suy đoán của ta. Tốt. Đoan Mộc Hữu Ngọc tập trung tâm thần, giơ cánh tay lên, bàn tay của hắn chụp vào hư không, lập tức hóa thành trường ảnh lớn quét qua những tinh quang kia. Vù vù. Trường ảnh chụp vào không gian phát ra tạp âm, nó vừa mới chạm vào một tia sáng thì dừng lại, giống như thời gian đã ngừng trôi qua. Chỉ nửa hô hấp sau có tiếng ầm ầm vang lên, Đoan Mộc Hữu Ngọc biến mất trong không gian bí tàng, tính cả tinh quang kia cũng biến mất. Lý Vân Tiêu tỉnh táo quan sát cả quá trình, cho đến khi Đoan Mộc Hữu Ngọc biến mất, lúc này hắn phiền muộn nói. Có phiền toái, muốn từ trong mấy trăm tinh quang này tìm ra luyện phương thánh khí, đây không phải khó xử ta sao? Hắn dùng diệu pháp linh mục quan sát, mỗi tinh mang đều có chung chất liệu, không cách nào nhìn thấy vật phẩm trong đó. Cuối cùng Lý Vân Tiêu từ trong tinh hải minh mông lựa chọn ra 30 tia sáng có khả năng nhất. Nhưng không biết giới vương có lưu lại một ít tin tức hữu dụng hay không, nếu không lựa chọn từ một trong 30 tia sáng này, xác suất quá thấp. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ, dứt khoát buông tha quan sát 30 tia sáng này, bắt đầu nghiên cứu không gian. Mấy canh giờ sau, hắn thở dài, triệt để thất vọng. Không gian này phức tạp hơn xa trình độ của hắn, hơn nữa đột nhiên hắn nhớ tới. Giới vương này chết trận mới chìm vào trong không gian thiên võ giới, cũng không có nhiều thời gian lưu lại tin tức cho hậu nhân. Không biết không gian này xảy ra chuyện gì, quy tắc không gian hoàn toàn khác với thiên võ giới, không có đạo lý, vạn vật trên thế gian này làm gì có tồn tại đào thoát khỏi quy tắc chứ? Lý Vân Tiêu nhìn những tia sáng kia, đột nhiên ánh sáng của hắn sáng ngời. Giờ phút này bên ngoài không gian bí tàng, tia sáng màu vàng trên mặt đất lóe sáng. Hào quang sáng ngời bộc phát giống như tảng đá ném vào mặt hồ sinh ra gợn sóng. Đây là cái gì? Linh Mục Địch nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trên bàn tay,
hắn bắt đầu đánh giá nó. Trong hộp có vật phẩm giống như viên kẹo, nó có màu vàng đất, nhìn qua vô cùng có linh tính. Vật phẩm màu vàng này không ngừng tỏa sáng, nó giống bong bóng trong miệng cá, nó lại hóa thành tia sáng vàng bao phủ phạm vi vài chục trượng. Tất cả mọi người xúm lại, sắc mặt si mê. Thiên chiếu tử thở dài. Trong thiên hạ có quá nhiều vật phẩm kỳ lạ, tạo vật thần kỳ không cách nào tính toán hết. Hắn cũng không biết đây là vật gì, thậm chí cũng không có chút đầu mối nào. Linh Mục Địch thu hộp ngọc lại, nhìn mọi người chung quanh, nói. Nếu là bảo vật, vẫn phải làm cho rõ ràng, chậm rãi tìm hiểu là được. Linh Mục Địch nhìn qua Thiên Chiếu Tử và Đoan Mộc Hữu Ngọc, cười nói. Không biết nhị vị đoạt được vật gì? Thiên Chiếu Tử mỉm cười, nói. Ta không có chiếm được thiên tài địa bảo như Mục Địch đại nhân. Hắn lấy hộp kiếm sau đó mở nó ra. Lúc hộp kiếm xuất hiện liền có một tầng kiếm quang truyền ra, trong mơ hồ còn có kết giới bao phủ hộp kiếm. Kiếm lực thật mạnh. Mọi người giật mình, biết được đây là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Toàn thân Linh Mục Địch run lên, đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Hàm kiếm quang, đây là hàm kiếm quang. Linh Mục Địch khó tự kiềm chế, trực tiếp tiến lên, cúi đầu cẩn thận quan sát, còn kém chút trực tiếp cướp đoạt nó vào tay. Thần sắc Linh Mục Địch vô cùng ngưng trọng, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, nói. Ha ha, quả nhiên là hàm kiếm quang. Đại nhân có thể mở ra xem xét, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận kiếm khí của nó. Thiên Chiếu Tử gật gật đầu, hắn lập tức mở chốt hộp kiếm mở ra. Bên trong bắn ra hào quang lăng lệ, hóa thành kiếm giới tỏa ra bốn phía. Mọi người kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên công mới có thể ngăn cản kiếm giới. Kiếm giới cũng không mạnh, nhưng mà lăng không tạo thành kiếm giới thì linh tính của nó rất dọa người. Thiên Chiếu Tử một tay nâng hộp kiếm, đứng mũi chịu sào cảm nhận được uy lực của kiếm giới, hắn cả kinh nói một câu. Mặc dù mũi nhọn đã lộ ra ngoài, kiếm quang như nước, sáng tới mức người ta khó mở mắt ra, cả chuôi kiếm giống như giọt thủy ngân lớn, không phải đúc ra, mà là một khối như vậy. Kiếm như nước chảy, ẩn giấu hào quang trong đó. Linh Mục Địch kinh ngạc nói một câu. Mọi người nghe Linh Mục Địch chỉ điểm, lập tức hiểu ý của hàm quang là gì. Tuy Thiên Chiếu Tử có bảo kiếm trong tay, lại không biết lai lịch, vội hỏi. Mục Địch đại nhân, kiếm này lai lịch gì? Linh Mục Địch thu hồi ánh mắt thưởng thức, hồi tưởng nói. Đây là bội kiếm của Giới Vương đại nhân. Giới Vương đại nhân cũng không phải là người sử dụng kiếm, cũng chưa bao giờ dùng kiếm này chiến đấu qua, lại ưa thích đeo kiếm này bên người. Như vậy có thể chứng minh kiếm này bất phàm. Thiên Chiếu Tử thở dài. Đáng tiếc ta cũng không phải người sử dụng kiếm, đợi tí nữa đưa cho Vân Thiếu. Trong nội tâm mọi người hâm mộ không thôi, phần lễ vật này thật sự quá lớn. Ninh Linh Nhi tiến lên, cười nói. Linh Nhi thay Vân Đại ca cảm tạ đại nhân. Thiên Chiếu Tử mỉm cười, nói. Nên thế. Linh Mục Địch lại nhìn qua Đoan Mộc Hữu Ngọc, nói. Không biết Ngọc công tử lấy được vật gì. Mọi người đều nhìn về phía Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc xấu hổ, nói. Hai người các ngươi bắt được thứ tốt, mà ta lại không biết nó là thứ gì. Đoan Mộc Hữu Ngọc vươn tay, mở năm ngón tay ra, trong lòng bàn tay của hắn có một khối như vỏ quýt, giống như mộng như huyễn, dường như không có thật thể. Thiên Chiếu Tử nhìn qua, dùng thần thức dò xét, nói. Thứ này không phải dịch cũng không phải khí, cảm giác thật kỳ quái, dùng thần thức cảm giác dường như là quy tắc ngưng tụ thành, lại không chân thật. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực, vật trong tay ta hoàn toàn không có cảm giác vật thể. Linh Mục Địch ngưng trọng, lắc đầu nói. Phiền toái, vật ấy tên là Toàn Dương, chính là thứ chỉ tồn tại trong quy tắc không gian, người lấy nó ra, chỉ tồn tại trong khu vực đặc biệt. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình. Vội hỏi. Không gian bí tàng này tương liên với quy tắc thiên võ giới sao? Bản thân thứ này tồn tại trong không gian bí tàng. Ánh mắt Linh Mục Địch tỏa sáng, nói. Hẳn là như vậy, hơn nữa quy tắc không gian là vật trọng yếu khí luyện chế thánh khí, Toàn Dương, lại là cực kỳ hiếm thấy trong quy tắc không gian. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Đúng lúc cứ đưa cho Lý Vân Tiêu luyện chế thánh khí. Thiên Chiếu Tử cười nói. Lý Vân Tiêu quả nhiên có số mệnh thật tốt, vật của ta và ngươi đều không dùng được, chỉ có thể tiện nghi hắn. Không biết hắn có cơ duyên tốt hay không, lấy được luyện phương, nếu không thì Toàn Dương này cũng uổng phí.
khi nói chuyện không gian đình trệ, sau đó sụp xuống, dường như bị kéo vào một điểm. Ầm ầm. Trong tích tắc không gian ngưng tụ thành một điểm đen, sau đó nổ tung thật lớn, nhưng không có năng lượng khuếch tán ra, không trung xuất hiện quầng sáng đen thật lớn. Mọi người lúc này có cảm giác khó hiểu, quầng sáng đen này dùng lại nửa hô hấp liền biến mất. Lúc này thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện. Vân Thiếu. Vân Tiêu đại ca. Hơn 10 người kinh hô, lập tức chạy tới. Lý Vân Tiêu đứng đó, thần sắc mê mang, sau đó mê mang mất đi, hắn thanh tỉnh lại. Như thế này, có lấy được luyện phương không? Linh Mục Địch dồn dập hỏi. Tất cả mọi người lập tức dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười cười, hắn cười rất tự tin và đắc ý, nhưng lại không khác gì mặt trời ấm áp chiếu vào nội tâm mọi người. Ha ha, quá tốt! Linh Mục Địch vỗ tay cười to, vui vẻ nói. Thật sự là giới vương đại nhân có linh, thiên đạo vận chuyển đứng ở bên phía chúng ta. Thiên Chiếu Tử khát khao, bức thiết nói. Nhanh, nhanh cầm luyện phương ra cho ta xem. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Không có được luyện phương. Bốn phía yên tĩnh quỷ dị, hoàn toàn không có chút âm thanh nào cả. Cáp, nói cái gì? Linh Mục Địch ngây ngốc, cười nói. Ngươi đang nói đùa. Lý Vân Tiêu nói. Thực không có được luyện phương, không chỉ không có được luyện phương, hơn nữa tất cả vật phẩm đều hủy rồi. Mọi người. Thiên Chiếu Tử sững sờ nói. Tại sao ngươi còn cao hứng? Lý Vân Tiêu trợn mắt nói. Bằng không làm sao bây giờ? Ta khóc thương tâm sao? Mọi người im lặng, hơn nữa thần sắc sa sút. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người, khiển trách. Các ngươi đang làm gì vậy? Một đám ủ rũ, dường như không có luyện phương thì sẽ thua sao? Đừng quên năm đó là ai thắng hắn. Thiên Chiếu Tử thở dài. Ai, tất cả mọi người trở về đi, cũng không phải người chết, nhiều lắm chỉ là tỉ thí mà thôi, làm gì lại sầu khổ như thế chứ? Lý Vân Tiêu. Đinh Linh Nhi vội hỏi. Còn chưa so tài đâu, hơn nữa Vân Tiêu đại ca có phần thắng thật lớn. Đoan Mộc Hữu Ngọc lấy toàn dương ra, đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vật phẩm do quy tắc không gian ngưng tụ thành, là tài liệu trọng yếu luyện chế thánh khí, tặng cho ngươi, không cần cảm tạ. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, nhìn chằm chằm vào toàn dương, nhịn không được cười ha hả, nói. Ha ha, đa tạ Ngọc công tử. Hắn không chút khách khí thu lại, lúc này vui mừng hưng phấn. Thiên Chiếu Tử lấy kiếm ra, nói. Bảo kiếm tặng anh hùng, tặng cho ngươi. Lý Vân Tiêu mừng như điên. Đối với người yêu thích kiếm như hắn đây là bảo vật, vui mừng nói. Đa tạ đại nhân. Thiên Chiếu Tử cười nói. Có lẽ, chuyện quyết đấu thuật đạo ngươi không cần đặt trong lòng, chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, ma chiến mới là chuyện trọng yếu nhất. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Nghe đại nhân nói như vậy, giống như ta thua chắc vậy. Ha ha, nào có, ta chỉ muốn ngươi thả lỏng mà thôi, kỳ thật quyết đấu không phải chuyện trọng yếu như vậy. Thiên Chiếu Tử vỗ vỗ bả vai hắn. Những người còn lại nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa không ngừng an ủi hắn. Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên, khinh bỉ nói. Mặc kệ các ngươi. Mọi người hậm hực mà về, tuy đạt được vài món bảo vật, nhưng phần lớn vẫn có phần thất lạc. Dù sao cuộc chiến hai tộc quan hệ tới tôn nghiêm của hai tộc, mà bây giờ yêu tộc thế lớn hơn. Sau khi trở về thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu bế quan. Linh Mục Địch cũng khôi phục thần thái, lôi kéo hắn hỏi. Ngươi thật không chiếm được luyện phương. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Đại nhân cũng không tin ta. Linh Mục Địch ung dung nói. Không phải không tin, mà là ta không nhìn thấy ngươi uể oải, mặc dù không có được luyện phương, sợ rằng đạt được thứ gì tốt rồi. Bộ dáng tự tin của hắn, hắn dường như có nắm chắc với phán đoán của mình. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to nói. Người hiểu ta, Mục Địch đại nhân. Hắn vụng trộm nói ra. Ta mang cả siêu huyền không gian đi. Cái gì? Linh Mục Địch đã giật mình, sợ hãi nói. Siêu huyền không gian bị ngươi mang đi. Có ý tứ gì? Ngươi đạt được bí tàng của giới vương đại nhân. Tất cả bảo vật trong đó. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải, bảo vật bên trong đã bị hủy, bí tàng hoàn cũng hủy. Ta chỉ đạt được siêu huyền không gian mà thôi. Đại nhân ngươi xem xét thì biết. Hắn bấm niệm pháp quyết, trong nghi tâm bắn ra một đám hình chiếu.
Cảnh tượng giống như giới thần bi, ở giữa thiên địa có không gian kỳ lạ hay thay đổi, dường như có vô số quang tuyến nằm đó. Linh Mục Địch Triệt để ngây ngốc, kinh ngạc nói. Cái này cũng có thể. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Bảo vật trong bí tàng quá nhiều, không nói có luyện phương hay không, cho dù thực tồn tại, muốn chọn chúng cũng rất ít khả năng, xác suất này không khác gì đi giữa đường bị thiên thạch đập chúng. Linh Mục Địch nghe xong gật đầu, đồng ý nói. Đúng vậy, cho nên dưới tình huống chỉ chọn một vật phẩm, người chọn siêu huyền không gian. Thần sắc của hắn đầy tán thưởng. Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng vậy, ta ban đầu mang tâm tư đầu cơ trục lợi, nghĩ thầm nếu như lấy không gian đi, phải chăng có thể mang tất cả bảo vật đi hay không, nhưng trên thực tế cũng không thể. Lấy không gian đi, tất cả bảo vật sẽ bị cuốn vào không gian phong bạo, không biết đi tới nơi nào. Linh Mục Địch thở dài. Thật là đáng tiếc, nhưng mà bảo vật có linh, chúng sẽ tìm được chính chủ nhân chính thức. Cho dù chỉ là một khối nguyên thạch cũng có vận mệnh của mình. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Mặc dù không tìm được luyện phương, ta tin tưởng không nhỏ vào tỉ thí lần này, cũng bởi vì có siêu huyền không gian. Đại nhân còn nhớ kiếm của Phong Yếu Ly hay không? Linh Mục Địch nhíu mày, nói. Ngươi nói là lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu cầm lãnh kiếm băng xương trong tay, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, hàn khí không ngừng bộc phát. Lý Vân Tiêu dừng ở cái này kiếm, nói không nên lời phức tạp cảm giác, mất mà được lại, nhưng cái này kiếm đã không có trước khi như vậy thân cận. Dù sao Phong Yếu Ly đã bị luyện hóa hoàn toàn, hiện tại Phong Yếu Ly chết, cấm chế trên kiếm cũng mất đi, nhưng Lý Vân Tiêu muốn luyện hóa nó còn khó hơn cả luyện hóa thanh khí. Đúng vậy, chính là lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thân kiếm, nghiêm mặt nói. Năm đó Phong Yếu Ly phong ấn toàn bộ tuyết quốc vào trong kiếm, luyện chế nó thành thánh khí. Năm đó ta luyện chế tinh diệt, thời quang, trảm yêu ba kiếm hợp nhát, luyện chế thành á thánh khí, nhưng thật ra hiệu quả như nhau, là điệp ra thuộc tính của vật phẩm vào nhau. Linh Mục Địch nói. Ta hiểu, bây giờ ngươi muốn dung nhập siêu huyền không gian vào trong huyền khí, làm theo cách của Phong Yếu Ly, luyện nó thành thánh khí. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đại khái chính là tình huống này. Linh Mục Địch nói. Vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có nắm chắc, có lẽ. 2-3 thành a. 2-3 thành. Linh Mục Địch phiền muộn nói. Xác suất này không đủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Bây giờ không phải là lúc có được hay không, ta cảm thấy xác suất này đủ rồi. Tiếp theo mọi người đều biết, Mục Địch đại nhân cũng biết. Luận thuật đạo chân chính, ta hẳn không phải là đối thủ của ngả, điểm ấy mặc dù là ta cũng hiểu. Nếu năm đó không đầu cơ trục lợi, ta không phải đối thủ của hắn. Linh Mục Địch thở dài nói. Người này chính là thiên tài thuật đạo hiếm có, chúng ta cũng không nên làm khó dễ ngươi, làm hết sức mà thôi. Hắn mang bảo vật trong bí tàng ra, nói. Vật ấy ta cũng không biết là gì, ngươi cầm đi, có ngày sẽ dùng tới đấy. Lý Vân Tiêu mở hộp ngọc ra xem xét, sững sờ nửa ngày, cũng không biết là vật gì, liền thu lại, nói. Ta sẽ hết sức. Sau khi trở về mật thất, Lý Vân Tiêu liền trực tiếp tiến vào giới thần bi, hắn ngồi trước siêu huyền không gian, nhắm mắt lâm vào suy nghĩ, hắn nhập định thật nhanh. Ninh Linh Nhi trở lại thành Viêm Vũ, cũng bắt đầu tiến vào công việc hàng ngày. Bởi vì ngả đã liệt kê ra danh sách tài liệu thật dài, trong đó đại đa số đều cần thời gian đi chuẩn bị. Nàng cũng muốn gian lận trên tài liệu, nhưng lập tức bỏ qua suy nghĩ của mình, bởi vì nàng biết rõ Lý Vân Tiêu tuyệt đối không đồng ý. Tỷ thí thắng bại, Lý Vân Tiêu càng coi trọng tôn nghiêm của cường giả. Thời gian 3 tháng trôi qua như nháy mắt, người đi vào thành Viêm Vũ cũng đông hơn, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận chuyện thuật đạo. 3 tháng qua, trong khu vực yêu tộc mỗi ngày đều có tường vân bao phủ, dường như ngả đang luyện ra một ít vật lợi hại, không ngừng có rất nhiều tài liệu được vận chuyển đến. Nhưng không ai biết là gì. Thiên Chiếu Tử khó nén lòng hiếu kỳ, hắn bí mật đi tới quan sát, sau khi đi ra liền thở dài, cảm thấy tâm thần sa sút. Lúc này đám người Linh Mục Địch càng lo lắng. Trong 3 tháng qua có không ít cường giả đi vào thành Viêm Vũ, Vương Tọa Đằng Quang cũng đi ra, gia nhập vào trong Thiên Võ Minh, nghiên cứu đại vãng sinh cực nhạc trận. Ma tộc sau trận chiến ở thành Hồng Nguyệt cũng yên lặng lại, ở trong khe hở lớn chỉ có một ít ma tộc cấp thấp xuất hiện. Lý Vân Tiêu bế quan 2 tháng cũng xuất quan, hắn đi ra ngoài.
rốt cục sắp bắt đầu sao? Đinh Linh Nhi nhìn lên trời cao, từng tia sáng ban mai chiếu thẳng vào thành Viêm Vũ, cũng bắt đầu ngày mới. Ánh mắt của nàng nhìn qua bảy yêu tộc, trên trời có hào quang bảy màu chiếu xuống. Chắc là ngả đã làm xong chuẩn bị, Vân Tiêu đại ca đâu rồi? Ánh mắt của nàng nhìn qua phía khác, nói thầm. Đừng lo lắng, năm đó Phi Dương đánh bại ngả, hôm nay cũng nên tái hiện hào quang năm đó. Khúc Hồng Nhan xuất hiện sau lưng Đinh Linh Nhi, nói bên tai nàng. Hồng Nhan tỉ tỉ. Đinh Linh Nhi bể ói. Vân Tiêu đại ca thật có nắm chắc không? Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nhìn qua phía trước, nói. Trong thiên hạ này nếu có ai thắng ngả, như vậy không còn người nào khác ngoài hắn. Đinh Linh Nhi khẩn trương nắm chặt tay, cầu khẩn. Chỉ hy vọng như thế. Hừ, cả ngày cứ mưu lợi, miệng lưỡi trơn tru, phập phồng không yên, nào có nửa điểm phần thắng. Sau đó lời nói lạnh như băng vang lên. Cao Hàn, không thể nói như vậy, thuật quyết còn chưa đấu đâu, làm sao biết thắng bại. Thiên Chiếu Tử nói. Khúc Hồng Nhan và Đinh Linh Nhi xoay người lại hành lễ với hai người. Sắc mặt Viên Cao Hàn âm trầm, hắn xem như kết đại thù với Lý Vân Tiêu, nhưng thời điểm nhìn thấy Khúc Hồng Nhan lại khẩn trương, nói. Sư tôn, nhưng mà Cố Thanh Thanh mở ván cược, ngài mang toàn bộ thân ra cược ngả thắng đấy. Khục, khục khục, khục khục khục. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Thiên Chiếu Tử xấu hổ che mặt, nổi giận nói. Ngươi biết cái gì? Tuy ta dùng toàn bộ thân gia áp ngả thắng, nhưng trên tinh thần ta vẫn nghĩ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tất thắng. Hắn giơ tay lên đầy kiên định. Khúc Hồng Nhan. Đinh Linh Nhi. Thiên Chiếu Tử khôi phục đoan trang thần thái, vuốt vuốt chòm râu nói. Chúng ta đi tới nơi tổ chức thuật quyết đi. Mục gia cơ quan thần thông quả nhiên được, không ngờ bọn họ lại làm ra nơi như thế. Lúc này một tòa thành lơ lửng xuất hiện bên ngoài thành Viêm Vũ. Nhìn từ xa nó không khác gì bảo vệ thành trì. Đinh Linh Nhi nói. Sau thuật quyết hôm nay chấm dứt, thành trì này sẽ ở lại thành Hồng Nguyệt, dùng nó làm nơi điều khiển và giám sát đại trận. Phía trên có rất nhiều cơ quan khôi lỗi và trận pháp, đương thời trừ thông thiên đảo ra, đây là cơ quan khôi lỗi phức tạp nhất. Thiên Chiếu Tử nói. Thành này có tên chưa? Đinh Linh Nhi đỏ mặt, dường như rất xấu hổ, nói. Thành này tên là Đại Hắc Nữ. À, cái gì? Ba người đều sững sờ, cảm giác mình nghe lầm. Đinh Linh Nhi cũng cảm thấy khó xử, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, giải thích. Vân Tiêu đại ca trước khi bế quan từng nói lúc trước ở Thiên Thủy Quốc thời điểm hắn rèn ra cây kiếm đầu tiên tên là Hắc Nữ, cho nên sau khi xây dựng xong tòa thành này liền đặt tên là Đại Hắc Nữ. Viên Cao Hàn phẫn nộ nói. Ta nghe cái tên này thì biết rõ là tên kia đặt. Đây là vũ nhục lớn nhất với khôi lỗi thuật luyện sư. Khục khục, Mục Tinh cùng Mục Trang đại nhân đồng ý không? Thiên Chiếu Tử hỏi. Đinh Linh Nhi nói. Người Mục gia không có ý kiến, đều nói cái tên này rất tốt. Viên Cao Hàn. Thiên Chiếu Tử ho khan hai tiếng, nói. Bọn họ ưa thích là tốt rồi, ưa thích là tốt rồi. Trời đã sáng, hiện tại ta đang chờ mong thuật quyết bắt đầu đấy. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời, dường như vô cùng hưng phấn. Viên Cao Hàn buồn bực nói. Sư tôn chờ mong ván cược kia đấy, bởi vì sư tôn đặt cược, hiện tại toàn bộ gia tài đều đặt lên ngả. Thiên Chiếu Tử nghiêm túc, khiển trách. Ván cược chỉ là vật ngoài thân, thuật quyết này quan hệ tới tôn nghiêm của tộc ta, ủng hộ trên tinh thần là ủng hộ lớn nhất. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi vào Đại Hắc Nữ đi. Hai người hóa thành hào quang bay về phía Đại Hắc Nữ. Sau khi hai người rời đi một lát, không ngừng có hào quang từ các hướng bay về phía Đại Hắc Nữ. Đinh Linh Nhi nhìn thành Viêm Vũ, nhìn thấy trời đã sáng rõ, trong thành không ngừng có hào quang bay lên, không ai muốn bỏ qua lần quyết đấu thuật quyết kinh thiên này. Thiên Chiếu Tử đại nhân đặt cược ngả tiên sinh thắng, ngay cả hắn. Đinh Linh Nhi lo lắng. Hừ, lão nhân kia có kiến thức gì chứ? Khúc Hồng Nhan không vui, hừ lạnh nói. Năm đó chỉ là con rùa rút đầu, không dám chính diện nghênh chiến ngả, bảo Phi Vân đi ra. Cho nên hắn không đáng là gì cả, bởi vì bản thân hắn chính là người nhát gan, lần này phải làm hắn thua táng ra bại sản. Linh Nhi muội tử, trong tay ngươi khống chế không ít tài nguyên đúng không? Đinh Linh Nhi nói. Tỷ tỷ có ý gì? Khúc Hồng Nhan mỉm cười, tàn nhẫn nói. Đặt toàn bộ Phi Vân thắng.
làm cho Cố Thanh Thanh và đám đặt cược ngả phải thua táng ra bại sản. À, Đinh Linh Nhi ăn cả kinh, che miệng nói. Vạn nhất chúng ta thua gì sao? Khúc Hồng Nhan nhìn qua nàng, hỏi. Ngươi cũng cho rằng Phi Vân sẽ thất bại. Ta, Đinh Linh Nhi sửng sốt, lập tức hối hận lời của mình, nói. Ta hiểu rồi, Vân Tiêu đại ca nhất định sẽ thắng, mặc dù ta dùng tính mạng ủng hộ hắn cũng không tiếc, huống chi chỉ là một ít tiền tài, căn bản chỉ là mây khói. Khúc Hồng Nhan cười nói. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ân, Đinh Linh Nhi gật đầu, lo lắng trong lòng được cởi bỏ, hoàn toàn không quan tâm cái trước mắt. Đột nhiên nàng phát hiện, Khúc Hồng Nhan cũng tốt, Lạc Vân Thường cũng được, hay là Thủy Tiên, Phi Nghê, bọn họ có cảm giác tín nhiệm rất mạnh vào Lý Vân Tiêu, mặc dù loại tín nhiệm này hoàn toàn không có trụ cột vững chắc gì đó. Mà nàng kinh doanh thương hội nhiều năm, nàng có lý trí rất mạnh, đây là nguyên nhân giúp nàng đưa ra các quyết định thích hợp giúp thương hội thành công, nhưng vào lúc này lý trí như thế lại làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Chúng ta cũng đi thôi, đi tìm nơi tốt. Lát nữa đại hắc nữ sẽ đông lắm đấy. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ giữ trật tự. Khúc Hồng Nhan nói xong, hai người hóa thành hào quang bay đi. Trên đại hắc nữ tụ tập hơn ngàn người, top 5 top 3 tụ cùng bàn chuyện với nhau. Trong một góc nào đó, một số đông người tụ lại, chính là chỗ Cố Thanh Thanh mở ván cược, nơi đây phi thường náo nhiệt. Trong thành mỗi cách trăm trượng đều có trận tháp, mặc dù bị ma tộc công phá chỉnh thể phòng ngự. Trận tháp cũng phát huy ra tác dụng phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa trong thành con đường đan sen, cũng là ẩn chứa quy tắc, có áp chế nhất định với ma tộc. Cố Thanh Thanh đại nhân, người có cân nhắc ảnh hưởng hay không? Hai độn quang xuất hiện trước bàn đặt cược, Đinh Linh Nhi tức giận nói ra, Khúc Hồng Nhan cũng lạnh lùng đứng bên cạnh. Ảnh hưởng. Cố Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng, nói. Ta chỉ biết ngăn cản tài lộ của người khác là thù giết phụ mẫu, muốn đặt cược thì nhanh đi. Không thì cút qua một bên. Nàng cúi đầu không ngừng ghi chép, bận rộn túi bụi, hơn nữa sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, căn bản không quan tâm tới. Khúc Hồng Nhan chán nản, nói. Cố Thanh Thanh đại nhân, người thân là tiền bối thần tiêu cung lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, thủ vững tộc lợi ích của tộc ta. Người giống trống khua chiêng đánh bạc như thế, hơn nữa xem ra tất cả đều đặt ngả thắng, như vậy sẽ ảnh hưởng sĩ khí của tộc ta. Cố Thanh Thanh kêu lên. Làm gì vậy không thể đặt ngả thắng? Chẳng lẽ chỉ có thể đặt Lý Vân Tiêu? Như vậy còn có tính công bằng gì đáng nói? Hơn nữa ngả tiên sinh còn là ân nhân của ta đấy, ta đặt hắn thắng. Đúng vậy, vì cái gì không thể đặt ngả thắng? Ta thấy ngả tiên sinh tất thắng rồi. Đúng đúng, ngay cả Thiên Chiếu Tử Đại Sư cũng đặt toàn bộ tài sản vào ngả thắng đấy. Mà mẹ nó, thực, không nói sớm, ta lại đặt thêm gấp 3 lần. Trong đám người hối hả, đều đi lên đặt cược ngả thắng, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, lúc này đều không ngừng đi lên. Đinh Linh Nhi phiền muộn, lại áp một lệnh bài lên bàn đặt cược, nói. Thương hội thành Viêm Vũ, đặt toàn bộ tài sản Vân Tiêu đại ca thắng. Lập tức yên lặng tới cực hạn, sau đó cả sòng bạc bùng nổ. Ta không nghe lầm chứ. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, châu đầu ghé tai. Thương hội thành Viêm Vũ bây giờ chính là thương hội đệ nhất đại lục, tài sản hùng hậu không thể tính toán. Cố Thanh Thanh cũng ngây ngốc, kinh ngạc nói. Ngươi nghiêm túc. Đinh Linh Nhi gật gật đầu, nói. Đương nhiên, nếu ngươi thắng, thương thành Viêm Vũ đều là của ngươi. Nếu ngươi thua, ta xem ngươi bồi thế nào. Cố Thanh Thanh thoáng một phát nheo mắt lại đến, khẽ cười nói. Cô gái nhỏ, ngươi muốn dọa bổn cô nương, ta cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu thua chắc rồi, người chờ giao thương hội cho ta đi. Nàng nhìn lệnh bài kia, quát. Mua rồi rời tay. Chậm đã. Đinh Linh Nhi trầm giọng vừa quát, nói. Nếu ta thua, ta bồi là được rồi. Cùng lắm chỉ là thương hội mà thôi, nhưng nếu người thua, người bồi cái gì? Cố Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta sẽ không thua. Khúc Hồng Nhan nói. Đại nhân, người đang chơi xỏ lá sao? Tất cả mọi người nhìn qua ngươi đấy, ván cược này ngươi không tiếp nổi, lại muốn tiếp nó, rõ ràng cho thấy đã chuẩn bị làm xấu rồi. Cố Thanh Thanh mở hai tay ra, nói. Xem ra các ngươi cũng có chuẩn bị, nói đi, muốn ta lấy cái gì ra làm tiền đặt cược. Các ngươi không phải là muốn ta làm nữ nhân của Lý Vân Tiêu đấy chứ. Ha ha, người chung quanh cười vang.
Xú! Đinh Linh Nhi đôi má đỏ bừng, giận dữ nói. Nếu ngươi thua, vậy cả đời phải nghe lời ta. Tuy tiếng cười dừng lại, bởi vì tiền đặt cược quá lớn. Cố Thanh Thanh cũng là lạnh lùng nhìn qua nàng, mỉa mai nói. Chỉ là một thương hội, muốn nó đổi cả đời ta. Đinh Linh Nhi cười lạnh nói. Ngươi không phải nói sẽ không thua sao? Cố Thanh Thanh nói. Sẽ không thua không có nghĩa là ngươi có thể chiếm tiện nghi của ta. Đinh Linh Nhi gấp đỏ mặt, cắn răng nói. Nếu ta thua, không chỉ có thương hội là của ngươi, ta cũng nghe lệnh ngươi cả đời. Linh Nhi. Khúc Hồng Nhan vội vàng kêu lên. Đinh Linh Nhi dường như quyết tâm, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Thanh nói. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Cố Thanh Thanh khẽ cười nói. Cả đời ngươi không đáng giá như vậy. Đinh Linh Nhi tức giận nói. Vậy ngươi muốn đánh bạc hay không? Cố Thanh Thanh nói. Cả đời ngươi trong mắt ta không đáng tiền, nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu là bảo bối đấy, giá trị này rất lớn. Nàng duỗi ngón trỏ ra, nói. Một năm, cả đời ngươi và thương hội đổi một năm của ta, nguyện đánh bạc thì đặt cược đi. Tốt, một năm thì một năm. Đinh Linh Nhi cắn răng, lúc này đáp ứng. Khúc Hồng Nhan khẩn trương, nói. Linh Nhi, ngươi quá hồ đồ, sao có thể chơi điên như vậy? Đinh Linh Nhi nhìn qua nàng, nói. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết phải có lòng tin vào Vân Tiêu đại ca, vì sao chính ngươi không có tự tin rồi? Cái này. Khúc Hồng Nhan sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, gật đầu nói. Ngươi nói đúng, chúng ta thắng chắc, có gì mà không dám. Đinh Linh Nhi thầm nghĩ, trong mấy Hồng Nhan tri kỷ của Vân Tiêu đại ca thì mình là người vô dụng nhất, mặc dù là thua cũng không ảnh hưởng đại cục Thiên Võ Minh, nếu thắng thì có thể thắng một năm sai xử Cố Thanh Thanh. Tuy Cố Thanh Thanh tiêu sái không bị trói buộc, thậm chí có chút tùy hứng hồ đồ, nhưng thực lực rõ như ban ngày. Dùng mình làm tiền đặt cược đổi một năm sai xử nàng xem như có giá trị, ít nhất có thể giúp Vân Tiêu đại ca chút sức. Suy nghĩ của nàng đơn giản và đơn thuần như thế. Tốt, mua rồi rời tay. Cố Thanh Thanh vỗ chiếu bạc, khí kình chấn tay Đinh Linh Nhi ra, lạnh lùng nhìn hai người, cười nói. Vốn chỉ cảm thấy nhàm chán, tăng thêm niềm vui thú, hiện tại xem ra càng thú vị rồi đấy. Ánh mắt của nàng nhìn qua Khúc Hồng Nhan, cười nói. Ngươi muốn chơi đùa chút hay không, đánh bạc 10 năm 8 năm. Khúc Hồng Nhan ngạo nghễ nói. Ta chính là cung chủ Thần Tiêu Cung, mà ngươi chỉ là trưởng lão Thần Tiêu Cung. Luận thực lực ta không dưới ngươi, luận địa vị ta còn trên ngươi, 10 năm 8 năm của ta, ngươi muốn dùng mấy trăm năm đánh bạc đây. Nàng vô cùng kiêu ngạo, lạnh lẽo nhìn, Cố Thanh Thanh, đối chọi gay gắt. Hai người đều là tuyệt đại giai nhân, khuynh đảo thế nhân. Rằng co với nhau tạo ra khí chàng làm cho người chung quanh yên lặng. Khanh khách, đột nhiên Cố Thanh Thanh cười run rẩy cả người, nói. Quả nhiên rất giống bổn cô nương, khí thế cung chủ Thần Tiêu Cung cũng có thể truyền thừa sao. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói. Nhận được khích lệ, xấu hổ không dám nhận, hoàn toàn không cảm thấy. Bổn vương nguyện đánh bạc với ngươi. Đột nhiên có tiếng nói trầm thấp vang lên, chỉ cảm thấy có cơn gió thổi qua. Trước chiếu bạc có một nam tử xuất hiện, lẳng lặng nói ra. Bổn vương cầm thời gian cả đời đánh bạc cả đời của ngươi, ta áp Lý Vân Tiêu thắng. Lam Nham chủ, người chung quanh kinh hô, đều hít một khí lạnh, lập tức kêu to. Cái gì, hắn chính là một trong tứ vương Lam Nham chủ. Trong đám người càng bạo động, dốc sức liều mạng lách vào, muốn xem rõ truyền kỳ trước mặt. Từ khi ma chiến bắt đầu, các cường giả trong vĩnh sinh chi giới từ từ cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Truyền kỳ nhất chính là đảo chủ Diệp Kình Vũ và Tứ Vương. Cố Thanh Thanh biến sắc, nói. Ngươi nghiêm túc. Lam Nham chủ gật gật đầu, nói. Tự nhiên là nghiêm túc, ngươi rất không tồi, bổn vương ưa thích, vẫn muốn nạp ngươi làm phi, đáng tiếc ngươi không cho cơ hội. Chỉ có thể mượn nhờ ván cược này. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi thua, nghe theo ta. Mệnh lệnh đầu tiên là ta sẽ bảo ngươi cởi chuồng thủ dâm trước mặt mọi người. Quẹ! Chung quanh sợ hãi, cảm thấy buồn nôn muốn ói. Cố Thanh Thanh là nữ tử xuất trần hiếm thấy, hình tượng của nàng trong lòng mọi người giảm xuống đáy cốc. Sắc mặt Lam Nham chủ tái nhợt, trên người có mấy luồng khí xoáy bay lên, hắn đã tức giận, lạnh giọng nói. Tốt, nếu bổn vương thắng, mệnh lệnh đầu tiên là sủng hạnh ngươi trước mặt mọi người. Cố Thanh Thanh vừa thẹn vừa giận, mắng.
Lưu manh đáng chết, xéo đi. Lam Nham chủ cười lạnh nói. Như thế nào, không dám đánh bạc. Cố Thanh Thanh tỉnh táo lại, theo nàng biết, ngả thắng chắc rồi. Lý Vân Tiêu tuyệt đối không có đạo lý chuyển bại thành thắng, ngay cả phụ thân Lý Vân Tiêu là Lý Trường Phong cũng vụng trộm đặt ngả thắng, trừ mấy hồng nhan của Lý Vân Tiêu và đám người linh mục địch ra, căn bản không có người xem trọng Lý Vân Tiêu. Sau khi suy nghĩ xong, nàng ổn quyết tâm thần, nhanh chóng tính toán. Lam Nham chủ chính là cường giả tạo hóa cảnh, nếu như có thể thu làm nô tài, không chỉ là trợ lực thật lớn, hơn nữa mang ra ngoài cũng rất uy phong. Có cường giả tạo hóa cảnh làm nô là bộc, sợ rằng từ xưa tới nay không có mấy người làm được. Nhưng vạn nhất mình thua. Nàng vừa nghĩ tới hậu quả khi thua, liền không nhịn được dùng mình, nếu tên này sủng hạnh mình trước mặt mọi người, nàng cảm thấy mình nên tự sát phấn thân toái cốt, miễn bị hắn chà đạp thân thể. Đinh Linh Nhi nói, trước lúc trước đánh cược một năm với nàng, người muốn đánh bạc cũng chỉ có thể đánh bạc một năm. Lam Nham chủ gật đầu nói, không có vấn đề, ta cho ngươi chiếm tiện nghi, ta dùng cả đời đánh bạc một năm của ngươi. Đôi mắt Cố Thanh Thanh đảo một vòng, cười đùa nói. Nếu như ta thua, cũng chỉ thua một năm sai xử Đinh Linh Nhi. Nếu Đinh Linh Nhi bảo ta gả cho Lý Vân Tiêu, vậy ngươi thất bại rồi. Ha ha ha. Đinh Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói. Yên tâm đi, ngươi không cần nằm mộng, nếu như ngươi thua, trước khi một năm chấm dứt, ta tùy tiện tìm lão đầu gả ngươi đi là được rồi. Ngươi, Cố Thanh Thanh chán nản, nổi giận nói. Nói giống như ta sẽ thua vậy, thu là các ngươi, hai người các ngươi chờ làm nô tỳ đi. Lam Nham chủ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đồng ý, đến tầng thứ chúng ta, khế ước bình thường không cách nào ước thúc đâu. Toàn thân Cố Thanh Thanh run lên, có phần sợ hãi. Tuy nàng tự nhận phần thắng thật lớn, nhưng nghĩ đến khả năng vạn nhất liền không nhịn được rơi vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt. Đinh Linh Nhi nâng tay lên thề, chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lam Nham chủ cũng phát thệ trước mặt mọi người. Cố Thanh Thanh bị buộc bất đắc dĩ, đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể thề. Lời thề vừa ra, nàng cảm thấy thân thể không giống, giống như tiêu hết tất cả khí lực, vô cùng mệt mỏi. Ba người đã đặt cược, trên bầu trời xuất hiện mây đen, trong mơ hồ có lôi điện màu tím lập lòe, tiếp tục một lát mới dần dần tiêu tán. Mọi người đều động dung, cả kinh nói. Lời thề này dẫn động thiên tượng. Có trò hay xem rồi, dẫn động thiên văn chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi. Đinh Linh Nhi ba người đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn qua mây đen tiêu tán, không biết thiên đạo có ý gì. Cố Thanh Thanh bắt đầu có chút lo lắng, Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi, chiếm hết số mệnh thiên đạo, mặc dù nàng có lòng tin với ngả, nhưng mà so với thiên đạo thì ngả không tính là gì. Không chỉ tâm tình của nàng bị ảnh hưởng, người đánh bạc chung quanh cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu không có tự tin vào đánh bạc của mình. Lục tục có người thử áp Lý Vân Tiêu thắng, sắc mặt Cố Thanh Thanh càng ngày càng khó coi. Ha ha, thiên đạo chi thề, có ý tứ. Ta rất muốn đánh bạc lớn một lần đấy. Lúc này có một đạo hào quang xuất hiện, lập tức bay tới, đó là Lý Mang Sơn, hắn vuốt râu cười nói. Đáng tiếc a, như vậy một đại mỹ nhân bị Lam Nham chủ đánh bạc rồi, ta còn đánh bạc gì chứ? Đột nhiên đồng tử Lam Nham chủ nháy vài cái, hắn nhìn qua người vừa nói, cười nói. Tốt rất nhanh, mới mấy tháng mà ngươi đã đạt tới tạo hóa cảnh. Ha ha, Lý Mang Sơn cười nói. Vận khí, vận khí. Trên mặt đắc ý không chút che giấu. Ngươi có thể đánh cược với ta. Trên bầu trời có hào quang màu đỏ lóe lên, cả vùng đất như bị máu nhuộm, bóng dáng này ngưng tụ lại, người đến là Mạch. Lý Mang Sơn chấn động, giật mình nói. Tạo hóa cảnh. Mạch mặt không biểu tình nói ra. Vận khí, vận khí. Lý Mang Sơn cảm thấy gương mặt run lên, có phần buồn bực hừ một tiếng. Người yêu tộc đều vừa mừng vừa sợ, dường như rất vui và sợ Mạch, yêu tộc khó có được xuất hiện tồn tại cường đại, cũng nhìn không được kích động vạn phần. Có chút yêu tộc càng là bộ hạ cũ của Mạch lúc trước, tất cả đều hoan hô, kêu to yêu hoàng đại nhân. Mạch nhìn Lý Mang Sơn, nói. Ta áp ngả tiên sinh thắng, tiền đặt cược là cảm ngộ trùng kích tạo hóa cảnh. Cái gì? Không ít người biến sắc, kể cả Cố Thanh Thanh và Khúc Hồng Nhan đều ngạc nhiên, ngay cả Lam Nham chủ cùng Lý Mang Sơn cũng động tâm. Mỗi người cảm ngộ thiên đạo khác nhau, mà cảm ngộ lúc đột phá cảnh giới càng chân quý, huống chi là tạo hóa cảnh.
tốt, lão phu đánh bạc. Lý Mang Sơn nói. Nếu ngươi chọn ngả, vậy lão phu cũng chỉ có thể chọn Lý Vân Tiêu. Hắc hắc, nói thật, ta cũng không có tin tưởng vào tiểu tử kia đâu. Cảm ngộ tạo hóa cảnh sao? Ta cũng tới một phần, áp Lý Vân Tiêu thắng. Lúc này có một khí thế lăng lệ tới cực điểm bay đến, sáng loáng đâm người hai mắt, tại chiếu bạc trước thoáng một phát hóa xuất thân ảnh. Chi, lại là một tạo hóa cảnh. Cố Thanh Thanh kinh hô. Người trước mắt chính là Hạo Phong, Cố Thanh Thanh đã hoàn toàn không thể cảm giác được tu vị của hắn, chỉ phát hiện hoàn toàn không kém gì Lý Mang Sơn. 10 vạn năm không xuất hiện, giờ phút này trên đại hắc nữ tụ tập 4 người, tuy khí tức của mỗi người đều thu liễm lại, nhưng đây đều là tồn tại cường đại, tự nhiên có khí chất thượng vị giả khiến người ta quỳ bái. Ha ha, chúc mừng 3 vị, có 4 vị đại nhân tỏa chấn thiên võ giới, ma chiến không lo. Một tiếng nói to vang lên, một nam tử lăng không đáp xuống. Khúc Hồng Nhan ngạc nhiên, nói. Ngươi là... Nam tử trước mặt có bộ dáng lạ lẫm, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Nàng rất thông minh, từ lời nói và khí chất lập tức hiểu được, vui vẻ nói. Chúc mừng Mục Địch đại nhân, đoạt xá thành công. Nam tử này chính là Linh Mục Địch, đoạt xá thân thể Phong Yếu Ly, từ khi chân thân họa đấu ngưng hóa thành hình người, biến thánh thành hình dáng của 10 vạn năm trước. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Không thể ngờ ta còn có ngày khôi phục dung nhan, ông trời thật sự không tệ với ta. Khúc Hồng Nhan cười nói. Đại nhân lòng mang thiên hạ, đại công vô tư, đều có thiện quả. Lý Mang Sơn ánh mắt lộ ra dị sắc, dò xét hắn một phen, cả kinh nói. Vậy mà đoạt xá triệt để như thế, thật sự hiếm thấy. Thực lực của đại nhân đã đạt tới hư cực đỉnh phong. Linh Mục Địch cười nói. Cơ duyên xảo hợp. Hồn phách lạc ấn của Phong Yếu Ly trên chân thân họa đấu đã bị xóa đi, bản thân Phong Yếu Ly chỉ là ký sinh từ ngoài vào, Linh Mục Địch muốn xóa đi lạc ấn linh hồn của hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Phong Yếu Ly nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn giày vò 10 vạn năm, cuối cùng lại làm mai mối cho Linh Mục Địch. Mặc dù là cường giả đứng trên đỉnh của thế giới, nhưng hắn chỉ là tảng đá trong dòng sông vận mệnh, cũng phải chảy xuôi theo dòng sông. Lý Mang Sơn nói. Đoạt xá thân thể rất khó có thể tinh tiến cảnh giới, cũng bởi vì linh hồn lạc ấn rất khó lau đi sạch sẽ, đại nhân có thân thể này, sợ rằng khó có cơ hội trùng kích tạo hóa cảnh. Linh Mục Địch không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tất cả đều phải xem cơ duyên. Mấy người liếc nhau, đều gật đầu. Ai cũng hiểu tới trình độ của bọn họ, tầm quan trọng của cơ duyên còn vượt qua tất cả cố gắng, nhưng không có cố gắng sẽ không có cơ duyên. Trên con đường này chỉ có siêng năng và dũng cảm tiến tới, về phần đi được tới bước nào đều phải xem cơ duyên. Ta cũng muốn đặt cược, đánh bạc Vân Tiêu đại ca thắng. Một tiếng nói như chuông bạc vang lên, chính là Thủy Tiên, tại trước mắt bao người trực tiếp đi đến chiếu bạc trước. Nhưng lại ngại Lý Mang Sơn chặn đường, quát. Tránh ra. Lập tức đẩy hắn đi. Đầu mọi người đổ mồ hôi, lạnh cả người. Cường giả tạo hóa cảnh không thể mạo phạm. Lý Mang Sơn kinh ngạc đứng ở đó, tức giận cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Thủy Tiên vươn tay ra, một đóa hoa sen màu vàng xuất hiện trong tay, vỗ lên mặt bàn, hóa thành một đóa kim liên, nói. Ta đặt cược pháp hoa liên thai, đánh cược Vân Tiêu đại ca thắng. Cố Thanh Thanh hít khí lạnh, người chung quanh xôn xao. Đây chính là thánh khí đấy. Trời ạ, cầm thánh khí đặt cược. Cô nàng này ngốc sao? Thứ này cũng dám đem ra đánh cược, người lớn của nàng cũng mặc kệ sao. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Bốn vương cả đời này chưa bao giờ thấy có ai đánh cược thánh khí. Đám người Linh Mục Địch và 4 cường giả tạo hóa cảnh không ai không hoảng sợ, trong mắt bắn ra tia sáng nhìn thẳng vào pháp hoa liên thai. Ọt ọt, Cố Thanh Thanh nuốt nước miếng, nói. Tốt, ta tiếp. Dù sao nợ nhiều không lo. Nàng đã cược cả đời vào cũng không quan tâm cược lớn hơn nữa, cho dù là chết cũng là chết phấn thân toái cốt, đối phương muốn đánh roi cũng không được. Nếu như thắng, nghĩ đến rất nhiều tiền đặt cược, hai mắt Cố Thanh Thanh tỏa sáng, thậm chí kích động run rẩy. Đám người Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn qua nàng. Khúc Hồng Nhan cười lạnh nói. Xem ra Cố Thanh Thanh đại nhân đã có ý định lấy cái chết tạ tội, như thế cũng tốt, miễn làm hại uy danh của Thần Tiêu Cung. Ai chết còn không biết đấy, ta thấy tỷ lệ thắng của Lý Vân Tiêu gần như bằng không. Cố Thanh Thanh trả lời một cách mỉa mai, hận không thể hiện tại bay đi,
trực tiếp tìm được Lý Vân Tiêu sau đó đánh hắn trọng thương, như vậy chính mình thắng chắc rồi. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét vang lên. Tầng mây hai bên đường nứt ra, một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Lý Vân Tiêu đến. Không biết ai kêu lên đầu tiên, tâm thần tất cả mọi người chấn động, vội vàng nhìn theo, người trên đại hắc nữ đều nhìn qua hào quang này. Linh Mục Địch nói. Linh Nhi, đã chuẩn bị đài tỉ thí xong chưa? Đinh Linh Nhi trả lời. Thiên Chiếu Tử đại nhân, lần tỉ thí này kinh thiên động địa, đài tỉ thí bình thường không thể làm được gì, bọn họ dùng thiên địa làm lò luyện, không bị không gian hạn chế. Linh Mục Địch gật đầu nói. Như thế rất tốt, là ta nghĩ nhiều. Đinh Linh Nhi nhìn lên không trung, lúc này lẩm bẩm. Đã cược cả đời, ta còn có gì phải sợ? Lúc này thân ảnh Lý Vân Tiêu đứng trên không trung. Cố Thanh Thanh cười lạnh nói. Mỗi lần xuất hiện đều phải làm kinh thiên động địa, hào quang tỏa sáng, dường như sợ người ta không biết hắn đi ra vậy. Đôi mắt Thủy Tiên tỏa sáng, nhìn Lý Vân Tiêu không chớp mắt, khẽ nói. Người biết cái gì, như vậy mới đẹp trai. Đẹp trai, ánh sáng sau lưng là đẹp trai sao? Cố Thanh Thanh khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ có những người không có tự tin vào mình mới dùng loại phương pháp khoa trương này biểu hiện chính mình. Lam Nham chủ cũng không coi được hành động của Lý Vân Tiêu, cau mày nói. Lần xuất hiện này chỉ sợ phí không ít thần dịch lực nha. Thi đấu trước mắt, tuy làm thế có phong cách, nhưng thật sự không khôn ngoan, chẳng lẽ hắn đã tính trước? Chống lại Ngả Tiên Sinh, ai dám nói mình đã tính trước? Mạch cười lạnh nói. Đại khái hắn biết rõ bản thân mình thua chắc rồi. Vỏ đã mẻ lại sức, đùa nghịch huy phong, tránh thua quá khó nhìn. Hắn cũng giống như Cố Thanh Thanh, đều được Ngả trợ giúp, cho nên rất biết ơn, hơn nữa bản thân Mạch là yêu tộc, càng có hảo cảm rất lớn với Ngả. Giờ phút này, võ giả chung quanh đại hắc nữ không dưới mấy vạn người, phân bố khắp bầu trời, cộng đồng chứng kiến trận đấu lịch sử này. Năm đó trận chiến của hai người trên Hóa Thần Hải không có bao nhiêu người quan sát, nhưng thế nhân truyền miệng đã sớm lưu truyền khắp hậu thế. Lúc này Lý Vân Tiêu dùng phương pháp cắt đôi bầu trời đi xuống, lập tức hét to lên. Lý Vân Tiêu, Cổ Phi Dương, Vân Minh Chủ, tiếng hô của võ giả vang vọng bầu trời, tiếng hô càng ngày càng cao, càng ngày càng chấn động tinh thần. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn mặc bộ áo trắng đáp xuống một tháp trận, đứng chắp tay, nhắm mắt điều tức, lặng lặng chờ Ngả tới. Tiếng hô càng ngày càng tăng cao, khí lãng và nguyên lực chấn động thiên địa. Thổ tóc dài của Lý Vân Tiêu phất phơ. Mặc dù thiên địa động, tâm tình Lý Vân Tiêu rất bình tĩnh. Đột nhiên Cố Thanh Thanh quát to một tiếng, nói. Hô cái gì mà hô, đừng quên các ngươi đặt ai thắng. Tiếng nói này cực kỳ có lực xuyên thấu, giống như chậu nước lạnh đổ lên đầu mọi người. Lập tức chung quanh đại hắc nữ tẻ ngắt, tất cả mọi người ngậm miệng lại, sau đó bắt đầu trở nên ầm ĩ, thậm chí còn có tiếng cãi lộn. Cố Thanh Thanh đắc ý cười nói. Ha ha, xem ra mọi người cũng không ngốc nha, vẫn biết rõ lập trường của mình. Dù sao người đặt Ngả thắng chiếm đa số, trong lúc nhất thời đám người đứng ngoài đã nhỏ giọng hơn rất nhiều, các tiếng giễu cợt cùng trào phúng, thậm chí còn có người tranh chấp với người đặt cược Lý Vân Tiêu thắng. Ha ha, đã lâu không có việc náo nhiệt như thế, mọi người kích động cũng không sao. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Tỷ thí thắng bại còn chưa biết. Cứ chờ xem đi. Đoan Mộc Thương nói. Ta vừa mới thử suy tính, hoàn toàn không có đầu mối, thiên đạo khó dò, kết quả tỉ thí đã gần thiên đạo rồi. Đó là tự nhiên. Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm túc nói. Hai người lĩnh ngộ thuật đạo mạnh nhất đương thời, tùy ý phỏng đoán sẽ bị trời phạt, đừng có làm ẩu. Đoan Mộc Thương le lưỡi, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Về phần mấy người đứng bên cạnh như Thanh Phàm cùng Đằng Quang đều im lặng không nói. Từ khi Đằng Quang mất đi thần đạo quả, thực lực giảm xuống lợi hại, đang tu dưỡng. Hơn nữa triệt để buông tha truy cầu thần đạo, một lòng yên lặng tìm hiểu trận pháp, ngược lại thành tựu trận đạo cao hơn một tầng, dưới cơ duyên xảo hợp, cuối cùng đã dùng trận nhập đạo. Tăng thêm các loại tài nguyên của Thành Viêm Vũ, không lâu trước đã bước vào quy chân thần cảnh. Tuy đạt tới thần cảnh, nhưng tâm tình truy cầu thần đạo đã nhạt, chỉ may mắn nhiều hơn mấy trăm năm thọ nguyên. Có thể tiếp tục nghiên cứu trận đạo. Đoan Mộc Thương nghi ngờ nói. Vì sao Ngả còn chưa tới, chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị tốt? Nói như vậy Lý Vân Tiêu thắng chắc rồi.
Trác Thanh Phàm khẽ cười nói. Làm sao có thể, Ngả tiên sinh đã tới, nhưng mà vừa rồi ồn ào nên không có người chú ý tới thôi. Hắn dùng tay chỉ xuống. Không phải đang ở đó sao? Đoan Mộc Thương giật mình, nhìn theo ngón tay, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Ngả trong đám người, tuy hắn đứng ở gần trước nhưng vẫn bị mọi người xem nhẹ. Không khỏi sững sờ nói. Khó trách Ngả quá vô danh. Trác Thanh Phàm gật đầu nói. Ngả tiên sinh là người ít xuất hiện, hơn nữa Ngả tiên sinh không truy cầu hiệu quả khi xuất hiện, tiêu hao thần dịch sẽ ảnh hưởng tỉ thí, Lý Vân Tiêu lại không biết. Đoan Mộc Thương nói. Thì ra là thế, loại chuyện này cũng nằm trong tính toán của Lý Vân Tiêu sao? Trác Thanh Phàm khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Tất nhiên phải. Đăng Quang cười cười, nói. Theo ta hiểu về Cổ Phi Dương, người này tâm tư kín đáo đáng sợ, mỗi bước đều có tính toán. Chỉ tiếc Ngả cũng không ăn tính toán này, cũng không truy cầu hiệu ứng xuất hiện. Ngả là người rất thực tế. Ngả tiên sinh, là Ngả tiên sinh. Rốt cục còn có những người khác phát hiện ra Ngả tồn tại, lập tức kinh hô lên, tiếng vỗ tay nhiệt tình vang vọng không nhỏ. Ngả lúc này xuất hiện trong mắt mọi người, hắn vui vẻ đứng trên trận tháp đối diện Lý Vân Tiêu. Ngả chất phác tự nhiên, thần thái ít xuất hiện, hoàn toàn đối lập rõ ràng với khí thế của Lý Vân Tiêu, hai người đều nhìn nhau. Người trước trầm ổn như núi, người sau sáng chói như ngọc. Lý Vân Tiêu cười nói. Quả nhiên Ngả tiên sinh ít xuất hiện, nếu không có người phát hiện tiên sinh, ta còn tưởng rằng là người bán cá tôm ven đường đấy. Ngả mỉm cười, nói. Vân Thiếu xem ta là người bán cá tôm ven đường là được rồi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Không nói nhảm, bắt đầu đi. Ngả vươn tay ra, làm tư thế mời. Lý Vân Tiêu phất tay áo nhìn thẳng vào Ngả. Kết quả hôm nay không hạn chế, ai luyện chế ra huyền khí đẳng cấp cao, người đó chiến thắng, có thể. Ngả gật đầu nói. Tự nhiên như thế, chỉ cần Vân Thiếu nói quy tắc không có bịp ta là được. Lý Vân Tiêu đỏ mặt lên, nhớ tới năm đó mình lừa gạt người ta, nội tâm chột dạ, tức giận nói. Nói bậy, vì sao ta lại bịp ngươi? Ta chính là Minh Chủ Thiên Võ Minh, ánh mắt người trong thiên hạ đang nhìn ta đấy. Ngả nhẹ nhàng cười cười. Như thế tốt lắm. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn nhìn ra xa, hô. Kính xin Mục Địch đại nhân duy trì trật tự, hơn nữa do mọi người nơi đây làm trọng tài. Tốt, Linh Mục Địch lúc này quát. Tất cả mọi người lui về phía sau, dùng tỉ thí làm truy ninh tâm, phạm vi ngàn trượng không được có người tới gần. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ giả bay đi, không ngừng lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, nói với Ngả. Xin mời. Ngả gật đầu, ánh mắt bình thản, thần thái trầm tĩnh, dường như thế giới trước mắt biến mất, chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh. Ánh mắt ngưng trọng hiếm có. Ngả có thành tựu cao hơn hắn trên thuật đạo, có ngày hôm nay toàn bộ bằng vào bản thân mình lĩnh ngộ. Mà chính mình bằng vào các loại cơ duyên mới có thể đi tới hôm nay. Nhưng qua mấy hô hấp, Lý Vân Tiêu cũng đã cảm nhận được chung quanh Ngả yên lặng, cảm giác được điểm này, hắn cảm thấy thiên địa cũng yên tĩnh theo. Không tốt. Nội tâm Lý Vân Tiêu dùng mình, hắn khôi phục thần thái từ khí tràng của Ngả, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Thiên phú thật lợi hại, chỉ đứng ở nơi đó đã có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc vận hành, ngay cả Lý Vân Tiêu suýt bị ảnh hưởng. Ngoài ngàn trượng, hai mắt Thiên Chiếu Tử bắn ra tia sáng, sợ hãi than thở một câu. Vẻ mặt Viên Cao Hàn ngưng trọng, nhìn qua hai người trước mặt, nói. Tuy ta chán ghét Lý Vân Tiêu, nhưng thân là nhân tộc ta hy vọng hắn thắng, nhưng mà. Nhưng mà không nhìn thấy hy vọng chiến thắng từ Lý Vân Tiêu đúng không? Thiên Chiếu Tử nhìn hắn. Viên Cao Hàn gật gật đầu, nói. Không thể nói không hề hy vọng, chỉ là hy vọng xa vời. Ngả, Lý Vân Tiêu, Sư Tôn và ta đều là thập giai thần thuật, nhưng mà mỗi người khác biệt quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu là người có đại cơ duyên, trực tiếp đạt được truyền thừa của Diễn Thần Đại Nhân, nếu không chỉ phá tan ngăn cách thập giai thuật đạo cũng khó khăn. Ta là người cần cù được ông trời đền bù, cả đời chìm đắm trong thuật đạo. Mảy may không dám có lười biếng. Hơn nữa đạt được sư tôn ân cần dạy bảo, nhưng bản thân vẫn không thể đột phá, cuối cùng được trời giúp mà bước vào thập giai thuật đạo. Sư tôn lại là thế hệ có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, trời sinh có cảm giác rất mạnh với thuật đạo, hơn nữa đọc nhiều vạn cuốn sách cổ,
tụ tập thành tựu cổ kim, có thành tựu hôm nay là nước chảy thành sông. Thiên Chiếu Tử gật đầu, vuốt râu cười nói. Khó được ngươi có thể có kiến giải như vậy, biết người biết trí, tự biết bản thân, hiểu rõ sở trường và sở đoản của mình. Nhưng ba người chúng ta có thiếu hụt quá rõ ràng. Viên Cao Hàn tiếp tục nói. Lý Vân Tiêu thuật võ song tu, có thành tựu lớn trên con đường võ đạo, rất khó chiếu cố thuật đạo. Ta bị thiên phú và cơ duyên hạn chế, có tâm vô lực. Viên Cao Hàn thở dài một hơi, không hề lời nói. Thiên Chiếu Tử lại không buông tha hắn, cười tủm tỉm hỏi. Còn vi sư thì sao? Viên Cao Hàn ôm quyền thở dài, khom người nói. Đệ tử nói bừa, mong rằng sư tôn thứ tội. Sư tôn có khuyết điểm bác mà không tinh, thuật gì cũng muốn học, thậm chí nghĩ nhiều, cho nên hạn chế thành tựu của bản thân. Thiên Chiếu Tử nâng hắn lên, nói. Ngươi nói không uổng, làm gì thỉnh tội. Bác mà không tinh rất đúng, bản thân ta cũng hiểu, nhưng khát nước ba ngày, thuật pháp ngàn vạn, cuối cùng khó ngăn cản hấp dẫn, khó kiềm chế không đi nghiên cứu. Thiên Chiếu Tử lại nói. Ngươi chỉ nói ba người chúng ta, vậy đánh giá ngả thế nào? Viên Cao Hàn trong mắt tinh mang lập lòe, tỉnh táo nói ra. Ngả người này hoàn toàn là người sinh ra vì thuật đạo, ta thậm chí có cảm giác, hắn chính là hóa thân của thuật đạo, trên thế gian, hắn đồng thời có cơ duyên, thiên phú, cố gắng, không thiếu cái gì. Sau khi ở thành Viêm Vũ không lâu, chính thức bước vào thuật thần cảnh, ta đứng cạnh hắn có cảm giác như đứng trước bức tường không thể vượt qua. Hắn nói có phần bi thương, thần thái cô đơn xuất hiện trên mặt. Thiên Chiếu Tử thở dài nói. Có loại cảm giác này đâu chỉ có ngươi. Năm đó ta vừa gặp người này cũng có cảm khái như vậy, sợ rằng Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy. Đây là trực giác nhạy cảm của luyện thuật sư, sẽ không sai. Lĩnh vực thuật đạo của ta không dưới Lý Vân Tiêu, nhưng không có sự dũng cảm của hắn. Năm đó hắn động thân chiến một trận, ta tự thẹn không bằng. Viên Cao Hàn nói. Sư tôn khi đó dùng đại cục làm trọng, dù sao năm đó sư tôn là một trong những người đứng đầu thuật luyện sư, nếu như thua sẽ ảnh hưởng quá lớn, Lý Vân Tiêu ứng chiến là lựa chọn tốt nhất. Thiên Chiếu Tử lắc đầu, mỉm cười nói. Bị thanh danh làm mệt mỏi, bản thân cũng không phải thuật luyện sư thuần túy, có thể sinh ra cùng thời đại với ngả chính là chuyện rất vui vẻ và bi ai. Viên Cao Hàn cũng gật đầu, nói. Sư tôn nói đúng, nếu không có hai người trước mặt, ta đời này không có bao nhiêu hứng thú với thuật đạo. Hai người nói chuyện với nhau, lúc này ngả giơ tay lên. Nhưng mà chấn động nhỏ này lại tác động ngàn vạn nhân tâm, mấy vạn ánh mắt đều nhìn hắn. Thiên Chiếu Tử và Viên Cao Hàn cũng dừng nói chuyện với nhau, đều nhìn không rời mắt. Thiên Chiếu Tử thì thào. Thật có thể luyện chế ra vật kia không? Ngả vươn tay điểm một cái, một tia sáng đủ màu sắc xuất hiện trên ngón tay của hắn. Ngón tay biến hóa dẫn tới bốn phía chấn động, từng đám mây lớn hóa thành hào quang. Hà ánh mãn thiên. Không ít yêu tộc kinh hô lên, đều kinh hô và hưng phấn không nhỏ. Đây là phụ khí tùy thân của ngả, không có bất cứ hình thể nào. Hào quang sinh ra từ ngón tay, từng tia khí tím bao phủ người ngả, trực tiếp ngưng tụ thành một cái đỉnh màu tím. Cái đỉnh vừa xuất hiện, Lý Vân Tiêu có cảm giác ngất lịm, chỉ cảm thấy người này cường đại hơn năm đó. Xảy ra chuyện gì, đỉnh cũng có thể tăng thực lực, hay là ngả đã tế luyện nó rồi? Trong lòng Lý Vân Tiêu đầy hồ nghi. Tử đỉnh xuất hiện trên hư không, linh động 10 phần, không ngừng xoay tròn. Mỗi một cái chuyển động, ánh sáng tím mở rộng vài phần, trong phạm vi trăm trượng có hào quang tỏa ra, vô số phù văn cổ quái không ngừng quấn quanh tử đỉnh. Ngả nhẹ nhàng bay lên không trung, lướt qua tử đỉnh, dẫm lên ánh sáng và bấm niệm pháp quyết. Tinh thần lực ngưng tụ thành bạch quang, bắt đầu xuất hiện các loại tài liệu. Đó là, không chỉ có Lý Vân Tiêu, tất cả mọi người đều thất kinh, lúc này có cảm giác mình nhìn lầm. Trời ạ, hắn không phải đang đùa chứ? Rốt cuộc ngả tiên sinh muốn luyện chế cái gì? Chẳng lẽ là cái bẫy? Đoán chừng là đặt bẫy, bọn họ lừa gạt tiền tài của chúng ta. Những người xem chung quanh nói với nhau. Sắc mặt Cố Thanh Thanh cũng đại biến, mặt không còn chút máu, thân ảnh của nàng xuất hiện bên cạnh Thiên Chiếu Tử, lạnh lùng nói. Thiên Chiếu Tử đại nhân, người đang đùa nghịch ta sao? Sát khí hiện ra trong mắt Cố Thanh Thanh, ánh mắt của nàng dường như muốn xé Thiên Chiếu Tử thành phấn vụn. Mấy người chung quanh cũng nhìn qua, Linh Mục Địch và ba vương khác xuất hiện,
ngăn cản Cố Thanh Thanh, sợ nàng làm ra chuyện xúc động gì đó. Thiên Chiếu Tử vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra. An tâm một chút chớ vội, đừng quấy rầy ta xem cuộc chiến. Cố Thanh Thanh cắn răng tức giận nói. An tâm một chút con em ngươi, ngươi là đồ lừa đảo, dám lừa gạt ta, ta giết ngươi. Cảm xúc của Cố Thanh Thanh bộc phát, nhớ tới tiền đặt cược của mình thì lạnh người, thầm nghĩ đồng quy vu tận với Thiên Chiếu Tử. Nhưng khí thế của nàng còn chưa bộc phát, liền trực tiếp bị Linh Mục Địch và ba vương khác ngăn chặn, không chỉ phong kín kinh mạch, ngay cả ngón tay cũng không thể chuyển động. Cố Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn qua đám người Linh Mục Địch. Lam Nham chủ cười. Ha ha! Cố Thanh Thanh nghe tiếng cười này liền cảm thấy lạnh của người, sợ hãi sắp phát khóc. Ngả làm cái quỷ gì vậy? Ta không nhìn lầm chứ? Trên hư không, mấy phong hào võ đế tụ tập cùng nhau, thần thái hoài nghi. Bởi vì ngả đang chìm nổi trong hào quang, hắn đang luyện chế đều là vật tầm thường, tuy trong đó cũng có không ít thiên tài địa bảo, nhưng càng nhiều hơn là tảng giá, cỏ dại, vỏ cây, con kiến, bộ ngựa, cá chép, ly, gối. Ninh Linh Nhi cũng sửng sốt, bởi vì đồ vật này là ngả bảo nàng đi thu thập, tuy có một ít thứ chân quý, nhưng trong đó đa số là thứ bình thường nhất. Hơn nữa những thứ khó hiểu càng ngày càng nhiều, còn có màn thầu, cái cuốc, đầu heo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, hắn dùng thần thức suy tính, chỉ ít có hơn 10 vạn thứ, tuy hắn không rõ ngả muốn làm gì, nhưng với tính cách của ngả sẽ không cố lộng huyền hư. Hơn nữa cảm ứng 10 vạn đồ vật tiêu hao thần lực thật lớn, không chỉ phải khống chế tinh diệu, càng phải cảm ứng được biến hóa thật nhỏ của chúng. Một chiêu này đã là biểu tượng đỉnh phong tuyệt đối. Linh Mục Địch không nhịn được hỏi. Thiên Chiếu Tử đại nhân, rốt cuộc ngả muốn làm gì? Sắc mặt Thiên Chiếu Tử ngưng trọng, cười hắc hắc nói. Mục Địch đại nhân xem những tài liệu này, nó sẽ cho ra cái gì? Linh Mục Địch nói. Những vật này đã không thể xưng là tài liệu, bởi vì đa số là vật bình thường, tiện tay là có được. Thiên Chiếu Tử gật đầu nói. Đúng vậy, những vật này chúng ta gọi là vạn vật. Vạn vật, thiên địa làm đỉnh, vạn vật làm dược. Mấy người sững sờ, dường như có chút xúc động, lại không rõ mấu chốt ở đâu. Dường như có linh quang lóe lên trong đầu nhưng trôi qua tức thì, làm cho mấy cường giả tạo hóa cảnh cũng buồn rầu không thôi. Dù sao Linh Mục Địch cũng là thuật luyện sư, đột nhiên cả kinh, nói. Ngả muốn luyện hóa vạn vật, diễn hóa thế giới, trực tiếp luyện chế thánh khí sao? Thiên Chiếu Tử nhìn hắn, nói. Tuy Lý Vân Tiêu không có đạt được luyện phương thánh khí trong không gian bí tàng, nhưng hắn năm đó cũng luyện chế ra á thánh khí. Còn có ba mộc đại nhân phụ trợ cho hắn, muốn lần nữa luyện chế ra thánh khí cũng không phải không có khả năng. Nếu là như thế, ta không cho rằng ngả sẽ thắng. Cái gì? Lần này mọi người biến sắc, tâm tình xem náo nhiệt giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ còn có tồn tại cao hơn thánh khí? Lý Mang Sơn kinh hô. Chuyện này quá khó hiểu đấy. Thiên Chiếu Tử híp mắt, cười nói. Ta còn chưa hiểu đấy, nhưng mà lão hủ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, sách cổ trong thánh vực có một quyển sách có ghi lại. Lúc ấy cảm thấy nó là lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ có ngày thật sự xuất hiện trước mặt. Mặc dù là hiện tại ta cũng cảm thấy hoảng hốt. Mạch Thiếu kiên nhẫn, buồn bực nói. Càng nói càng mơ hồ, ngả đại nhân muốn luyện chế thứ gì? Kính xin Thiên Chiếu Tử đại nhân nói rõ, ta thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng xanh, dường như ý thức được gì đó. Mấy người đều nhìn lên trời, sắc mặt Lý Vân Tiêu đúng là xanh hơn cả mướp. Thủy Tiên tức giận nói. Đừng vội cố lộng huyền hư, lão già khọm này biết cái gì? Sắc mặt Vân Tiêu ca ca như vậy là do hào quang của tử đỉnh phản chiếu đấy, cho nên mới xanh như thế, mắt các ngươi mù sao? Thiên Chiếu Tử. Trên trận tháp, Lý Vân Tiêu vẫn không động, hắn nhìn thẳng vào ngả, dường như nghĩ đến cái gì, cắn răng nói. Luyện hóa vạn vật sao? Thực thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, nhưng luyện hóa vạn vật và trùng kiến thế giới, chế tạo thánh khí mà thôi, không nói có thành công hay không, mặc dù thành công, cũng chưa chắc có thể thắng ta. Đột nhiên hắn hành động, Sơn Hà đỉnh bay ra khỏi cơ thể. Trên đỉnh tỏa ra hào quang màu trắng, tự thành thế giới, lĩnh vực hà ánh mãn thiên tỏa sáng, phân bầu trời thành hai nửa. Thủy Tiên hưng phấn, khua tay nói. Vân Tiêu đại ca ra tay, tất thắng. Lý Vân Tiêu đứng trước Sơn Hà đỉnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn tiến vào trạng thái bản thân dung nhập vào đỉnh. Một lát sau,
hắn tiến vào trạng thái cực tĩnh, hắn quên đi ngã, trước mắt chỉ có Sơn Hà Đỉnh. Kiếm đến. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trời cao có hàn quang lóe lên, lúc này kiếm thương Trảm Hồng xuất hiện trên đỉnh. Sau đó hắn lại quát. Kiếm đến. Lại có hàn quang phá không bay xuống, kiếm khí lăng lệ xuất hiện trên bầu trời. Lãnh kiếm băng xương xuất hiện trên Sơn Hà Đỉnh. Kiếm đến. Lý Vân Tiêu lại quát lớn, hào quang vạn trượng lóe sáng, lúc này một đám thủy ngân lớn như quả dưa hấu xuất hiện. Hào quang chói mắt tỏa ra, giống như một dấu ngấn trên bầu trời. Hàm kiếm quang. Thiên chiếu tử kinh hô một tiếng, nói. Không ngờ bị hắn luyện hóa. Viên Cao Hàn cũng cả kinh nói. Hắn sẽ không phải muốn tam kiếm hợp nhất chứ, có giả bộ hồ đồ hay không? Cố Thanh Thanh lúc này ổn định cảm xúc, tam vương cũng buông giam cầm, nàng cười nói. Ha ha, tuy ta không hiểu nhiều, nhưng còn chưa bắt đầu đã thua rồi. Thiên chiếu tử nói. Nếu hắn thật có thể tam kiếm hợp nhất, ngược lại chưa chắc sẽ thua, chỉ là điều có thể sao? Bản thân lãnh kiếm băng xương đã là thánh khí, kiếm thương Trảm Hồng và hàm kiếm quang cách thánh khí không xa. Nhưng đây chỉ là hạ sách, lần này Lý Vân Tiêu suy nghĩ hảo huyền rồi. Hừ, Cố Thanh Thanh đắc ý nói. Rõ ràng hắn bị buộc lâm vào tuyệt lộ, đến bước đường cùng nên mói dùng hạ sách này. Thôi đi, cái gì gọi là lâm vào tuyệt lộ, đây là tự tin tuyệt đối vào bản thân. Lúc này có tiếng nói phản kích vang lên, ánh sáng màu đỏ lập lòe, hai thân ảnh bay đến nơi đây. Chính là Phi Nghê cùng Lạc Vân Thường. Hai người bế quan vừa ra. Lạc Vân Thường ảo não, nói. Ai nha, đã bắt đầu, còn chưa kết thúc đâu. Phi Nghê lạnh lùng lườm Cố Thanh Thanh, mỉa mai nói. Đã không hiểu, vậy ít nói chuyện, nhìn là được rồi. Ngươi, Cố Thanh Thanh giận không kềm được, nhưng lập tức biến sắc, cả kinh nói. Ngươi, tạo hóa cảnh. Phi Nghê xuất hiện làm không ít người chấn động, lại nghe Cố Thanh Thanh nói như vậy thì nổ tung nồi. Cái gì, lại một vị tạo hóa cảnh. Dám người linh mục địch vừa mừng vừa sợ. Trong vài tháng ngắn ngủi, trong thiên võ minh xuất hiện hai cường giả tạo hóa cảnh, tăng thêm huyền ly đảo tam vương tỏa chấn nơi đây, lực lượng này có thể trực tiếp giết vào ma giới. Linh mục địch cảm khái, thật đúng tạo hóa trêu người, nếu bọn họ có thể đột phá mấy tháng trước, kết cục cuộc chiến thành Hồng Nguyệt đã sửa lại, cũng không có nhiều chiến hữu vẫn lạc như vậy. Phi Nghê nhìn thấy ánh mắt vui mừng của đám người khúc hồng nhan, cười nói. May mắn không nhục sứ mệnh, nhờ có phu quân giúp ta tìm được thiên phượng chi linh, ta chỉ luyện hóa nó mà thôi. Khúc hồng nhan vui vẻ nói. Bất kể như thế nào, đối với Phi Vân và thiên võ giới, đây là đại hỷ sự. Phi Nghê gật đầu nói. Chúng ta trò chuyện sau, trước xem tỉ thí đi, lần này không chỉ quan hệ tới phu quân. Chỉ sợ cũng là quyết đấu thuật đạo mạnh nhất của 10 vạn năm qua, không dễ dàng bỏ qua. Nàng mỉm cười, cực kỳ tự tin. Sắc mặt Lạc Vân Thường cũng bình tĩnh, không có nửa phần lo lắng. Cố Thanh Thanh chán nản, hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cuộc tỉ thí, trong lòng không ngừng cầu nguyện Lý Vân Tiêu chiến thắng. Ngả cũng nhìn thấy ba kiếm của Lý Vân Tiêu, lúc này ngạc nhiên, hiểu ý cười cười. Dù sao kiếm khí của ba kiếm này quá mạnh. Trừ hai đại lĩnh vực của thần đỉnh ra, ba tầng kiếm quang không ngừng bao phủ đại hắc nữ. Vân Thiếu có suy nghĩ không tệ, nhưng ba thanh kiếm này không có kiếm ý giống nhau, đẳng cấp chênh lệch rất lớn, còn có trình độ luyện hóa khác nhau, muốn hợp nhất ba kiếm này, độ khó quá lớn. Ngả khẽ cười nói. Hừ, quản tốt chính ngươi đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Độ khó của ta lớn, vậy còn ngươi, muốn luyện hóa vạn vật, càng giống như nằm mơ. Ít nhất ta đã từng luyện chế ba kiếm, người luyện hóa vạn vật chắc chỉ mới còn nằm trên lý luận mà thôi. Ngả mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người nói ngắn gọn cũng không che lấp, người trong phạm vi mấy ngàn trượng đều nghe được, lập tức nghị luận lộn xộn, đặc biệt là những thuật luyện sư càng kích động thỏa luận với nhau. Bảo hắn luyện chế ba kiếm hợp nhất chính là ý kiến của ta. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai đám người linh mục địch, hai thân ảnh dắt tay nhau. Chính là đám người Ba Mộc cùng Ba Long. Phụ thân, Thủy Tiên kêu một tiếng liền nhảy qua. Những người còn lại tiến lên chào hỏi. Ba Mộc nói, tuy ta từng luyện chế thánh khí, nhưng cũng không thích hợp với Lý Vân Tiêu, hắn tốt nhất nên đi con đường của mình. Từng có kinh nghiệm luyện chế á thánh khí, hắn lại có sở cầu khác,
đây là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mọi người nghe xong gật đầu. Có đạo lý, Thiên Chiếu Tử nói. Nhưng mà Ngả tiên sinh nói đúng, năm đó hắn ba kiếm đều là mình luyện chế, hơn nữa là kiếm ý bản thân diễn biến ra, muốn hợp nhất độ khó không cao, nhưng ba kiếm này. Ba Mộc cười nói. Đại nhân đừng quên, hiện tại Lý Vân Tiêu cũng không phải Cổ Phi Dương năm đó. Hắn ở phương diện võ đạo hay thuật đạo đều có thể lĩnh ngộ khác biệt, còn có các loại cơ duyên, cho nên không thể nào so sánh. Thiên Chiếu Tử nói. Cho dù ngươi nói có lý, ta cũng tán thành hành động này. Ba Mộc nói. Đại nhân cảm thấy hành động này có thể thủ thắng hay không? Cái này. Thiên Chiếu Tử sững sờ một chút, theo hắn thấy dù thế nào cũng không thể chiến thắng. Ba Mộc cười nói. Ha ha, cho nên đi con đường thích hợp với mình, tuy rất khó, nhưng còn có cơ hội thủ thắng, nếu như luyện tập luyện chế thánh khí khác có khả năng thắng quá thấp. Được rồi, đại nhân nói thật có lý. Thiên Chiếu Tử gật đầu nói. Ta thừa nhận, nếu Lý Vân Tiêu có thể dung hợp ba thanh kiếm này với nhau mới có thể thắng, nhưng mà rất khó khăn. Khúc Hồng Nhan cười nói. Trên đời này có chuyện nào không cần trả giá sao? Tâm tình Lý Vân Tiêu lúc này chấn động nên luyện chế ba thanh kiếm cũng không tốt. Ngả nói đúng, ba thanh kiếm kém nhau quá nhiều, không chỉ đẳng cấp, chất liệu, kiếm ý. Kiếm Thương Trảm Hồng xem như tốt nhất, dù sao cũng là do mình luyện chế, nhưng sử dụng Nghê Hồng Thạch là tài liệu ma giới, hoàn toàn có tần suất không hợp với thiên võ giới. Hắn cũng lý giải kết cấu của lãnh kiếm băng xương, nhưng muốn nắm giữ cũng khó khăn, phải câu thông với kiếm linh. Mà hàm kiếm quang hắn có được trong thời gian quá ngắn, chỉ tăng thêm mấy lạc ấn và luyện hóa đơn giản mà thôi. Vào lúc này ba kiếm hợp nhất, chỉ tần suất chấn động đã làm khó hắn rồi. Tuy đã đoán được hiện tượng này, nhưng phát sinh ngay trước mắt vẫn làm hắn không tốt. Không thể tự loạn tâm tình, nếu không vừa mới bắt đầu đã thua. Ngả muốn luyện hóa vạn vật, độ khó hơn xa ta. Hắn vụng trộm nhìn qua ngả, tuy sắc mặt đối phương bình tĩnh. Nhưng quá trình luyện chế không có tiến triển gì, vẫn còn đang trong quá trình cảm ứng vạn vật đấy. Nghĩ thông suốt điểm này hắn cũng thả lỏng tâm tình, hắn chiếu theo suy nghĩ của mình, đầu tiên là cảm ngộ kiếm ý. Thông qua lĩnh ngộ và khống chế kiếm ý của chúng sau đó dung hợp với nhau. Trong ánh mắt của mọi người, Lý Vân Tiêu bắt đầu hành động, hắn diễn biến pháp tướng chân thân, sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, phân biệt điều động ba thanh kiếm, không ngừng đánh phù ấn vào trong. Bao phủ tại trời cao bên trên tầng ba kiếm khí chi quang, cũng theo thân kiếm biến hóa bắt đầu cao thấp di động bắt đầu. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy ba đạo kiếm quang vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì bọn họ có khả năng bị xé nát thành mảnh nhỏ. Ba Mộc vui mừng, khen. Hắn rốt cuộc tìm được phương hướng, hiện tại muốn triệt để luyện hóa ba thanh kiếm là không thể nào, chỉ có thể thông qua câu thông với kiếm ý. Mà điểm này cần phải có lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm. Thủy Tiên vui vẻ nói. Nói như vậy Vân Tiêu đại ca thắng sao? Sắc mặt mọi người đen lại, Ba Mộc im lặng nói. Mới đi ra bước đầu tiên, xem như có 5% phần thắng. Như thế nào mới 5%? Thủy Tiên hơi sững sờ, không vui với câu trả lời này. Thấy Thủy Tiên bất mãn, tất cả mọi người mỉm cười, cái gọi là 5% đã có chỗ khuyết đại. Lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chỉ có Lý Vân Tiêu thật sự khống chế và dung hợp ba kiếm ý với nhau, có lẽ mới có 5% phần thắng. Khúc Hồng Nhan nói. Muội tử không cần lo lắng, bọn họ đánh giá tình huống là Ngả tiên sinh có thể luyện hóa vạn vật, tạo ra thánh khí, loại khả năng này còn khó khăn hơn cả dung hợp ba thanh kiếm với nhau đấy. Nếu Ngả tiên sinh cũng thất bại chính là thế hòa khó phân thắng bại. Theo ta thấy, thế hòa là rất lớn. Thế hòa không phân thắng bại sao? Thiên Chiếu Tử nhìn qua hai người kia, hiển nhiên cũng không ủng hộ, lắc đầu nói. Tuy nói luyện hóa vạn vật thập phần khó khăn, nhưng Ngả tiên sinh sẽ tinh tiến trong quá trình luyện chế, tiến hành đâu vào đấy. Lý Vân Tiêu sau nửa ngày không có cải biến gì, có chút khó hiểu. Khúc Hồng Nhan phản bác nói. Ngả tiên sinh vốn quen tiến hành luyện chế theo chất lượng, mà Phi Vân thích đánh bất ngờ. Một khi phát sinh biến hóa chỉ sợ Ngả tiên sinh không đỡ nổi. Thiên Chiếu Tử cười nói. Ha ha, chỉ mong như thế. Nhưng bất kể như thế nào, đây là quyết đấu cực kỳ ngoạn mục, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy biến hóa đấy. Ba tầng kiếm khí phập phồng,
trong va chạm vừa rồi rất nhiều kiếm phủ hóa thành hào quang, bao phủ quanh đại hắc nữ. Muốn ba đạo kiếm ý hợp nhất, khó. Trừ thông hiểu đạo lý ra, còn phải có thực lực tuyệt đối áp chế, nhưng mà áp chế lại bất lợi cho hợp nhất sau đó. Trên hư không lăng áo trắng nói. Chỉ sợ Lý Vân Tiêu phải thua ở ván này rồi. Đằng Quang nói. Ta thấy ngả cũng thập phần phiền toái, luyện hóa vạn vật liên quan tới quy tắc vạn vật, chưa chắc đã được thiên đạo thừa nhận. Lẳng lặng mà nhìn chắc sẽ có kinh hỉ đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm chỉ tính toán, lắc đầu nói. Thắng bại vẫn xa vời, nếu có chuyện xấu trong thắng bại thì ta đã nhìn ra, nhưng hiện tại vẫn không nhìn ra mánh khóe gì cả. Ba thanh bảo kiếm treo trên pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu, khi hắn vận dụng pháp quyết lại sinh ra một tầng kiếm quang. Lúc này thời gian trôi qua mấy canh giờ. Trong nội tâm đa số luyện thuật sư kinh hãi, khống chế cường độ cao như vậy, nửa canh giờ đã quá mệt mỏi với bọn họ, hai người này không biến sắc, dường như giống như vừa bắt đầu. Hơn nữa làm cho người ta ngạc nhiên là, ba tầng kiếm khí trên bầu trời rất vững vàng, sau khi thử dung hợp mấy trăm lần, hiện tại chúng cũng không va chạm mãnh liệt, hơn nữa có thể dung hợp thời gian ngắn, không cách nào duy trì lâu dài. Lý Mang Sơn cả kinh nói. Không ngờ có thể thuyết phục ba thanh kiếm, có lẽ tiểu tử này có thể luyện chế ra cái gì không dậy nổi thứ đồ vật đây này. Thiên Chiếu Tử đại nhân, ngươi cảm thấy hiện tại dung hợp kiếm ý còn là vấn đề không? Thiên Chiếu Tử ngẩng đầu nhìn qua kiếm khí, lắc đầu nói. Có lẽ Mang Sơn đại nhân rõ ràng hơn ta chỉ biết việc luyện khí, mà kiếm khí của Lý Vân Tiêu hiện tại hoàn toàn nằm trong ngoài phạm trù thuật đạo. Ba tầng kiếm khí hiện tại nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng ta biết khó mà thành công. Thiên Chiếu Tử nhìn về phía Linh Mục Địch và Ba Mộc, nói. Không biết vị đại nhân nào giải thích nghi hoặc cho ta không? Trong mọi người, thuật võ song tu đạt tới trình độ nhất định cũng chỉ có Linh Mục Địch cùng Ba Mộc. Ba Mộc nói. Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm đạo, đáng được xưng đương thời vô song, ba đạo kiếm ý hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Ba kiếm ý chỉ có thể dung hợp ban đầu mà thôi, kéo được càng lâu, tiêu hao tinh khí thần còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đột nhiên Linh Mục Địch cả kinh nói. Dường như ngả tiên sinh sắp chấm dứt cảm ngộ. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy chung quanh người ngả bắt đầu sinh ra biến hóa. Hào quang chuyển thành màu ngà sữa, mấy chục vạn nguyên liệu đã hóa thành dòng nước xanh, lúc này không ngừng biến thành tử đỉnh. Khi dòng nước xanh rót vào, hào quang hội tụ và phóng lên trời, lập tức khuếch tán ra phạm vi mấy ngàn trượng, chúng không ngừng hô ứng lẫn nhau. Thiên đạo cảm ứng. Thiên Chiếu Tử kinh hỉ hét lớn. Thành công, ngả thành công, thật không ngờ thuận lợi cảm ngộ ra vạn vật quy tắc, thành công bước ra bước đầu tiên. Ta đi, bị ngươi hù chết. Phi Nghê lườm hắn một cái, tức giận nói. Mới đi được bước đầu tiên, đáng ngạc nhiên như vậy sao? Khó trách đại nhân cả ngày dừng ở thần đô thánh vực, một chút mặt xã hội còn chưa thấy qua sao? Viên Cao Hàn thấy có người chỉ trích sư tôn mình, lập tức bất mãn, quát. Tiểu cô nương biết cái gì? Mặc dù chỉ mới bước ra bước đầu tiên, nhưng cũng là bước khó khăn nhất. Thiên địa sinh vạn vật không giống nhau. Vì sao ngươi là nữ thân, ta là nam tử? Vì sao lại là vàng, vì sao là đá cuội, vì sao ngũ cốc có thể ăn, thủy ngân ăn vào lại chết? Tất cả do quy tắc bản chất vạn vật đề ra. Mặc dù cùng một không gian nhưng lại có khác nhau. Muốn luyện hóa vạn vật, khó khăn có thể nghĩ. Phi Nghê vô tình nói. Được rồi, cho dù ngươi nói rất có đạo lý, ngả rất khó lường, nhưng ta cảm thấy phu quân dung hợp kiếm ý lại mạnh hơn đấy. Ngươi, Viên Cao Hàn biết vậy nên im lặng, phất áo không muốn trả lời. Khanh khách, Phi Nghê nhìn qua bộ dáng bực mình của đối phương, lúc này cười vui vẻ. Lúc này từng tiếng kiếm minh vang lên bên tai Lý Vân Tiêu, ba thanh thần kiếm rung động càng ngày càng mạnh. Ba âm luật có dài có ngăn, thong thả và cấp bách không đồng nhất, nhưng chỉ qua mấy hô hấp lại đồng bộ, dần dần dung hợp với nhau. Vào lúc này ba đạo kiếm quang trên không trung đại hắc nữ đang từ từ hợp lại với nhau, chỉ có chút ít kiếm phủ lóe lên sau đó biến mất. Dung hợp. Người chung quanh không ngừng hoan hô, ánh mắt đều rời khỏi người ngả nhìn qua Lý Vân Tiêu, đều lộ ra thần sắc kiếp sợ. Dù sao đại đa số người cũng không phải thuật luyện đại sư như Viên Cao Hàn. Nhưng mà người thường xem náo nhiệt, Lý Vân Tiêu dung hợp kiếm ý có hiệu quả thị giác hơn xa ngả lĩnh ngộ quy tắc vạn vật. Vân Minh Chủ tất thắng. Đám người kinh hô lên, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tai vang vọng như sấm.
Cố Thanh Thanh mắng. Một đám người nông cạn, thanh thế to lớn có làm được cái gì, chân lý vĩnh viễn nắm giữ trong tay một ít người. Ba đạo kiếm ý chậm rãi dung hợp, rốt cục hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng. Kiếm lực đột nhiên tăng lên mấy ngàn trượng, trở nên sáng ngời. Kiếm ý thật cường đại, có thể xuyên thấu bảo bình, lão phu cảm nhận được. Cách đó mấy ngàn trượng, Vì Thanh râu tóc bay phất phơ, trong người hắn có âm thanh lạ lẫm vang lên. Thực sự cường đại như vậy sao? Vì Thanh nghe vậy, mí mắt chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang. Âm thanh kia tiếp tục nói. Có lẽ cấm chế bảo bình mở ra đã khôi phục không ít thực lực của lão phu. Nhưng mà kiếm ý này thật không thể xem thường. Vì Thanh gật đầu nói. Ta sẽ chú ý, người này là kiếm giả mạnh nhất đương thời, hơn nữa người mang thiên thánh khí, mặc dù không có các hạ nói, ta cũng cẩn thận đối đãi. À, dĩ nhiên là người nắm giữ thiên thánh khí sao? Đối phương thập phần giật mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Vì Thanh sinh nghi nói. Dường như các hạ vô cùng kích động. Khặc khặc. Đối phương nhe răng cười hai tiếng, cũng không trả lời nguyên do, chỉ nói. Dùng thực lực lão phu bây giờ, đi ra hơn phân nửa cũng là muốn chết. Nhờ có người thu nạp nhiều ma khí như thế mới có thể làm ta tỉnh lại, nếu không cái mạng của ta cũng mất trong âm dương nhị khí. Ngươi xem như ân nhân của ta, chờ ta khôi phục thực lực sẽ cho ngươi biết một ít chuyện. Vì Thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người ma giới. Hơn nữa là thánh ma, tại sao ta lại tin tưởng ngươi? Đối phương cười như điên, nói. Ha ha, bởi vì ta có thể mang ngươi đi lên ngọn núi rất cao. Tuy ngươi thu nạp nhiều ma khí, nhưng ta muốn khôi phục thánh ma lực, ở trong bình này là không thể nào, có cơ hội ngươi nên tiến vào ma giới một chuyến. Vì Thanh biến sắc, nói. Vì để ngươi khôi phục thực lực, ta mạo hiểm bước vào ma giới, ta bị điên sao? Giọng nói kia cười vang. Tự nhiên sẽ không để ngươi vất vả không công, ngươi vừa bước vào hư cực cảnh không lâu, với thiên phú của ngươi chắc cũng có một hy vọng bước vào tạo hóa cảnh, nhưng đó là chuyện không biết bao nhiêu năm sau. Mà nơi ta muốn đi, có một loại tên là hóa lân ma cốt. Vật ấy có thể giúp ngươi trực tiếp tiến vào tạo hóa cảnh. Mặc dù ngươi là nhân tộc cũng không có vấn đề, bởi vì thần vật này là thiên đạo vũ trụ ngưng tụ ra, cũng không hạn chế chủng tộc hai vị diện. Trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh. Vì Thanh chấn động, mặc dù tâm tính của hắn kiên định, cũng gánh không được tin tức này trùng kích, toàn thân chấn động. Tiếng nói kia nói, yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi, trước khi ta khôi phục thực lực sẽ không thể thoát khỏi cái bình này trói buộc. Nếu ta có nhị tâm, ngươi trực tiếp dùng cấm chế trong bình này, ta còn bị áp chế đấy. Vì Thanh hừ lạnh nói, mặc dù ngươi nói là thật, với cảnh giới của ta hiện tại nào có thực lực xông vào ma giới, đó là tìm chết. Ha ha, giọng nói kia cười như điên. Ngươi cũng quá đề cao ma giới mà xem thường bản thân mình, cảnh giới tu vị không nói đến, chỉ cần ngươi vững chắc tu vị hư cực cảnh, sau đó chuyên tâm luyện hóa âm dương nhị khí là được. Như vậy sau khi tiến vào ma giới gặp được ma tôn cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Có lực lượng âm dương nhị khí, đủ để bảo vệ ngươi không bị lực lượng ma giới áp chế. Gặp được ma tôn cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hiển nhiên Vì Thanh động tâm, nói. Hiện tại trong ma giới không có thánh ma sao? Tiếng nói kia trầm mặc một lúc, lại nói. Ta đã quên mình bị phong ấn bao nhiêu năm, tình huống bây giờ thế nào ta không rõ. Nhưng ma giới to lớn hơn xa thiên võ giới, nói không có thánh ma ta cũng không cảm giác được đấy. Vì Thanh cả kinh nói. Nói như vậy, ma giới hơn phân nửa vẫn có thánh ma. Đương nhiên rồi, những thứ không nói khác, lão phu không phải là thánh ma sao? Tiếng nói này lại nói, nếu như âm dương nhị khí bình không phải trong tay ngươi, mà rơi vào trong góc nào đó của ma giới, không biết sẽ có chuyện gì. Vì Thanh nghe vậy trầm mặc không nói, tâm tình càng nặng nề. Tiếng nói kia nói, ha ha, không cần lo lắng, chỉ cần lão phu ta khôi phục thực lực, cho dù là thánh ma cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, đến lúc đó ta có thể bảo vệ ngươi. Trong lòng Vì Thanh cười lạnh, thầm nghĩ nếu ngươi khôi phục thực lực, việc đầu tiên là nghiền chết ta đấy. Đương nhiên, loại ý nghĩ này hắn không nói ra. Mặc dù có hoài nghi việc này, nhưng hóa lân ma cốt quá trọng yếu với hắn, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Đúng như ma đầu nói, nếu dựa vào thiên phú bản thân, trùng kích tạo hóa cảnh là chuyện của không biết bao nhiêu năm tháng. Còn nữa,
chỉ cần gấp rút luyện hóa âm dương nhị khí, đúng như ma đầu kia nói, cho dù gặp ma tôn cũng có thể bảo vệ bản thân. Lập tức nói, như vậy làm phiền các hạ, chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân ra sẽ làm tổn thương cả hai. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Tiếng nói đáp lại, về sau liền yên lặng. Vào lúc này những tiếng hoan hô nhỏ dần, khi ba đạo kiếm ý hợp nhất, ánh mắt pháp tướng chân thân của Lý Vân Tiêu bắn ra 6 đạo kim quang. Thủy Tiên cả kinh, vui vẻ nói. Chân thực chi nhãn, là Thái Dương chân quyết. Ba Long cũng khen ngợi nói. Lý Vân Tiêu thật sự là người có thiên phú tuyệt thế, không thể ngờ trong thời gian ngắn hắn luyện Thái Dương chân quyết tới trình độ như vậy. Ba Mộc mỉm cười, hắn cùng Lý Vân Tiêu bế quan mấy tháng, trừ nghiên cứu thảo luận luyện chế thánh khí ra, còn dùng Thái Dương chân quyết làm chủ, đồng thời tu luyện tứ đại thần quyết. Thần thông chân thực chi nhãn có thể giúp người ta hiểu kết cấu vạn vật, có chỗ tốt rất lớn khi dung hợp ba kiếm với nhau. Lý Vân Tiêu đồng thời khống chế tứ đại thần quyết, xác minh lẫn nhau, tu luyện như hổ thêm cánh. Ầm ầm, đột nhiên chân trời có lôi âm vang lên, tâm thần đám đông bị đánh thức nhìn lên bầu trời. Thiên địa lúc này tối tăm, trên đại hắc nữ có mây đen áp đỉnh, sấm sét từng hồi. Lúc này mọi người nghĩ thầm, tại sao có sấm sét? Lý Vân Tiêu đang kết ấn cũng dừng lại, hắn đang chuyên tâm dung hợp kiếm ý cũng chậm lại, nhìn qua phía ngã bên kia. Chỉ thấy sau khi vạn vật hóa thành dịch xanh rót vào tử đỉnh, ngã vẫn yên lặng bấm niệm pháp quyết, tuy động tác không có bắn ra hào quang bốn phía như Lý Vân Tiêu, nhưng mà động tác thông thuận tự nhiên. Là ngã tiên sinh tụ lôi, muốn dùng lôi đình làm hỏa rèn luyện tử đỉnh. Thiên Chiếu Tử nhìn không được khẩn trương lên, hai tay siết chặt. Hắn nghĩ tới năm đó ở Hóa Thần Hải, ngã lọt vào tính ta ẩn của Cổ Phi Dương, dẫn thiên lôi tập kích, làm cho ngã vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, bản thân ngã cảm ngộ lôi đình và trích dẫn nó, thì ra đã đạt tới trình độ tinh diệu như vậy. Viên Cao Hàn cũng thở dài nói. Ngã tiên sinh thật sự là kỳ tài. Lôi quang trong mây đen cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ trên không trung tử đỉnh. Thủy Tiên không phục, kêu lên. Đương kim thiên hạ, luận thần thông lôi điện có ai qua được Vân Tiêu đại ca? Lời này không sai nhưng không ai đáp lời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Những lôi đình này cũng không phải là ngã thi triển thần thông hội tụ lại, mà là thông qua luyện chế dẫn động hiện tượng thiên văn, làm vạn lôi tề tụ, chỉ điểm này đã cao minh hơn Lý Vân Tiêu. Những lôi quang này không ngừng vần vũ như rắn điện, tụ thành một quần sáng thật lớn, giống như sinh ra từ hư vô, hoàn toàn lăng không tạo thành. Ba Mộc biến sắc, cả kinh nói. Lôi đình này đột nhiên xuất hiện giống như thần tích, ngưng tụ như thật, càng không giống người làm ra. Trong thành Viêm Vũ có hai người cảm ứng lôi điện mạnh nhất, đó là Tiểu Thanh cùng Lý Vân Tiêu. Hai người giờ phút này hoảng hốt, hai người cảm ứng lôi điện rất mạnh, lôi đình không ngừng nhập thể làm thân thể sinh ra tiếng nổ. Lý Vân Tiêu bị ảnh hưởng trực tiếp, ấn quyết cũng dừng lại. Tử lôi. Không biết là ai kêu một tiếng. Trong thế giới lôi điện kia bởi vì vạn xà hợp thành quầng sáng, phẩm chất càng ngày càng mạnh, không ngừng áp xúc tạo thành màu tím. Vậy mà dẫn động Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi. Nói đùa gì vậy, đây là bảo vật siêu việt thế giới, thiên đạo cũng muốn hủy diệt nó sao? Đám người bạo động, rất nhiều người sợ hãi lui về sau đi, sợ bị tử lôi ảnh hưởng, lập tức bị oanh kích thành bột phấn. Tử lôi ngưng tụ càng nhiều, đừng nói diệt thế. Chỉ uy áp của nó cũng làm người ta sợ hãi hoảng hốt. Lam Nham chủ bình tĩnh nhìn lôi quang, khẽ thở dài. Kẻ yếu, ngay cả tư cách thưởng thức quy tắc thiên địa cũng không có. Thân ảnh linh mục địch lóe lên, xuất hiện giữa không trung, nói. Mọi người đừng hoảng hốt, đây không phải tử lôi diệt thế, mà là ngã tiên sinh thông qua bí pháp thuật đạo ngưng tụ tử lôi rèn luyện vạn vật, không có nguy hiểm. Linh mục địch giải thích làm rối loạn bình ổn lại. Thì ra là luyện chế phù hợp thiên đạo, dẫn tới tử lôi trợ uy. Mọi người thở ra một hơi, khâm phục cảm thán nhưng vẫn có ưu tu, không dám tới quá gần. Tiểu Thanh đứng trong đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào lẩm bẩm. Dẫn động tử lôi dễ dàng, nhưng muốn điều khiển rất khó, ngã bằng vào cái gì điều khiển tử lôi. Hắn không sợ chơi lửa có ngày bị đốt thành mây khói sao. Suy nghĩ một chút hắn cười nói. Nhưng mà có năm cường giả tạo hóa cảnh và ta ở đây, mặc dù tử lôi đánh xuống cũng có thể ngăn cản. Hắn thè lưỡi ra liếm môi dưới,
ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đỉnh trên cao, nói. Thứ này là đại bổ đấy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng khó coi, tiên thiên lôi thể của hắn lúc này biến thành vướng víu, đã bị tử lôi ảnh hưởng không ngừng hóa lôi. Thậm chí có lôi phù từ trong cơ thể tuôn ra, ba thanh kiếm vốn bị khống chế bây giờ biến thành màu tím, chúng phát ra âm thanh rung động, dung hợp trước đó sắp thất bại trong gang tấc. Đáng chết! Lý Vân Tiêu chửi bới một tiếng, nói. Quá ảnh hưởng công bằng. Nếu ta không khống chế nổi, ba đạo kiếm khí sẽ phóng ra ngoài, nếu như kiếm đầu tiên bắn chúng tử đỉnh cũng không thể trách ta. Hắn đang uy hiếp trần trụi, hơn nữa không có che giấu, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lập tức có tiếng kháng nghị và bất mãn bộc phát, tiếng chửi rủa đầy trời. Công nhiên uy hiếp ngả tiên sinh, đây là so cái gì chứ, chẳng qua là lừa bịp mà thôi. Uổng cho ngươi là minh chủ thiên võ minh, quá không biết xấu hổ, yêu cầu phán định Lý Vân Tiêu thua. Cái gì không biết xấu hổ, là ngả triệu hoán tử lôi ảnh hưởng đến minh chủ luyện chế đấy chứ. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Cũng có rất nhiều người đặt cược Lý Vân Tiêu thắng phản kích lại. Phạm vi ngàn trượng bên ngoài nhao nhao rất lớn. Nếu không có rất nhiều cường giả tọa chấn, chỉ sợ đã có đánh nhau. Được rồi, đều yên tĩnh đi. Chính thức ảnh hưởng thuật luyện chính là các ngươi đấy. Linh Mục Địch trầm giọng quát. Ai lại hồ ngôn loạn ngữ, lập tức xéo đi. Hắn sử dụng sóng âm thần thông, âm thanh hóa thành khí lãng, mọi người chấn động ngã trái ngã phải. Ngã vẫn bình tĩnh, ấn quyết biến hóa không nhanh không chậm. Lúc này tử lôi trên tử đỉnh ngưng tụ tạo thành thế giới, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Vân Tiêu. Ánh mắt như nước, trầm tĩnh không có một chút rung động. Nhưng ánh mắt này làm nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, dường như tâm tình bị ánh mắt kia đánh nát, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn không nhỏ. Ngả, ngươi! Không ít người yêu tộc mang thần thông cường đại, sau khi biến hóa thân thể đã đạt tới trạng thái nhân cách hóa hoàn toàn. Ngả chính là như thế. Vẫn dùng hình tượng thiếu niên xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không phải hắn tự xưng yêu tộc, cũng không có ai nhìn thấu yêu thân của hắn. Nhưng lúc này dưới uy áp của tử lôi, ngả biến thành bản thể. Hai lỗ tai ngả dài nhọn, gương mặt tinh xảo mềm mại, đôi mắt trong suốt kiều diễm, bờ môi đỏ mọng, da thịt óng ánh như bảo ngọc, thiên tư mê người. Ngươi, ngươi! Lý Vân Tiêu sửng sốt, biến hóa trước mặt còn làm hắn rung động hơn cả tử lôi ảnh hưởng, hắn kêu lên. Ngươi là nữ. Lúc này mái tóc dài của ngả xõa tung ra sau lưng, tư thái hiểu điệu, đừng nói hắn tu luyện đồng thuật, diệu pháp linh mục, còn có chân thật chi nhãn, cho dù là mù cũng có thể nhìn ra ngả là nữ tử. Tâm thần Lý Vân Tiêu kích động, ba thanh kiếm không thể khống chế, chúng kêu vang rất mạnh. Thậm chí kiếm khí không bị khống chế, kiếm khí bắn ra ngoài, chém vào hư không. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, người trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh đều kinh hãi. Cả đại hắc nữ yên tĩnh như tờ. Thần. Đột nhiên nội tâm mạch chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Nàng là thần yêu nhất tộc. Khó trách, khó trách. Thần yêu. Linh Mục Địch hỏi. Dường như chưa từng nghe qua, trong yêu tộc có tộc này sao? Sắc mặt mạch phức tạp, nói. Là thanh danh không lộ, cũng không đại biểu không có. Cách đây rất lâu, yêu tộc thực sự không phải là do một mình yêu hoàng thống ngự thiên hạ. Mà là do yêu hoàng và thánh nữ song hướng thống trị. Thánh nữ, người chung quanh giật mình, lại nhìn qua bộ dáng của ngả, dường như hiểu cái gì. Mạch gật đầu nói, yêu tộc đều có thánh nữ cả đời do thần yêu nhất tộc đảm nhiệm. Linh Mục Địch khó hiểu nói, yêu tộc là chủng tộc tôn sùng lực lượng, mà thánh nữ đại biểu cho tín ngưỡng nhất mạch, luận lực ảnh hưởng có lẽ còn trên cả yêu hoàng, không biết sau đó vì sao thánh nữ biến mất. Mạch bắt đầu trầm mặc, hắn nhíu mày, không biết là không thể trả lời hay không muốn trả lời, hắn dừng lại không nói nữa. Ngả lẳng lặng nhìn qua Lý Vân Tiêu, mỉm cười nói. Vân Thiếu, nếu không khống chế kiếm khí, người sắp thua. Lý Vân Tiêu hiện tại kinh hãi, sáu tay không ngừng đánh ra bí quyết, không ngừng áp chế ba thanh kiếm cuồng bạo. Ngươi, tại sao ngươi là nữ tử? Lúc này Lý Vân Tiêu khó phục hồi tinh thần lại. Thiên Chiếu Tử. Viên Cao Hàn, thậm chí có nhiều người cũng nghĩ như hắn, vẫn còn đang thử người, đầu óc không linh. Ngả lại cười nói, ta lúc nào đã từng nói qua ta là nam tử. Nàng không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, nói ra. Năm đó sau trận chiến hóa thần hải, ta dốc sức nghiên cứu thiên lôi, rốt cục trời xanh không phụ lòng người,
để cho ta tìm ra cách dẫn dắt lôi điện, cho nên mới sinh lòng luyện hóa vạn vật. Hôm nay mượn trận chiến với ngươi thực hiện. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, bắt đầu kính nể nói. Cho tới nay có chỗ đắc tội, ngả tiên sinh tha thứ. Ánh mắt ngả chuyển động, nói khẽ. Giới tính của ta khiến tâm tính của ngươi biến hóa sao? Nam tử có thể khiêng đỉnh, nữ tử lại khó. Trước mặt của ngươi là thuật luyện sư đỉnh thiên lập địa, không hơn. Một người xá thân vì thuật đao, trừ năm đó ở hóa thần hải, khó có một bài. Lý Vân Tiêu động dung nói. Ta hiểu, ta cũng dùng thân phân thuật luyện sư ban thưởng ngươi thất bại. Ngả cười, nói. Có thể đạt được ước muốn sao? Lôi quang không ngừng lập lòe. Oanh! Rốt cục lôi quang nổ vang, tử lôi hóa thành rồng bay vào trong tử đỉnh. Ầm ầm! Tử đỉnh run động, không ngừng lắc lư, dường như nó sắp nổ tung. Đồng thời sắc mặt ngả trắng xám, không còn ung dung như lúc trước. Tâm tình Lý Vân Tiêu lại trầm xuống, hét lớn một tiếng, pháp tướng kim thân không ngừng xoay tròn, hắn khống chế ba thanh kiếm, không ngừng vận dụng thủ ấn. Năm đạo hư ảnh xuất hiện chung quanh Sơn Hà Đỉnh. Đó là... Thiên Chiếu Tử sững sờ, hồ nghi nói. Ngũ hành cự linh. Năm bóng dáng này cao trăm trượng, tản mát ra lực lượng nguyên tố cường đại, không ngừng cảm ứng lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Chính là Lý Vân Tiêu khống chế ngũ hành biến dị nguyên tố, thần ý tử kim trùng, ất mộc hóa lôi, thiên địa thủy nguyên, phượng hoàng chi hỏa, đại địa tức nhướng, chúng biến thành cự linh đứng chung quanh Sơn Hà Đỉnh. Kiếm khởi. Pháp tướng kim thân hét lớn một tiếng, sáu tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh kiếm nổ vang, sóng âm cường đại hóa thành thực chất, ngưng tụ thành khí lãng quét qua chung quanh. Nhưng có kinh nghiệm lúc trước, thời gian qua một lát ba kiếm cùng kêu vang. Tần suất dung hợp không đều, lập tức kiếm quang lập lòe và ba kiếm treo trên Sơn Hà Đỉnh. Thế giới chi lực quấn lấy ba kiếm mới ngăn cản chúng bài xích nhau. Dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu, ngũ hành cự linh không ngừng kết ấn quyết. Dùng thánh khí Sơn Hà Đỉnh áp chế ba kiếm, lại dùng ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực dung hợp thuộc tính ba kiếm, quả nhiên Lý Vân Tiêu cũng là thiên tài. Viên Cao Hàn kêu lên. Chiếu theo hướng này xem ra. Nếu thật sự ba kiếm hợp nhất hắn sẽ thắng sao? Dường như ai cũng không có thể trả lời. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói. Nếu ngả tiên sinh không có tử lôi tương trợ, có lẽ Lý Vân Tiêu ba kiếm hợp nhất có thể thắng, nhưng giờ phút thật khó nói. Ầm ầm, đạo tử lôi thứ hai hóa rồng tiến vào trong tử đỉnh. Rốt cuộc ngả không thừa nhận nổi phản chấn, nội phủ bị thương nặng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Bên kia Lý Vân Tiêu xếp bằng trên Sơn Hà Đỉnh, sáu tay không ngừng biến hóa. Oanh, oanh! Trên bầu trời có tử lôi nổi giận, đột nhiên lại có hai đạo tử lôi đánh vào tử đỉnh. Ầm ầm! Tử đỉnh cuối cùng dung nạp năng lượng thật lớn, trên đỉnh xuất hiện lôi quang lập lòe. Nhìn thấy lôi quang xuất hiện, đám người linh mục địch chấn động. Đây chính là Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, nếu có một chút lẻ tẻ đánh vào đám người, hậu quả không chịu nổi. Nếu bắn vào lĩnh vực luyện chế của Lý Vân Tiêu, càng phá hư tính công bằng của tỷ thí. 7-8 thân ảnh lập lòe, lập tức bóp tắt tử lôi bắn ra. Chính là linh mục địch cùng Tam Vương, còn có Mạch, Phi Nghê, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng hút tử lôi vào người, vẻ mặt thoải mái, dường như còn ngại không đủ, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng. Có những người này ra tay, các võ giả vây xem yên lặng, nếu bảo bọn họ đi ngăn cản, chỉ sợ đều chết cả. Trên mặt Mạch đầy ngưng trọng nhìn qua ngả, ngả bị cắn trả lời ra thịt xuất hiện vết rạn, lại có kim sắc quang mang lóe lên. Thánh quang! Mạch thì thào tự nói, dường như đang thất thần. Quả nhiên là thần bộ, thánh nữ đại nhân. Lý Vân Tiêu cũng chấn động, vốn cho rằng hai đạo tử lôi giáng xuống sẽ làm ngả ngã xuống, thất bại, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ ngả tiếp được. Da thịt ngả không ngừng nứt ra, nhưng trên vết nứt có kim quang tỏa ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu triệt để phát mộng, sau đó thu hồi tâm thần vào quá trình luyện chế của mình, lẩm bẩm. Mặc kệ biến thái này, bất luận nàng thành công hay không, chỉ cần ta ba kiếm hợp nhất, tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn cũng không quan tâm tới ngả, chuyên tâm luyện chế cho mình. Lại có một đạo tử lôi đánh vào trong đỉnh, dẫn tới ngả lung lung sắp đổ, kim quang lóe lên vài lần rồi yên tĩnh lại. Lúc này ngả như biến thành người khác. Hoàn toàn có thể ngăn cản tử lôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, ngả cường đại làm hắn nóng lòng như lửa đốt.
Nếu nàng vượt qua tử lôi, đừng nói nàng luyện hóa là vạn vật quy tắc, cho dù tùy tiện luyện ly, luyện bồn cầu cũng biến thành thần vật. Hắn thu liễm tâm thần, ngũ hành cự linh không ngừng kết ấn quyết, ba kiếm xoay tròn trên sơn hà đỉnh, không ngừng dung hợp với nhau. Ấn quyết thành. Bỗng nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co rút lại, hắn đánh ra một ấn quyết. Lúc này có hào quang lập lòe trên thân kiếm, trên ba kiếm xuất hiện không gian quỷ mị, rõ ràng là tĩnh lặng bất động, nhưng nó làm tâm thần mọi người chấn động rất mạnh. Siêu huyền không gian. Thiên chiếu tử kêu to, sắc mặt biến hóa, mặt mo run lên. Siêu huyền không gian vừa ra, hơn 10 người biết rõ thứ này đều chấn động. Ngả cũng ngạc nhiên nhìn qua. Oanh! Oanh! Lại có hai đạo tử lôi lần lượt rơi xuống, trực tiếp đánh vào tử đỉnh, ngả lung lay sắp đổ, da thịt màu xanh da trời bong chóc ra từng mảng, thân thể hóa thành hào quang óng ánh, dường như đạt tới cực hạn. Bảy đạo! Thiên chiếu tử đổ mồ hôi lạnh, bởi vì vô cùng kích động, hắn cũng run rẩy rất mạnh. Viên Cao Hàn ngưng trọng, nói. Lôi kiếp mạnh nhất có 9 đạo, nếu ngả có thể vượt qua, Lý Vân Tiêu luyện chế thế nào cũng thua. Oanh! Tử lôi thứ 8 giáng xuống, tử đỉnh gánh không nổi nổ ầm ầm. Mảnh vỡ tản ra, kinh khí cường đại càn quét bốn phía. 8 đạo tử lôi là cực hạn sao? Thiên chiếu tử nước mắt tuôn đầy mặt, tuy còn kém một đạo cuối cùng, nhưng đây cũng là luyện chế đỉnh phong suốt 10 vạn năm qua. Sau khi tử đỉnh nổ tung lôi quang lập lòe, ánh sáng bao phủ làm người ta khó thấy vật bên trong. Ba Mộc ngẩng đầu lên, nhìn lôi điện trên trời, quát. Tử lôi không tiêu tan, còn có đạo thứ 9. Cái gì? Tất cả mọi người không dám tin. Linh Mục Địch nhìn lên lôi điện trên cao, sắc mặt hết sức khó coi, nói với ngả. Ngả tiên sinh, thỉnh nhanh xua tan tử lôi, nếu không không chỉ luyện chế uổng phí, người cũng có vẫn lạc đấy. Thiên chiếu tử cũng rung giọng nói. Ngả tiên sinh, mặc dù là 8 đạo tử lôi, xưa nay hiếm có, người thắng chắc rồi, không nên mạo hiểm. Nhưng ngả căn bản không rảnh quan tâm, hào quang trong người nàng bộc phát rất mạnh, không nhìn thấy biểu lộ, chỉ thấy đang bấm niệm pháp quyết. Oanh! Rốt cục tử lôi thứ 9 giáng xuống, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Ngả tiên sinh! Ánh sáng tím bao phủ ngàn trượng, mạch bi thống hét lên, thân thể hóa thành huyết quang xông lên phía trước. Ngả không chỉ cứu mạng hắn, càng là yêu tộc thánh nữ, cũng là thuật luyện sư vĩ đại, mặc dù có bồi mạng hắn vào cũng phải cứu ngả. Mạch tiên sinh, người muốn lựa chọn của ngả đại nhân uổng phí sao? Thiên chiếu tử xuất hiện trước mặt hắn, nói một câu. Huyết quang biến hóa kịch liệt trước mặt thiên chiếu tử, trong lòng cực kỳ dãy giụa. Thiên chiếu tử nói. So với tính mạng của mình, ngả tiên sinh cố ý muốn chọn thiên lôi thứ 9. Ngả tiên sinh đã làm thế, ngươi không rõ sao. Thần sắc thiên chiếu tử kích động, nếu mạch cố ý muốn ra tay, hắn sẽ liều mạng ngăn cản. Ta sinh ra trong thuật đạo vô tận, kính xin mạch đại nhân tôn trọng tôn nghiêm và vinh quang của thuật luyện sư. Viên Cao Hàn tiến lên, đứng sóng vai với thiên chiếu tử, ngưng trọng nói. Nếu ngươi ra tay ngăn cản, mặc dù có thể cứu mạng của nàng, nhưng đời này nàng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tế luyện 9 đạo tử lôi. 10 vạn năm qua chưa bao giờ thấy qua. Ngả tiên sinh có cuộc chiến hôm nay đã chiếu rọi muôn đời rồi. Ba Mộc cũng thở dài nói. Nếu đổi là ta, ta cũng lựa chọn như vậy. Huyết quang ảm đạm, mạch lúc này cũng đau lòng không nhỏ. Hắn không phải thuật luyện sư, nhưng hắn hiểu được tâm tình của bọn họ. Mạch biến lại thân thể, không có ra tay, bi thương nhìn tử lôi giáng xuống, đánh vào thân thể gầy yếu kia. Đám người thiên chiếu tử thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua phía trước, trong mắt đầy kính ý vô hạn nhìn thuật luyện sư vĩ đại dẫn đường cho bọn họ. Mặc dù không thể đi tới nhưng lại hướng tới. Tử lôi thứ 9 là vinh quang của thuật luyện sư. Đây chính là lực lượng thiên đạo, nhân lực không thể sánh bằng. Nhưng có thể dẫn động nó đủ để sánh vai thánh hiền cổ kim. Lý Vân Tiêu dừng ấn quyết, hắn nhìn về phía trước mặt, hắn khom người thật sâu. Đây là kính ý cao nhất với ngả. Dưới tử lôi giáng xuống, thân ảnh nhỏ gầy kia làm mọi người kính nể. Cho dù thắng bại tồn vong thế nào, tiên sinh thật sự là thuật luyện sư đáng kính nhất xưa nay. Ầm ầm, tử lôi hóa rồng giáng xuống làm thân ảnh ngả lắc lư, nàng đánh ra vài ấn quyết vào trong vạn vật quy tắc, kim quang tỏa sáng vạn trượng. Ầm ầm, bóng dáng xinh đẹp bị tử lôi nuốt hết, lôi long nổ tung trên đại hắc nữ,
lập tức tán loạn. Đám người linh mục địch ra tay, tăng thêm Tam Vương, Phi Nghê và Mạch, kết giới tỏa ra ngăn cản lôi điện bạo phát. Ngã tiên sinh, Mạch bi thống kêu thảm một tiếng, nhưng tiếng nổ của sấm sét lấn át tiếng kêu của hắn. Sắc mặt đám người thiên chiếu tử rất khó coi, không còn chút máu nào. Dưới uy năng cường đại như thế, khả năng ngã còn sống cực kỳ nhỏ bé. Tâm thần Lý Vân Tiêu kích động, ý nghĩa của lần quyết đấu thuật đạo này đã vượt qua giá trị của nó, hoàn toàn là cực hạn của thuật luyện sư truy cầu thuật đạo. Hắn lúc này mở to mắt, ánh mắt và thần thức của hắn muốn nhìn xuyên qua tử lôi, muốn biết sinh tử của ngã. Tâm thần thất thủ nên ngũ hành cự linh bắt đầu khó khống chế. Siêu huyền không gian xoay tròn trên ba kiếm, bắt đầu sinh ra lực bài xích rất mạnh. Tâm thần Lý Vân Tiêu run lên, lúc này ngã sống chết không rõ, nếu mình luyện chế cũng thất bại thì ý nghĩa trận tỉ thí này không đáng tồn tại. Hắn thu liếm tâm thần, sắc mặt ngưng trọng lấy toàn dương ra, dung nhập vào trong siêu huyền không gian, năng lượng bạo phát dữ dội. Vào lúc này đột nhiên kim quang không biết ở đâu sinh ra, trực tiếp bay vào trong không gian màu tím. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhanh hơn 10 đạo kim quang xuất hiện. Đây là... Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thiên địa dị tượng, thần sắc kinh hãi. Trên bầu trời kim quang đầy trời rót vào không gian màu tím. Pháp tắc hư quang. Tất cả mọi người chấn động, ánh mắt rất rung động. Ba Long hóa hai mắt thành màu vàng quan sát hào quang. Lúc trước bên ngoài thành Hồng Nguyệt hắn từng cùng các cường giả liên thủ, thi triển 12 đạo pháp tắc hư quang trấn áp ma chủ. Lúc này pháp tắc hư quang tới mấy trăm đạo, hơn nữa còn xếp đặt có quy tắc, giống như còn kết thành trận pháp. Đăng Quang cũng sợ hãi, nhìn quy tắc trận này liền chấn động rông nhỏ. Đây chính là thiên địa tự trận, trận pháp phù hợp với thiên đạo nhất. Long Cong, mọi người nơi này còn không biết làm sao, mấy trăm đạo pháp tắc chấn động, không ngừng hóa thành kim quang lưu chuyển thành thực chất. Hư quang chân hóa. Ba Mộc kinh hãi nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dẫn pháp tắc chi liên xuất hiện? Pháp tắc chi liên răng đầy như mạng nhện, xuyên thấu lôi quang, dường như đang khóa chặt thứ gì đó. Chỉ có thời điểm xuất hiện vật phẩm vượt qua thế giới, thiên đạo pháp tắc mới có thể tự hành ngưng kết thành gông xiềng, khóa vật đó lại trong hậu thế. Mặc dù là Ba Mộc lúc toàn thịnh cũng chỉ có thể triệu hồi hư ảnh pháp tắc chi liên, mượn nhờ một phần năng lực của nó. Luyện chế, luyện chế, luyện chế. Thành công. Thiên chiếu tử kích động khó kiềm chế, nhịn không được cuồng hô to, nước mắt đầy mặt. Cho dù ngã giờ phút này thân vẫn, nhưng vật phẩm chịu tải chín đạo tử lôi đã luyện thành, nếu không tuyệt đối không có pháp tắc chi liên xuất hiện. Khi thiên chiếu tử hô to, rất nhiều người kích động rơi lệ, tràng diện sôi trào. Một người có kiến thức về luyện chế, cuộc đời này không uổng. Hai chính là vì đặt cược đúng, phát tài. Sắc mặt đám người Lam Nham chủ trắng bệch, bắt đầu biến thành khó coi. Mặc dù dám người Khúc Hồng Nhan tin tưởng vững chắc vào Lý Vân Tiêu cũng lay động. Thân thể Đinh Linh Nhi run rẩy, tâm thần chìm vào đáy cốc. Khanh khách, Cố Thanh Thanh cười run rẩy toàn thân, ánh mắt đảo qua người Đinh Linh Nhi, lướt qua Khúc Hồng Nhan, Thủy Tiên, cuối cùng nhìn lên người Lam Nham chủ, giễu cợt nói. Thạch Vương đại nhân, lát nữa nên làm chó bò trên không trung thành Viêm Vũ đi. Chậc chậc, một cường giả tạo hóa cảnh mang xích chó trên cổ, khẳng định nhìn rất đẹp đấy. Sắc mặt Lam Nham chủ âm trầm như sắt, khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên, pháp tắc chi liên vừa ra, không người nào cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ thắng. Mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc, dù sao xiềng xích màu vàng quá mức rung động tâm thần, ánh mắt biến thành hoảng hốt. Sao có thể như vậy được? Đột nhiên Ba Mộc quát to một tiếng, hắn vô cùng hoảng sợ. Vận dụng chân thực chi nhãn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Hai tay Ba Mộc bấm niệm pháp quyết, hai mắt hóa thành kim quang, trên bầu trời xuất hiện con mắt lớn. Con mắt lớn này từ từ mở ra, quan sát pháp tắc chi liên bên dưới. Trong hào quang màu vàng mông lung như hỗn độn sơ khai, có ngàn vạn hào quang ngưng tụ thành chữ. Ma Ha Cổ Tự. Nội tâm Ba Mộc sinh ra sóng lớn, văn tự trong kim quang trước nay chưa từng có, diễn sinh mà ra. Cẩn thận phân biệt lại phát hiện không phải Ma Ha Cổ Tự. Không đúng, đây không phải Ma Ha Cổ Tự, mà là văn tự quy tắc khác. Ba Mộc triệt há hốc mồm, tâm thần cứng rắn cũng phải rung chuyển. Ngã luyện hóa vạn vật quy tắc, lại còn sáng chế ra văn tự tương tự Ma Ha Cổ Tự,
những văn tự này không giống nhau, mỗi chữ đều ẩn chứa lực lượng và quy tắc khác nhau. Nhưng mà văn tự bị pháp tắc chi liên trói buộc, nó vô lực giãy giụa, không cách nào hiện thế. Trên trán Ba Mộc đổ mồ hôi lạnh, nếu những văn tự này giống như ma ha cổ tự, lại diễn biến ra kinh văn, sẽ không còn là tử lôi hiện thế, mà là trực tiếp đánh nát nó ra. Lúc đang cân nhắc, trong kim quang trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Ngả tiên sinh, mấy người đồng thời kinh hô, lập tức mừng như điên. Thân ảnh này chính là ngả, tuy khí tức cực kỳ yếu ớt nhưng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng mái tóc xanh của ngả đã biến thành màu trắng, mái tóc mất đi sức sống, dường như máu huyết toàn thân bị rút sạch. Ngả cũng không để ý trạng thái của mình, lập tức bay tới, cẩn thận quan sát ngả, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt chung quanh. Trên mặt ngả vô cùng vui sướng, chậm rãi giơ tay lên, tìm kiếm trong kim quang. Loảng xoảng, đột nhiên pháp tắc chi liên sinh ra tiếng nổ, lúc này một đạo xiềng xích trói buộc cổ tay của nàng. Cái gì? Đám người mạch đều hoảng hốt, lúc này tử lôi đã biến mất, mọi người thu hồi kết giới, nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Đôi mắt ngả không ngừng chuyển động, cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua cổ tay, hơi giãy giụa, phát hiện cánh tay phải không thể nhúc nhích, liền duỗi tay trái chụp vào kim quang. Loảng xoảng đang, gờ. Pháp tắc chi liên rung động và vô số con rắn bao quanh thân thể của nàng vào trong. Ngả tiên sinh. Mắt thấy ngả lâm vào nguy cơ lần nữa, sắc mặt mạch trở nên dữ tợn, né tránh đám người thiên chiếu tử muốn cứu ngả ra. Vào lúc này ngay cả Cố Thanh Thanh cũng lao lên phía trước. Trên bầu có trời pháp tắc chi liên, có hai cái bắn ra, lập tức quấn chặt lấy mạch và Cố Thanh Thanh. Thả ta ra. Mạch hóa thành ánh sáng màu đỏ, tiếng giống vang vọng bầu trời. Nhưng mặc cho hai người giãy giụa thế nào, pháp tắc chi liên vẫn trói buộc hai người, không thể giãy giụa. Đám người linh mục địch biến sắc. Mọi người chớ lộn xộn. Ba Mộc trầm giọng nói. Pháp tắc chi liên chỉ có cường giả giới vương cảnh, hơn nữa đạt được thiên đạo tán thành mới có thể triệu hoán ra, dùng lực lượng của chúng ta không thể chống lại. Linh mục địch cả kinh nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại ba người bọn họ bị khóa lại rồi. Ba Mộc bi thương, nói. Ngả tiên sinh luyện chế ra vạn vật quy tắc, giới lực không cho, sợ rằng muốn hắn tự sanh tự diệt, pháp tắc chi liên mới có thể biến mất. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, nói. Rốt cuộc kim quang kia là vật gì? Lại bị giới lực không cho tồn tại. Ngả cũng nghe thấy Ba Mộc nói, trên mặt thống khổ, hai mắt rơi lệ, thân ảnh run lên. Nàng vốn không khóc, nhưng đã khóc về vô lực. Trơ mắt nhìn tâm huyết của mình chết đi, trơ mắt nhìn thuật đạo đỉnh phong trước mặt mình biến mất, cảm giác này chẳng khác gì thiên địa sụp đổ, hơn xa tử lôi đánh vào người nàng. Nhưng nàng có biện pháp nào chứ? Thiên đạo cao nhất, nàng chỉ là con sâu cái kiến. Giới WLJC thiên võ giới càng không cho phép có tồn tại vượt qua mình. Năm đó ma ha cổ thần quyết là thế, hiện tại vạn vật quy tắc cũng như thế. Ngả giãy giụa một hồi, phát hiện không có bất kỳ khả năng giãy giụa, rốt cục buông tha chống cự, vô lực cúi đầu xuống. Ba Mộc không biết an ủi người, hắn nói. Ít nhất tính mạng ngả tiên sinh không ngại, vậy cũng là may mắn trong bất hạnh rồi. Linh mục địch nhìn qua đám kim quang, thở dài nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi vạn vật quy tắc tiêu vong. Đến lúc đó pháp tắc chi liên sẽ biến mất. Đám người thiên chiếu tử đau lòng, nhưng không tránh được. Thấy tính mạng của ngả không lo, Lý Vân Tiêu dễ dàng hơn, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Mặc dù có Toàn Dương làm dẫn, nhưng hắn không tìm được điểm vào giữa ba thanh kiếm và siêu huyền không gian. Lúc trước luyện chế kiếm trảm tinh thần cũng không phiền toái như thế, bởi vì tinh diệt, thần hy, trảm yêu là huyền khí cửu phẩm đỉnh phong, cũng không có thuộc tính không gian. Nhưng ba kiếm này không cái nào không phải đỉnh cấp, không có siêu huyền không gian căn bản không thể dung hợp. Mặc dù dung hợp ba kiếm, có thể thắng sao? Giờ phút này Lý Vân Tiêu dao động, không nói có thể dẫn pháp tắc hàng lâm, cho dù có thể cũng chỉ ngang tay. Vạn vật quy tắc đã là đỉnh phong của thuật đạo rồi. Không muốn. Lý Vân Tiêu ổn định tâm thần, trừ bỏ tạp niệm trong đầu. Bất kể như thế nào, trước dung hợp ba kiếm nói sau. Nếu như tử lôi pháp tắc giáng xuống, ít nhất cũng chỉ bất phân thắng bại mà thôi. Nói thật nội tâm của hắn phiền muộn, chưa bao giờ có cảm xúc biệt khuất như thế. Cho dù không luyện chế xong cũng mất đi khả năng thắng.
mà ngả bên kia đã thành kết cục đã định, Thiên Chiếu Tử thu hồi ánh mắt nhìn qua hắn. Dù sao tới bây giờ không dễ dàng, ít nhất thể hiện ra thực lực và phong thái của đỉnh cấp thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu tính hạ tâm lai, bắt đầu chuyên tâm luyện chế siêu huyền không gian, trên sơn hà đỉnh xuất hiện thế giới chi lực cọ rửa. Siêu huyền không gian như một đám mây hư ảo, bị Lý Vân Tiêu điều khiển nhanh chóng dung hợp thành thế giới. Ngũ hành cự linh bấm niệm pháp quyết thật nhanh, ngưng tụ thành một ngũ hành hoàn trăm trượng, trấn áp không gian vào trong. Trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức, có tác dụng áp chế lực lượng của bất cứ kẻ nào. Có thể thành công không? Linh Mục Địch khẩn trương tự nói, lúc này kết quả đã không trọng yếu là quá trình luyện chế. Tuy Lý Vân Tiêu luyện chế không có kinh thiên động địa như ngả, nhưng đặt trong lịch sử thuật đạo vẫn hiếm thấy. Tất cả mọi người đang quan sát, nhìn không rời mắt, ngay cả ngả đang bị pháp tắc chi liên trói cũng nhìn qua. Siêu huyền không gian giống như mây bay, chậm rãi rơi vào kiếm giới, ba thanh thần kiếm lập tức lắc lư rất mạnh, ba đạo kiếm quang phóng lên trời, muốn chảm phá thế giới. Không tốt! Lý Vân Tiêu chấn động, tâm thần mát lạnh, kiếm ý vốn hài hòa lai tách ra, ba thanh kiếm phát ra tiếng kêu ong ong. Ngũ hành cự linh vội vàng vươn tay ra, lòng bàn tay hội tụ thuộc tính của riêng mình. Ầm ầm! Ngũ hành hoàn áp ba đạo kiếm khí nhưng bị chém lập tức sụp đổ. Hóa thành ngũ hành nguyên tố đầy trời. Thất bại. Không biết là ai kinh hô, người chung quanh đại hắc nữ xôn xao, nói. Rốt cục đã phân thắng bại. Đám người Lam Nham chủ mặt xám như cho. Ha ha ha, kết cục sớm đã nhất định, tội gì cưỡng cầu dẫy dụa chứ. Không nên làm bản thân mình chật vật mới nhận thua nha. Cố Thanh Thanh bị trói trên pháp tắc chi liên, thoải mái cười ha hả. Thiên Chiếu Tử lắc đầu thở dài. Trận chiến này chẳng trách Lý Vân Tiêu, hắn đã hết sức. Ba kiếm hợp nhất, ngũ hành cự linh luyện khí, đã vượt qua tiêu chuẩn chúng ta rồi. Phi Dương còn không có thua, các ngươi gấp cái gì? Đột nhiên Khúc Hồng Nhan quát một tiếng, tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn qua không trung. Ngũ hành cự linh nổ tung, ba thanh kiếm bắn ra ngàn vạn kiếm khí giao thoa với trời cao, tăng thêm nguyên tố chi lực đầy trời, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng như pháo hoa thịnh thế. Trong hỗn loạn này, Lý Vân Tiêu mặt tuyết, ánh mắt đầy kiên quyết. Nếu đã tới biên giới sụp đổ, hắn cũng không cần chú ý băn khoăn rất nhiều, trực tiếp mở thế giới trong đỉnh, hào quang màu trắng bay ra, lập tức bao phủ nguyên tố đầy trời. Cho dù nguyên tố đầy trời, ba thanh thần kiếm và siêu huyền không gian đều bị sơn hà đỉnh dùng xu thế cường thế hút vào bên trong. Ầm ầm, các loại lực lượng không còn, khi vòng xoáy của sơn hà đỉnh đóng lại, thiên địa yên tĩnh. Nhưng ngược lại sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, hắn vỗ mạnh vào đỉnh, lập tức rất nhiều ma ha cổ tự bao phủ quanh đỉnh. Cái này, Thiên Chiếu Tử kinh hoàng nói. Hắn điên sao, hắn vừa mới thu nạp những vật kia, nếu cố luyện chế sẽ nổ tung, đến lúc đó chẳng những cả đại hắc nữ sẽ xong đời, thậm chí sẽ trả đến gần thành Viêm Vũ. Ra mặt Linh Mục Địch run rẩy vài lần, cắn răng nói. Chút chuyện này yên tâm, có chúng ta ở đây. Lực lượng mạnh hơn nữa cũng bị áp chế xuống. Nếu thắng bại chưa phân, cứ cho hắn điên cuồng đi. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu kiêu ngạo cả đời, nhất định sẽ không cam lòng ngồi chờ chết, nhưng nội tâm vẫn thở dài. Sơn Hà đỉnh tại yên tĩnh lại, đột nhiên chấn động dữ dội, hào quang màu trắng hóa thành sông lớn tỏa ra bốn phía. Cả đại hắc nữ chấn động, trong Sơn Hà đỉnh bộc phát lực lượng xé rách không gian, một ít cường giả thậm chí nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu đang dở trò quỷ gì thế này? Người chung quanh hét ầm lên. Lý Vân Tiêu tự biết không khống chế được, hắn dự liệu Sơn Hà Đỉnh sẽ bạo loạn, lại không nghĩ rằng lực lượng này cường đại tới mức hắn khó ngăn cản. Lúc này cắn răng một cái, hóa thành pháp tướng kiêm thân ba đầu sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, thi triển tứ đại thần quyết, biến thành ma ha cổ thần quyết, từng câu chữ dán vào lạc ấn của Sơn Hà Đỉnh. Vào lúc này trên Sơn Hà Đỉnh phủ đầy kim văn màu vàng, lúc này thế giới biến thành màu vàng. Những lực lượng này bị ma ha cổ thần quyết trấn áp, dần dần dẹp loạn và biến thành ngoan ngoãn. Cái gì, cái này, điều đó không có khả năng. Đám người Linh Mục Địch đã làm tốt chuẩn bị, lại không ngờ lực lượng hủy diệt bị trấn áp, một giây trước là biển cả phẫn nộ, một giây sau là nước chảy róc rách. Kỳ diệu này cho dù Lý Vân Tiêu cũng không ngờ, lập tức mừng rỡ. Không hề do dự,
ma ha cổ tự không ngừng dán vào Sơn Hà đỉnh. Tất cả âm thanh trào phúng biến mất không còn, biến đổi bất ngờ làm nhiều người không tin nổi. Lý Vân Tiêu càng thuận tay, động tác hành vân lưu thủy, trong đầu có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, bốn quyển thần quyết hiện ra trong đầu, tất cả văn tự tự động vận hành. Ma ha cổ thần quyết vốn không thể lưu truyền hậu thế, bị Phạm Thiên Tử lôi đánh nát, hóa thành 3.000 văn tự, đối ứng 3.000 đại đạo bay tới các nơi trong thế giới. Nhưng sau này có người mang đại thần thông tụ tập cổ văn lại, bắt đầu cân nhắc chữ viết hình thành ma ha cổ văn. Cho dù là tứ đại thần quyết, cũng không phải cổ kinh văn nguyên bản, chỉ là bốn pháp quyết gần với thiên đạo nhất mà thôi. Vào lúc này Lý Vân Tiêu có lý giải về kinh văn như đời thứ nhất, bốn quyển thần quyết lơ lửng trên Sơn Hà đỉnh, đều bơi lội như cá gặp nước. Ma ha cổ tự vẫn hóa giải bốn đại thần quyết, gây dựng và xếp đặt lại. Cái gì? Người giả đỉnh cấp đang tụ tập ở đây, mỗi người có lĩnh ngộ thiên đạo rất cao, nhưng vẫn cảm giác được lực lượng ẩn trong cổ tự. Không chỉ có như thế, gây dựng câu chữ càng làm lực lượng bộc phát. Kim quang trên Sơn Hà đỉnh càng ngày càng mạnh, thần quang tỏa sáng làm nhiều người sợ hãi. Trong nháy mắt mọi người cảm thấy Lý Vân Tiêu giống như thần linh. Rầm rầm. Ngay thời điểm mọi người ngây ngốc, pháp tắc chi liên sáng ngời, tỏa ra lực lượng đáng sợ. Không tốt, ma ha cổ tự gây dựng lại, sợ rằng sẽ dẫn động giới lực như năm đó. Ba Mộc kinh hô lên, hắn biết rõ lai lịch của ma ha cổ thần quyết, thứ này năm đó thành hình đã bị Phạm Thiên Tử lôi oanh kích 3 tháng, cuối cùng mới đánh tan thành mây khói, hóa thành 3.000 văn tự rơi lả tả khắp thế gian. Hôm nay Lý Vân Tiêu muốn gây dựng lại 3.000 cổ tự, cho dù không phải tái hiện thần quyết nguyên vẹn năm xưa, cũng là chuyện nguy hiểm, sẽ bị thiên địa áp chế. Tất cả pháp tắc chi liên không ngừng lao về phía Sơn Hà đỉnh. Ngã ba người được giải thoát. Không chỉ có pháp tắc chi liên, trong hư không xuất hiện 100.000 dây xích khác, chúng không ngừng quấn quanh Sơn Hà đỉnh. Tất cả mọi người ngây ngốc. Thân ảnh nàng khẽ động, lập tức thu hồ vạn vật quy tắc của mình, lòng đầy vui mừng và cảm kích. Ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu mang theo vài phần lo lắng. Tất cả pháp tắc chi liên lắc lư rất mạnh, trên bầu trời hình thành dây xích rất lớn. Lý Vân Tiêu không cam lòng yếu thế, vừa cân nhắc sắp xếp thần quyết, vừa ra tay đánh thẳng vào pháp tắc chi liên. Người có địa vị ngang với pháp tắc chi liên, từ xưa đến nay trong truyền thuyết chỉ có ma ha cổ thần và ma chủ đế từng làm được. Tâm thần mọi người chấn động. Lý Vân Tiêu không mệt mỏi đánh ra hơn vạn trượng, rốt cuộc Sơn Hà đỉnh phát sinh dị biến. Cả thân đỉnh chấn động rất mạnh, ma ha cổ kim văn không ngừng giãy giụa. Rất nhiều khí tức táo bạo không ngừng trùng kích pháp tắc chi liên. Lý Vân Tiêu ở trung tâm bạo loạn, cảm thụ khí tức táo bạo của Sơn Hà đỉnh, hắn bị ảnh hưởng, thân thể run rẩy lợi hại, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Sơn Hà đỉnh, nhìn không nháy mắt. Ầm ầm. Rốt cuộc Sơn Hà đỉnh nổ tung, thân đỉnh mở rộng và sinh ra nhiều vết rạn, thậm chí có tiếng nổ giòn tan vang lên, trực tiếp nổ thành vô số khối vụn, giống như sao băng bắn ra khắp nơi. Ngay cả Lam Nham chủ là cường giả tạo hóa cảnh cũng kích động, hãi hùng khiếp vía. Có cảm giác vô lực, giống như dưới lực lượng này vạn vật quá nhỏ bé, chỉ cần tùy tiện động thủ là đánh mình tan thành mây khói. À, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người há to mồm, sắc mặt khó tin nổi, nhìn cảnh tượng trước mặt của mình. Thiên Chiếu Tử lảo đảo, suýt nữa té ngã, những người còn lại không cần phải nói. Giới lực quy tắc lại bị kiếm chặt đứt. Pháp tắc chi liên bị chém đứt làm mọi người cảm giác vạn vật bị chặt đứt, nội tâm chấn động mãnh liệt. Nhìn qua chỗ cao, thiên địa sụp đổ, giống như cả thế giới lâm vào tận thế. Ầm ầm, kiếm khí tiêu tán, một thanh bảo kiếm tuyệt thế xuất hiện, từ từ tỏa ra thần huy của bản thân. Trong chốc lát đại hắc nữ đã nứt toác ra, tất cả trận tháp hóa thành bụi, không trung tòa thành sụp đổ, hóa thành khối vụn lớn rơi xuống dưới. Từ khí tức hủy diệt mà nhìn. Trực tiếp trùng kích tâm thần và linh hồn của mọi người, trong nháy mắt tất cả tâm thần thất thủ. Vào thời điểm khẩn yếu quan đầu chỉ có linh mục địch còn duy trì tâm thần, quát. Tất cả mọi người lui về phía sau, chạy mau. Tuy kiếm quang kia chém thẳng vào trời cao, nhưng kiếm khí khuếch tán ra chiếu rọi thiên địa, trực tiếp chém bầu trời thành hai nữa. Vũ trụ xuất hiện không sót lại thứ gì, cũng chỉ còn lại thánh kiếm vô cùng cao ngạo. Lý Vân Tiêu đứng mũi chịu sào. Lúc pháp tắc chi liên tan vỡ, giới thần bi cũng ảm đạm không ánh sáng, nó lập lòe vài cái sau đó biến mất trong cơ thể.
sau đó ánh sáng từ kiếm lóe lên, đâm ra vài cái, lúc này có ma ha cổ văn không ngừng bao phủ thân kiếm. Phốc, hắn cũng cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân vô cùng uể oải. Sau đó thống khổ truyền ra khắp toàn thân, lập tức chạy theo kinh mạch đâm thủng cơ thể hắn. Hư quang hộ thể giống như một tầng giấy mỏng, không ngừng bị đâm phá. Lý Vân Tiêu vốn đã tiêu hao nhiều thần dịch lực, giờ phút này lại chịu đựng thống khổ lớn lao, ý thức từ từ mờ nhạt, cảnh tượng trước mắt tối sầm, triệt để chết ngất. Hắn nằm mộng thấy mình đang ở rừng trúc đẹp và tĩnh mịch, suối nước róc rách. Trong nháy mắt này lại thiên băng địa liệt, không thấy ngày đêm. Lúc này đại hỏa hoàng tuyền rơi từ trên trời xuống, người cũng rơi vào đao sơn kiếm hải, toàn thân bị cắt đau đớn không chịu nổi. Hồi lâu sau Lý Vân Tiêu mới dần dần tỉnh lại, trong mơ hồ cảm thấy khí lực phù phiếm, tinh khí thần trong cơ thể bị rút đi, hắn giống như biến thành phế nhân. Hắn hơi động thân thể, cảm thấy đầu óc đau đớn, nhịn đau không được hô một tiếng, triệt để thoát khỏi ác mộng. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu đại ca. Nghe Lý Vân Tiêu kêu, các hồng nhan chi kỷ đang canh chừng lập tức reo vang. Khúc hồng nhan xông lên phía trước, cao ngạo và khí chất lăng lệ ngày thường biến mất không thấy gì nữa, mà biến thành vô cùng cẩn thận và lo lắng. Phi Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn nàng, gật đầu ý bảo khỏe. Khúc hồng nhan đỏ mặt, ý thức được gian phòng còn có người, lúc này lui ra sau nửa bước, nhường không gian cho những người khác. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chậm rãi nhìn bốn nữ còn lại, từ Thủy Thiên Phong Hoa Tuyệt Đại, đến Lạc Vân Thường Ôn nhã hợp lòng người, lại đến Đinh Linh Nhi một thân áo xanh, cuối cùng là Phi Nghê xinh đẹp. Đôi mắt dễ thương của nha đầu đã ướt át, khóe mắt đỏ rực. Sắc nước hương trời, hồng nhan chi kỷ, không có người nào không vui mừng, thần sắc vô cùng ân cần. Phi Nghê tiến lên ngồi vào bên giường, nắm lấy hắn tay, nhuyễn âm thanh hỏi. Phu quân, cảm thấy thân thể thế nào? Lý Vân Tiêu cười mấy tiếng, lắc đầu mỉm cười nói. Yên tâm đi, không có trở ngại. Khanh khách, ta nói Vân Tiêu đại ca không có chuyện gì mà. Thủy Tiên cười rộ lên, mở miệng nói trước. Vân Tiêu đại ca có biết hay không, người thắng, ngả thua. Ngày đó Lý Vân Tiêu luyện thành thánh kiếm chém vỡ giới lực quy tắc, khiến cho thiên địa điên đảo, bốn cực sụp đổ. Đáng thương đại hắc nữ mới xuất thế vài ngày đã sụp đổ. Ngay cách mọi người khá xa, hơn nữa mọi người ở đây không phải thế hệ hời hợt, rút lui rất nhanh, còn có đám người linh mục địch tương trợ, cho nên không có người thương vong. Sau đó kết quả thuật quyết trải qua tranh luận, kỳ thật cũng không có gì đáng tranh luận, bảo kiếm đã vượt qua quy tắc thế giới, ngay cả giới lực cũng chém tan, có thể phân thắng bại rồi. Còn có chút tiếng nói không phục, cũng do ngả hiện thân ra mặt. Tự mình thừa nhận bản thân thua mới chấn áp được. Từ nay về sau cả yêu tộc gia nhập Thiên Võ Minh, hơn nữa do Mạch đảm nhận chức yêu hoàng mới. Nhưng này cùng ngày tỷ thí Lý Vân Tiêu đã hôn mê 3 tháng. Cái gì, 3 tháng? Lý Vân Tiêu chấn động, vội vàng bò dậy, thương thế trên người đã tốt, nhưng tinh khí thần chưa khôi phục, dùng mức độ cường hãn của hắn đã sớm khôi phục, xem ra luyện chế ngày đó đã tổn thương bổn nguyên của hắn. 3 tháng này có đại sự gì không? Lý Vân Tiêu vội vàng hỏi, bao giờ là thời buổi rối loạn, mà kiếp lại đến, tùy thời có thể phát sinh đại chiến. Đinh Linh Nhi cười nói, trừ trận chiến ấy số đông người phá sản ra, cũng không có gì đại sự phát sinh. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên lòng lại, nói, vậy thì tốt rồi. Nhớ tới quá trình luyện chế kia, cho tới lúc này hắn vẫn còn hoảng hốt, quá trình đó vẫn làm hắn kinh hãi. Ngày ấy tất cả đã vượt qua khống chế, thực sự mang tới vô số kỳ tích. Hiện tại Lý Vân Tiêu nhắm mắt trầm tư, những ma ha cổ tự kia không phải tứ đại thần quyết, mà là một quyển sách nguyên vẹn có kinh văn lạ lẫm, vừa vặn 3.000 chữ. Hắn cẩn thận xem nghĩ tới liền đau đầu, dường như không thể phẩm đọc, nhưng mà lực lượng cường đại làm hắn sợ hãi. Chẳng lẽ đây là ma ha cổ thần quyết nguyên vẹn? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, nghĩ đến lúc trước trên thánh kiếm ngưng tụ thần quyết. Trực tiếp chặt dứt pháp tắc chi liên. Đột nhiên tim đập ngưng lại, Lý Vân Tiêu hỏi. Chuôi kiếm ngày đó đâu? Nam nữ nhìn nhau, Khúc Hồng Nhan cười nói. Xem ra ngày đó Phi Dương hôn mê thật, cái gì cũng không nhớ rõ. Kiếm kia hiện thế và chặt đứt pháp tắc chi liên, sau đó hóa thành hào quang bay vào trong người của ngươi. Cái gì, trong cơ thể ta?
Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Trên đan điền quả nhiên có một thanh bảo kiếm, quanh người tỏa ra kiếm quang yếu ớt, nếu không cẩn thận tìm sẽ rất khó phát hiện. Thần niệm của hắn xuất hiện trên thân kiếm, lại bị hút vào, biến mất vô tung vô ảnh, không cách nào dò xét. Cái này, Lý Vân Tiêu ngây ngốc, lâm vào trầm tư. Kiếm này là ba kiếm hợp nhất, hơn nữa dung nhập siêu huyền không gian, sau đó bị ma ha cổ thần quyết áp xuống, bản thân mình không thể đọc ma ha cổ thần quyết, không cách nào đọc được chữ trên kiếm này là hợp lý. Hắn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Đinh Linh Nhi hỏi, Vân Tiêu đại ca, như thế nào? Lý Vân Tiêu nói, ta muốn thử kiếm. Thử kiếm, nam nữ đều là sững sờ. Một lát sau, cách thành Viêm Vũ mấy trăm dặm, trên khu vực man hoang. Thủy Tiên lầm bầm nói, mặc dù kiếm kia uy lực vô cùng, nhưng không cần đi quá xa, Vân Tiêu đại ca cẩn thận quá mức. Phi Nghê cười đùa nói, Thủy Tiên muội muội, cẩn thận đi thuyền vạn năm, kiếm kia chặt đứt cả pháp tắc chi liên, nếu như ở gần thành Viêm Vũ, sợ rằng phòng ngự mà chúng ta bố trí sẽ phế bỏ đấy. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm, tâm thần đều nghĩ tới tình huống xấu nhất. Ý niệm hóa thành bàn tay, lập tức chụp vào thanh kiếm trong đan điền. Ầm ầm, rào cản thật lớn sinh ra từ thân kiếm, bàn tay dừng lại như sắp sụp đổ. Lý Vân Tiêu khống chế thần niệm, bấm pháp quyết. Ba, thần niệm ngưng tụ thành tay sau đó chụp thẳng vào chuôi kiếm. Lý Vân Tiêu cảm thấy vùng đan điền đau đớn một hồi, toàn thân như căng nứt ra, dường như thần niệm không khống chế được. Hí, quá trình này giống như tra tấn, thân thể Lý Vân Tiêu đau đớn, thời điểm kiếm kia rời khỏi cơ thể, kiếm ý tuyệt thế bộc phát. Ầm ầm, đi mau, nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Lý Vân Tiêu hét lớn, hư quang trong bảo kiếm sinh ra, không cách nào ngưng tụ thành hình thái. Dù vậy kiếm khí vô hình bùng phát bao phủ tất cả, làm cho trời xanh biến sắc. Thân thể Lý Vân Tiêu bị kiếm quang bao phủ, đã không có ý nghĩa, trong lúc nhất thời không thể làm gì. Cả trên bầu trời chỉ còn kiếm quang, không thấy gì khác. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên một tiếng nói vang vọng chân trời. Cách chúng nữ mấy vạn mét có vết nứt không gian xuất hiện, linh mục địch từ thành Viêm Vũ phá không đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh mục địch kinh dị nhìn qua kiếm quang khủng bố kia, hỏi. Lý Vân Tiêu tỉnh. Đinh Linh Nhi vội la lên. Mục địch đại nhân, Vân Tiêu đại ca không có việc gì chứ. Hắn vừa tỉnh không lâu, nói muốn thử kiếm. Thử kiếm. Linh mục địch cả kinh, hoảng sợ thất thanh nói. Thánh kiếm chặt đứt pháp tắc chi liên. Tiểu tử này quá hồ đồ. Lại có một thân ảnh bay tới, chính là tứ vương Lý Mang Sơn. Lý Mang Sơn lẳng lặng nhìn qua, trầm giọng nói. Cũng không phải nói hắn luyện chế ra thì hắn có năng lực khống chế. Nhưng hôm nay kiếm này Kri dùng hình thức hư quang xuất hiện, có lẽ vấn đề không lớn. Khi hắn nói xong, không gian lại có nhiều người xuất hiện. Dù sao nơi này cách thành Viêm Vũ cũng không xa. Uy năng khủng bố như vậy làm nhiều người bay tới. Đây mới là tính cách của hắn. Khúc Hồng Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi, nét mặt không có ý trách cứ, ngược lại tràn đầy thưởng thức, trong ánh mắt dịu dàng còn mang theo lo lắng. Rốt cuộc kiếm này là tồn tại thế nào? 3 tháng trước vừa mới hiện thế một cách vội vàng, cũng không cách nào thấy rõ chân dung, thật sự không thể nhìn kỹ. Lý Mang Sơn hâm mộ nói một câu. Ba Mộc mỉm cười nói. Sợ là rất khó, dùng thực lực của Lý Vân Tiêu cũng không thể làm kiếm này hiện ra, chúng ta muốn nhìn cũng không được. Kiếm quang không ngừng có ma ha cổ văn lập lòe, chúng xoay tròn sau đó ngưng tụ chân thân của kiếm. Thần dịch lực trong người Lý Vân Tiêu tiêu hao cực nhanh. Đáng chết, tại sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, hiện tại không nói cả thanh bảo kiếm, chỉ nói hư ảnh cũng khó xuất hiện. A, à, hắn giống to mấy tiếng. Lực lượng trong người bộc phát tới tận cùng, 5 ngón tay nắm chặt hư ảnh. Kiếm quang khôn cùng chiếu rọi các nơi, xuyên thấu qua thân thể hắn mơ hồ nhìn thấy kiếm quang. Thanh kiếm thật bá đạo. Lý Vân Tiêu hít khí lạnh, chỉ cảm thấy kiếm quang sáng quắc, nhớ tới kiếm uy ngày đó, hào khí ngút trời nói. Vì pháp tắc không cho tồn tại, lập tức chém pháp tắc, trùng kiến trật tự. Cổ ngữ có nói, hỏi dại địa bao la, ai chủ chìm nổi. Ta dùng danh nghĩa chủ nhân, ban thưởng ngươi tên là, Thủy Chủ Trầm Phù. Lúc này lực lượng cuối cùng trong người hắn cũng biến mất,
rốt cuộc không khống chế nổi chém xuống một kiếm. Ầm ầm, thiên địa vỡ ra, nửa thế giới bên kia là hắc ám vô tận. Kiếm quang biến thành hào quang óng ánh và mất đi, thân ảnh Lý Vân Tiêu cũng bị hắc ám thôn phệ. Vân thiếu, Vân Tiêu đại ca, các tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người xông tới. Ta không sao. Lý Vân Tiêu vừa nói xong hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất, đứng không vững. Khúc Hồng Nhan nâng hắn lên. Uy lực kiếm này quá kinh khủng, căn bản không nên tồn tại trong thế gian. Linh Mục Địch nhìn qua Lý Vân Tiêu, sắc mặt hoảng sợ. Chỉ hư quang đã có thể chém nhật nguyệt tinh thần, nếu như nó hiện hình thì có bao nhiêu uy năng. Lý Vân Tiêu cũng suy yếu đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch nói. Kiếm này cấu tạo thế nào ta còn chưa hiểu. Ba Mộc gật đầu nói. Nếu như dùng ma ha cổ thần quyết luyện chế ra, như vậy nên bắt tay tìm hiểu thần quyết đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thực không dám đấu giếm, thần quyết trong đầu ta đã hóa thành kinh văn, đáng tiếc thần niệm vừa đọc đã cảm thấy vạn châm đâm vào não, đau đớn phi thường. Mọi người đều cả kinh, Ba Mộc nói. Thần quyết này có phải ma ha thần quyết mà ta thấy ban đầu hay không ta không biết. Nhưng ngươi vừa nói như vậy, uy lực thần quyết này còn trên cả ta biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng. Trước đó Huyền Ly đảo bốn vương mặc dù không ít kính ý với Lý Vân Tiêu, nhưng đó là vì thân phận minh chủ thiên võ minh và là chủ nhân giới thần bi. Sau khi trải qua chiến dịch, bốn vương mới có cái nhìn mới, lúc này tôn sùng và kính trọng từ nội tâm. Cách đó không xa, còn có mấy người yêu tộc lẳng lặng nhìn qua. Cầm đầu chính là Mạch cùng Ngả, Mạch được Ngả trợ giúp nên ngồi lên vị trí yêu hoàng, còn có mấy cường giả thần cảnh của yêu tộc nghe lệnh của hắn. Ngả đã khôi phục tư thái lúc trước, khôi phục thân con gái nên kinh diễm không nhỏ. Tóc bạc trắng sáng bóng như thác nước rủ xuống tận hông. Đôi mắt tỏa sáng, nàng có vẻ đẹp yêu mị, nhưng màu da vẫn có màu xanh nhạt, đôi mắt như bảo ngọc, toàn thân sinh ra mỹ cảm không thể xâm phạm. Vốn là Mạch yêu cầu Ngả trở lại vị trí thánh nữ, nhưng lại bị Ngả cự tuyệt, bản chính chuyên tâm thuật đạo, không thích ầm ĩ, bởi vậy dùng thân phận thuật luyện sư mới tốt. Nhưng hai tộc sau thuật quyết, Ngả có địa vị cực cao trong suy nghĩ của yêu tộc, thậm còn trên cả Mạch. Ít nhất trong nội tâm Mạch, hắn kính Ngả như thần minh, không dám có nửa phần mạo phạm. Ngả, tiên sinh. Nói ra ba chữ này, Lý Vân Tiêu cảm thấy xấu hổ. Ngả cười cười. Đôi má hơi đỏ lên, hai người lần đầu tiên dùng thân phận này nói với nhau, nhưng nàng nhanh chóng gật đầu chào, nói. Vân thiếu thuật đạo vô song, Ngả nhận thua. Từ nay về sau yêu tộc gia nhập thiên võ minh, cũng nhận Vân thiếu làm minh chủ, sẽ nghe sai bảo. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc nói. Ta dùng thân phận minh chủ hoan nghênh Ngả tiên sinh và cả yêu tộc gia nhập, hy vọng mọi người cùng chung tay ngăn cản ma kiếp. Không chỉ cùng chung tay đối kháng ma kiếp. Ánh mắt Ngả như nước, nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, gật đầu nói. Hy vọng sau khi ma kiếp qua đi, hai tộc còn có thể phát triển lâu dài. Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên, hắn hiểu ý của Ngả, nàng hy vọng sau liên thủ lần này, thay đổi khốn cảnh bị cô lập của yêu tộc ngày xưa, có thể phân phối tài nguyên của Thiên Vũ Đại Lục. Dù sao quan hệ tới đại sự lợi ích của hai tộc, hơn nữa tổng tài nguyên không biến hóa, yêu tộc muốn chiếm cứ một bộ phận, nhân tộc sẽ bị tổn hại. Tuy Lý Vân Tiêu rất muốn giúp bọn họ, nhưng đại sự này hắn không dám tự tiện làm chủ. Bởi vì hắn đang định vị mình là tướng lãnh nhân tộc chống cự ma kiếp, mà không phải là đế vương thiên hạ. Trong mắt hắn, thiên hạ vẫn là thiên hạ của nhân tộc, quan hệ tới lợi ích hai tộc cần phải thảo luận. Việc này quan hệ lợi ích phức tạp, cũng không phải ta có thể làm chủ. Lý Vân Tiêu cự tuyệt, trong ánh mắt mang theo áy náy thật sâu. Có phức tạp gì? Một tiếng nói thanh thúy vang lên. Hiện tại thiên hạ dùng ngươi và đảo chủ Huyền Ly đảo cầm đầu, mà Diệp Kình Vũ lại mặc kệ chuyện thiên hạ, trên cơ bản chính là một câu nói của ngươi mà thôi. Lập tức không gian có chấn động, Cố Thanh Thanh lăng không đi tới, bất mãn nói. Năm đó yêu tộc là bị ta trấn áp tại Ngũ Hà Sơn mới lâm vào tuyệt cảnh. Đối với việc này, ta thật cảm thấy hổ thẹn, cũng là thời điểm đòi công đạo cho bọn họ. Từ khi bị Ngả cứu, Cố Thanh Thanh có hảo cảm với yêu tộc rất lớn, dù cho muốn chống đối Lý Vân Tiêu cũng không tiếc động thân đứng ra. Ninh Linh Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói. Cố Thanh Thanh, người bây giờ là nha hoàn của ta, còn dám vô lễ với Vân Tiêu đại ca, còn không mau lui xuống.
nàng không chút khách khí quát mắng. Nếu ngươi dám chống lại mệnh lệnh, hiện tại ta sẽ gả ngươi cho Lam Nham chủ đại nhân. Sắc mặt Cố Thanh Thanh đại biến, cảm thấy toàn thân mê muội, suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Sau thuật quyết, nàng chẳng những thua táng ra bại sản, ngay cả cả đời cũng bồi vào. Vốn muốn chết, cũng may một năm này thuộc sở hữu của Đinh Linh Nhi, hơn nữa trong 3 tháng qua Đinh Linh Nhi cũng không có quá mức khó xử nàng, chỉ bắt nàng làm nha hoàn tùy thân mà thôi. Nàng đã chuẩn bị tốt, sau một năm này sẽ tự sát, miễn cho bị Lam Nham chủ trà đạp. Cho nên trong lòng nàng chỉ còn một năm sống sót mà thôi. Cố Thanh Thanh bị Đinh Linh Nhi quát tháo, sắc mặt tái nhợt, đứng trên trời không ngừng run rẩy, trợn mắt nhìn, lập tức cắn răng không lên tiếng nữa. Nha hoàn. Lý Vân Tiêu giật mình nhìn qua Đinh Linh Nhi và Cố Thanh Thanh, không rõ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này cả Thiên Võ Minh, trừ Lý Vân Tiêu ra, không ai không biết cung chủ Thần Tiêu Cung năm xưa, nhân vật truyền kỳ Cố Thanh Thanh trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn đã thành nha hoàn kiêm bảo tiêu của Đinh Linh Nhi. Nam nữ thấy bộ dáng kiếp sợ của Lý Vân Tiêu thì che miệng cười cười. Đinh Linh Nhi lúc này mới nói chuyện đặt cược ra. Lý Mang Sơn cười ha ha nói. Chúc mừng Linh Nhi hội trưởng nhiều một tiểu nha hoàn hư cực cảnh bảo, đãi ngộ này sợ rằng chỉ có giới vương đại nhân năm đó mới có được. Lý Vân Tiêu nghe xong biến sắc, trách mắng. Thật sự là hồ đồ, nếu ngươi thua thì ta tự xử thế nào? Tuy trách móc nặng nề, nhưng mà nội tâm rất ôn hòa và vui mừng. Tuy hắn thắng lợi là sự thật, nhưng nghĩ đến nếu hậu quả mình thua thì rắc nép mình. Trong lòng Đinh Linh Nhi ngọt ngào, nói. Ta thấy Cố Thanh Thanh mở đánh cược đặt Vân Tiêu đại ca thua, cho nên trong lòng rất giận. Hơn nữa nhìn thấy nàng thực lực rất mạnh, nếu thu cho mình dùng, đối với Vân Tiêu đại ca sẽ có trợ giúp rất lớn. Đinh Linh Nhi đỏ mặt, chắc chắc nói. Ta vẫn tin tưởng Vân Tiêu đại ca sẽ không thua. Trong nội tâm lý Vân Tiêu ấm áp, lập tức hiểu suy nghĩ của nàng, đưa tay ôn nhu địa sờ sờ nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói. Về sau không hứa như vậy. Mặc dù 100 Cố Thanh Thanh cũng không thể bằng địa vị của ngươi trong lòng ta, nếu ngươi thua, thành nha hoàn của nàng, tương lai ta đau lòng thế nào? Đinh Linh Nhi dùng sức gật gật đầu, hốc mắt ướt át. 4 nữ khác yên lặng nhìn Lý Vân Tiêu và Đinh Linh Nhi tác động qua lại, trong lòng không ghen là không thể nào. Nhưng các nàng tình như tỉ muội, Đinh Linh Nhi suy nghĩ đủ việc cho Lý Vân Tiêu ôn nhu cũng làm 4 nàng ấm áp. Khục, khục khục. Lý Mang Sơn ho khan vài tiếng, xấu hổ nói. Ân ái xong chưa, còn có cân nhắc những người độc thân chúng ta hay không? Lam Nham chủ cũng gật đầu nói. Tạo thành trùng kích có thể so sánh lần trước thành Hồng Nguyệt cuộc chiến còn muốn tới đại. Nghe thấy có người trêu ghẹo, Đinh Linh Nhi đỏ mặt, vội vàng lau nước mắt, quẫn bách không dám ngẩng đầu lên, chúng nữ cười rộ lên. Phi Nghê đứng ra giải vây, cười nói. Được rồi, biết rõ Linh Nhi ra mặt mỏng. Còn nói lời chua như vậy, đám nam nhân các ngươi ghen ghét thì cứ nói thẳng. Lý Vân Tiêu cũng có chút xấu hổ, thu liễm tâm tình, lúc này mới lạnh lùng nói với Cố Thanh Thanh. Nếu ngươi hiện tại là nha hoàn của Linh Nhi, từ thân phận địa vị không có tư cách nói trước mặt ta. Nhưng kính trọng ngươi là tiền bối, càng kính trọng tôn nghiêm và vinh quang cung chủ Thần Tiêu Cung, cho nên vẫn phải nói rõ cho ngươi biết, tuy ta là minh chủ Thiên Võ Minh, lại không phải chủ nhân thiên hạ. Chức trách của ta là thống soái trừ ma, ngoài ra. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Tuy ta cũng muốn làm như vậy, nhưng ta không có tư cách và quyền lợi này, tự tiện nhượng cho yêu tộc tài nguyên. Cố Thanh Thanh vốn bị Đinh Linh Nhi quát tháo, hiện tại nghe Lý Vân Tiêu quở trách, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đứng đó không lên tiếng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than, Cố Thanh Thanh chỉ hồ đồ và ích kỷ một ít, bản tính rất tốt, hiện tại bảo nàng làm nô tỳ. Thật sự có phần không chịu nổi. Nhưng đây cũng là nàng tự tìm, là tự làm tự chịu, tính toán xem như trừng phạt, nếu có thể làm nàng thu liễm tính tình, đối với nàng mà nói chưa hẳn chuyện xấu. Mạch lạnh lùng nói, Vân Thiếu, tuy ta có ước định với ngươi, nhưng hiện tại ta là yêu hoàng, cũng phải cân nhắc vì tộc nhân, nếu cùng liên thủ kháng ma, sau chiến đấu không có nửa điểm chỗ tốt, tộc ta vẫn phải co rút ở nơi sỏi đá cằn cõi, chuyện này nói không qua. Hắn bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn kiên định tới cực điểm, hiển lộ rõ ràng hắn muốn tranh thủ lợi ích cho yêu tộc. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói. Ma kiếp là đại sự liên quan tới sinh linh thiên hạ, sinh linh trong thiên hạ đều có trách nhiệm. Mà nơi tộc ngươi ở lại chính là lợi ích của hai tộc,
ta cũng không có quyền lợi sửa đổi, các ngươi uy hiếp ta có được gì? Linh Mục Địch phụ họa nói. Vân Thiếu nói đúng, hắn chỉ là thành chủ thành Viêm Vũ, được mọi người đề cử làm minh chủ Thiên Võ Minh, cũng không phải chủ nhân thiên hạ, tại sao có quyền lợi phân chia thiên hạ? Bên này hát xong, Lý Mang Sơn đứng ra hòa giải. Chỉ cần yêu tộc tận tâm tận lực, sau ma kiếp chúng ta sẽ tận lực tranh thủ lợi ích cho yêu tộc. Hừ, một câu, tận lực, muốn gạt chúng ta bán mạng vì thiên võ giới sao? Mạch trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu thiên võ giới không thể cho chúng ta đủ tài nguyên, thiên võ giới này cần chúng ta bảo hộ làm gì? Đây là thiên võ giới của nhân tộc các ngươi, cũng không phải là thiên võ giới của thiên hạ. Đám người Linh Mục Địch đều sững sờ, lời này làm bọn họ không phản bác được. Lý Vân Tiêu cũng có chút kỳ quái, Mạch không phải nhân vật nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay lại đối chọi gay gắt như thế, hiển nhiên có khác lạ. Thần thức hắn đảo qua, đáy mắt sinh ra kim quang, hắn hiểu ra. Từ đầu đến cuối đều là ngả đang âm thầm chủ đạo, hơn nữa còn đang truyền âm. Dù sao ngả là nữ tử, khí chàng vẫn yếu hơn rất nhiều, hơn nữa trong thuật quyết lại bại trong tay Lý Vân Tiêu, nói chuyện cũng có lực lượng chưa đủ. Mạch lại không, tuy có ước định với Lý Vân Tiêu, nhưng hắn là cường giả tạo hóa cảnh, càng là yêu hoàng, có đầy đủ thực lực và lực lượng đàm phán với nhân tộc. Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra. Mạch cùng ngả tiên sinh có ý gì ta hiểu, vấn đề mấu chốt là chúng ta không có quyền lợi này, mà cũng không phải chúng ta không muốn. Ta hành động sáng suốt là dừng tranh luận, cộng đồng kháng địch. Hắn cố ý đề cập tới, ngả tiên sinh, cũng là mịt mờ điểm ra. Ta biết rõ đây là ý của ngươi. Ngả là người thông minh, tự nhiên nghe xong hiểu rõ, lại cười nói. Vân Thiếu và chư vị đại nhân có ý gì ta hiểu, đã như vậy, chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu. Tất cả mọi người sững sờ, có chút không tin vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ yêu tộc dễ nói chuyện như vậy, không có tranh giành. Mạch cũng sững sờ, mấy cường giả sau lưng cũng khó hiểu. Trước đó ngả cùng mọi người phân tích qua tình thế, tuy vừa đánh bạc thua Thiên Võ Minh, nhưng phải nắm lấy cơ hội, đây là cơ hội vạn năm khó có được của yêu tộc. Nhưng không thể tưởng ngờ Lý Vân Tiêu vừa nói, nàng liền buông tha. Lý Vân Tiêu cảm động, ôm quyền nói. Ngả tiên sinh quả nhiên là người thấy rõ đại nghĩa, lòng dạ này ta quả bội phục. Lý Mang Sơn vội hỏi. Đúng, đại công vô tư như vậy, không vì lợi mình mà lợi người, đây là tinh thần của Lôi Phong Võ Đế. Tất cả mọi người sững sờ, có phần cổ quái nhìn qua hắn, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Mang Sơn đại nhân cũng biết Lôi Phong Võ Đế. Lý Mang Sơn gật đầu nói. Ta còn gặp cả người đấy, như thế nào? Mọi người. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có gì. Ngả mỉm cười, nói. Chuyện tinh thần này ta không rõ ràng, ta chỉ không muốn làm khó các ngươi. Dù sao quen biết một hồi, đều là duyên phận. Hơn nữa ta tin tưởng vững chắc, nếu các vị đại nhân có lợi hại, chắc chắn sẽ không thể không giúp. Đúng đúng đúng, đúng vậy đúng vậy. Tất cả mọi người phụ họa, lúc này tán thưởng ngả khéo hiểu lòng người. Đáy mắt ngả vui vẻ, ánh mắt sáng lên, cười nói. Có miệng vàng lời ngọc của chư vị đại nhân, ngả mặt dày nói thẳng. Căn nhà nhỏ của yêu tộc ở trong khe hẹp đông vực đã lâu, bất lợi cho tộc nhân phát triển. Ta khẩn cầu Vân Thiếu có thể giúp ta một chuyện trong quyền lợi của ngươi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm hô không tốt, tuy trong lòng có cảm giác bị gài bẫy, nhưng ngả che giấu quá sâu, lúc này nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của ngả, làm hắn có chút bất an, vô ý thức hỏi. Chuyện gì? Ngả cười rất vô hại, cười nói. Vân Thiếu là thành chủ thành Viêm Vũ, như vậy tự nhiên có quyền lợi trưởng quản chuyện thành Viêm Vũ. Hy vọng sau ma kiếp có thể cho yêu tộc dung nhập vào trong thành Viêm Vũ, sau khi tìm được nơi phù hợp sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. A, nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, triệt để sửng sốt. Những người còn lại hóa đá. Mạch và mấy đại yêu khác vui vẻ. Mạch thay đổi bộ dáng nghiêm túc, nói. Ngả tiên sinh nói đúng, chúng ta biết rõ thành chủ đại nhân khó xử, cũng biết đại nhân nhân nghĩa, điều kiện quá lớn không cân nhắc được. Như vậy cứ làm việc trong phạm vi của địa nhân là được rồi. Hắc hắc, mấy đại yêu sau lưng cười rộ lên, tất cả cười rất rạng rỡ. Điều kiện này so với nhân tộc nhường lại bộ phận lợi ích còn tốt hơn, dù sao thiên võ giới tuy lớn, nhưng thiên hạ hôm nay có nơi nào có tài nguyên vượt qua thành Viêm Vũ.
Lý Vân Tiêu, ngươi không phải không có quyền lợi chi phối thiên hạ sao? Nhưng ngươi là thành chủ thành Viêm Vũ, như vậy có thể giải quyết chuyện trong thành Viêm Vũ đấy. Ngả cười yếu ớt nói. Hơn nữa những ngày qua, yêu tộc đều chiếm giữ trong thành Viêm Vũ, cũng phi thường quen thuộc, xem như nhà của mình. Tất cả mọi người rất ưa thích thành Viêm Vũ của Vân Thiếu đấy. Cái này, Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh, nói. Cái này, thành Viêm Vũ quá nhỏ. Không nhỏ, ngả vội hỏi. Thành Viêm Vũ rộng lớn bao la hùng vĩ, cho dù yêu tộc nhiều hơn nữa cũng có thể dung nhập, hơn nữa bây giờ không phải đang xây dựng thêm sao. Nghe nói còn muốn mở rộng gấp 10 lần hiện tại. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi chán, xấu hổ nói. Đây chẳng qua là, nghe nói, mà thôi, không nhất định đâu. Ngả híp mắt cười nói. Không có sao, cho dù thành Viêm Vũ không mở rộng, chung quanh thành Viêm Vũ đều là lãnh địa của Vân Tiêu thành chủ đại nhân, chúng ta ở ngoài thành cũng được, người yêu tộc màn trời chiếu đất đã quen, mặc dù ngủ ngoài trời và hoang vu cũng không cảm thấy vất vả. Trong vòng ngàn dặm quanh thành Viêm Vũ đều là nơi tu luyện tốt nhất. Mạch nói, điều này trong tầm tay, chỉ cần một câu là được, thành chủ đại nhân sẽ không cự tuyệt chứ. Ngả lập tức nói, làm sao có thể, vừa rồi Vân Tiêu thành chủ và các vị đại nhân còn thề son sắt, bọn họ không ai không phải cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, là tồn tại phong vân một cõi, không thể nói chuyện ngay cả cái rắm còn không bằng. Hai từ cái rắm do nữ tử khí độ thanh nhã như nàng nói ra cực kỳ đột ngột, ngay cả nàng cũng đỏ mặt lên. Lý Vân Tiêu cảm thấy nhức đầu, đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Ninh Linh Nhi vội vàng giải vây nói. Ngả tiên sinh nói không sai, thành Viêm Vũ đúng là còn xây dựng thêm, chúng ta vạn phần hoan nghênh yêu tộc nhập trú, nhưng người tới là khách, chúng ta không thể ủy khuất chư vị, nếu có khuếch trương. Về sau thỉnh yêu tộc ở vào là được. Thật, rất đa tạ Linh Nhi. Ngả thở ra một hơi, vui vẻ gửi lời cảm ơn, dường như đã giải quyết xong tâm sự, nhưng nàng vẫn không yên lòng nhìn qua Lý Vân Tiêu, dù sao Lý Vân Tiêu mới là thành chủ thành Viêm Vũ. Nội tâm Lý Vân Tiêu hơi động, hắn đã nghe ra ý của Đinh Linh Nhi, chờ xây dựng thêm sẽ mời yêu tộc tiến vào, ý là nếu như không xây dựng thêm, có thể công khai không cho yêu tộc tiến vào. Dù sao nàng là hội trưởng thương hội, nghiền ngẫm từng chữ một và tính toán không phải đám người Khúc Hồng Nhan có thể so sánh. Hôm nay cũng chỉ có thể quanh co như vậy, tương lai có thể đi tới bước nào xem nước đó, có lẽ mình sẽ vẫn lạc trong ma kiếp, cũng sẽ không phiền toái như thế. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, xem như đáp ứng. Ngả kích động tươi cười, ngay cả mạch cũng vui vẻ, hiếm thấy mà nói. Đa tạ. Lý Vân Tiêu phiền muộn không thôi, thầm nghĩ nếu tương lai thành Viêm Vũ không xây dựng thêm, yêu tộc có tìm mình liều mạng hay không? Ngả vui vẻ nói. Căn cứ vào đổ ước lúc trước, vật ta luyện chế sẽ dâng cho Thiên Võ Minh. Nàng nói xong, liền lấy một đám kim quang ra, nắm trong lòng bàn tay, không bỏ được vuốt ve, nói. Thì ra cho rằng đây là cực hạn của thế gian, có thể thắng Vân Thiếu, lại không nghĩ tới vẫn thua một bậc. Đáy mắt nàng cô đơn, gương mặt tuyệt mỹ thất lạc, nam nhân nhìn thấy liền thương tiếc. Ngay cả đám người Khúc Hồng Nhan cũng không đành lòng. Lý Vân Tiêu nói. Ngả tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, không thể nghi ngờ ngươi là thuật luyện sư vĩ đại nhất trên đời. Ta sở dĩ may mắn có thể thắng, đều có ma ha cổ thần quyết. Nếu không có cơ duyên này, người thua là ta. Ngả bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Cơ duyên cũng là một phần thực lực, thua là thua, mặc dù khó chịu nhưng ta cũng hiểu, chính mình còn xa mới chạm tới đỉnh phong của thuật đạo. Đường phía trước còn dài. Tỷ thí ngày đó, ngả thậm chí lựa chọn xả thân vì nghĩa, lại không nghĩ rằng nàng có thể buông thành bại dễ dàng như vậy. Loại khám thấu thắng bại này, nó là tinh thần truy cầu thuật đạo đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người nghiêm túc kính nể. Ngả tiếp tục nói, vốn cho rằng vạn vật quy tắc nhất định trợ giúp thật lớn với Vân Thiếu, nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn kém xa ma ha cổ thần quyết. Ta cũng không có lễ vật gì tốt cho Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Ngả tiên sinh quá khách khí, phần lễ vật này rất trân quý. Trong kim quang có văn tự lóe sáng, mặc dù không bằng ma ha cổ tự bá đạo đại khí, nhưng cũng là văn tự quy tắc hoàn toàn mới, hơn nữa độ khó khi tìm hiểu nhỏ hơn nhiều, dùng nó làm bậc thang, như vậy dễ dàng tiếp cận ma ha cổ tự hơn. Hắn cẩn thận cầm lấy vạn vật quy tắc trong tay, thận trọng thu lại. Linh Mục Địch cười nói. Chúc mừng Vân Thiếu thu được hai kiện chí bảo,
đều là vật khó lường, bây giờ ta cảm thấy đối kháng ma kiếp tin tưởng tăng nhiều. Lý Mang Sơn nói, đặc biệt có thủy chủ trầm phù của ngươi, nếu có thể khống chế, uy lực của nó còn trên cả thiên thánh khí đấy. Ba Mộc gật đầu nói, hoàn toàn có khả năng, giới thần bi chỉ là hình chiếu thế giới, thời điểm thủy chủ trầm phù vừa hiện thế, liền trực tiếp chém vỡ pháp tắc chi liên, uy năng của nó còn trên cả giới lực. Ít nhất là vượt qua lý giải của ta. Lý Mang Sơn nói, bởi như vậy, chuyện hợp thương của chúng ta càng có nắm chắc rất lớn. Lý Vân Tiêu hỏi, chuyện hợp thương, Linh Mục Địch nói, trước kia Vân Thiếu vẫn còn trong hôn mê, vì đối kháng ma kiếp lần này, Thiên Võ Minh và Huyền Ly Đảo từng có mấy lần trao đổi với nhau, đạt thành một ít chung nhận thức. Lập tức mọi người cũng quay về thành Viêm Vũ, đồng thời triệu tập một ít thủ lĩnh tới tập hợp. Dựa theo trình tự khách và chủ, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch hai người ngồi ở thủ vị, tiếp theo là người Huyền Ly Đảo cùng yêu tộc, sau đó là thống lĩnh Thiên Võ Minh. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu xuất hiện sau thuật quyết. Mọi người thấy hắn không việc gì, lúc này tiến lên chúc mừng, thần sắc vui vẻ phấn chấn. Một hồi thuật quyết, làm cho Lý Vân Tiêu và Ngả hai người có địa vị tôn sùng và cao vời trong tâm trí mọi người. Lý Vân Tiêu cũng cảm tạ từng người, sau đó tràng diện liền an tĩnh lại. Linh Mục Địch bắt đầu nói. Vân Thiếu, lúc ngươi tu dưỡng, ta cùng với người Huyền Ly đảo ban về cách vượt qua ma kiếp lần này. Ma tộc sau lần đại chiến ở thành Hồng Nguyệt, tới hôm nay không có động tác gì, nghĩ đến chắc ma tộc cũng tổn thương thảm trọng. Như thế xem ra, lực lượng ma giới cũng không khủng bố như tưởng tượng của chúng ta. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Đại nhân ý nói, giai đoạn đại chiến thảm thiết đã qua, hiện tại tiến vào khâu cuối cùng. Đương nhiên không phải. Linh Mục Địch quả quyết phủ nhận, nói. Ý của ta là có thể cải biến chiến lược một ít. Hắn và ba vương của Huyền Ly đảo trao đổi ánh mắt, ba vương gật đầu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, kiên nhẫn nghe. Linh Mục Địch tiếp tục nói. Cho tới nay đều là ma tộc xâm phạm chúng ta vẫn ở trạng thái bị động phòng ngự. Nhỏ yếu cũng chỉ có thể bị đánh, đây là chuyện bình thường. Nhưng từ lần trước đánh một trận tại thành Hồng Nguyệt, sóng cồn đào cát, thiên võ giới tuy tổn thất thảm trọng, nhưng mà có chư vị cường giả đột phá gông cùm nhảy vào tạo hóa cảnh. Hôm nay đã sớm khác biệt, số lượng tạo hóa cảnh đã không dưới ma tộc. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, nói. Lúc trước bắt được một gã ma quân, từ lời hắn nói, ma giới do 8 ma tôn thống lĩnh. Trong trận đánh thành Hồng Nguyệt vẫn lạc một tên, nếu hắn nói thật, có lẽ ma giới hiện tại còn 7 ma tôn. Đúng vậy, nhưng chỉ có 7 người mà thôi. Linh Mục Địch cố ý nói hai chữ mà thôi rất nặng, kiên định nói. Hôm nay trong thiên võ giới. Diệp Kình Vũ và Tam Vương đều là tạo hóa cảnh, Phi Nghê và Mạch Tiên Sinh cũng là tạo hóa cảnh, bổn tọa còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh nhưng không khác gì. Lý Vân Tiêu nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, biết rõ Linh Mục Địch gần đây có tiến bộ không nhỏ, vội vàng ôm quyền nói. Chúc mừng Mục Địch đại nhân. Hắn chúc mừng rất chân thành, nội tâm vô cùng vui sướng. Trong rất nhiều cường giả bên cạnh có trợ lực lớn nhất với hắn, cũng chính là những người cống hiến lớn nhất cho thiên võ giới. Không phải Linh Mục Địch không ai có thể hơn. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Hẳn là ta cảm ơn Vân Thiếu mới đúng. Là Lý Vân Tiêu cung cấp chân thân phong yếu ly họa đấu cho hắn. Hai người nhìn nhau cười cười, tình nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu. Linh Mục Địch tiếp tục nói. Cho nên ta và mấy vị đại nhân Huyền Ly đảo đã suy tính, mặc dù lực lượng thiên võ giới lúc này không bằng ma giới, nhưng mà chênh lệch không quá lớn. Mà kết luận với điều kiện tiên quyết ma giới không tồn tại cường giả thánh ma. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, lắc đầu nói. Ta cũng không ủng hộ. Đầu tiên ma giới có thánh ma hay không là không biết. Tiếp theo trừ lực lượng 8 đại ma tôn biểu hiện ra. Đừng quên lần trước trong thiên đãng sơn mạch, đám người cướp đoạt thánh ma điện tự xưng tới từ băng vực thánh ma thế gia cũng có lực lượng ma tôn. Linh Mục Địch nói. Đúng vậy, ma giới khẳng định còn giấu thực lực. Không có khả năng chỉ có 8 đại ma tôn đơn giản như vậy. Nhưng đừng quên thiên võ giới còn có rất nhiều tồn tại lợi hại, ví dụ như chủ nhân Hải Chi Thâm Uyên, lại ví dụ như còn khu vực chưa mở ra, vốn là còn có đám chân long giận vũ, lại nói tiếp quy khư của thiên võ giới. Chúng ta rất khó dùng những lực lượng này, cùng đạo lý, ma giới mặc dù còn có lực lượng khác, sợ rằng cũng không đồng tâm hiệp lực. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Mặc dù như đại nhân nói, không biết có ý vị thế nào.
hoặc là nói mấy vị đại nhân thấy thế nào? Lý Mang Sơn cười nói. Mục địch đại nhân thương nghị với chúng ta, nghĩ ra một suy nghĩ lớn gan, đó chính là chủ động tiến vào ma giới. Cái gì? Chủ động tiến vào ma giới? Lời vừa nói ra, trừ mấy người đã biết, còn lại đều xôn xao. Khó hiểu và khiếp sợ, còn có trầm tư, thậm chí là bác bỏ. Tất cả mọi người không ngừng thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mạch trầm giọng nói. Hành động này có quá mức mạo hiểm hay không? Dù sao bao nhiêu năm qua chỉ có ma kiếp xâm lấn chúng ta, cũng không nghe nói qua có ai đi vào ma giới, chúng ta không hiểu ma giới đâu. Đúng vậy, yêu hoàng đại nhân nói đúng. Lúc này có rất nhiều lời nói phụ họa theo. Bắc Quyến Nam ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Theo ý kiến của thuộc hạ, tiến vào ma giới thật sự quá mức mạo hiểm. Như các vị đại nhân nói, hiện tại thực lực thiên võ giới đã không kém, nếu như chuyên tâm phòng thủ, có khả năng đối kháng ma kiếp lần này rất lớn. Nhưng nếu như tham công liều lĩnh, buông tha, giới lực áp chế, bỏ qua ưu thế cực lớn này là không khôn ngoan. Mạch gật đầu nói. Đúng vậy. Hơn nữa nếu chúng ta tiến vào ma giới, cũng sẽ bị ma giới giới lực ngăn chặn. Hơn nữa đẳng cấp của ma giới cao hơn thiên võ giới, mặc dù tạo hóa cảnh đi vào, sợ rằng không thể thắng được ma quân cấp 2 của chúng. Ba Mộc cau mày nói. Ta cũng tán thành tiếp tục phòng ngự, không thể tham công liều lĩnh, nếu tổn thất bất cứ cường giả tạo hóa cảnh nào, chúng ta không thể thừa nhận nổi. Trong đại điện không ngừng nói ý kiến, đều phản đối tiến vào ma giới. Đám người linh mục địch nhìn nhau, đều mỉm cười, dường như đã dự liệu được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Mục địch đại nhân và Tam Vương tán thành đi vào ma giới, chẳng lẽ lúc trước Lỗ Thông Tử lưu lại phương pháp đã nghiên cứu ra rồi sao? Không sai, Vân Thiếu quả nhiên thông minh. Thấy Lý Vân Tiêu nhạy cảm như vậy, linh mục địch tràn đầy tán thưởng, lúc này thở dài cảm khái, nói. Đáng tiếc Lỗ Thông Tử phi thường thông minh, hắn là anh tài khoán thế. Nhân vật như thế lại sa đọa thành ma, thật sự là thất lớn cực lớn. Nghe linh mục địch mấy lần nhắc tới Lỗ Thông Tử, sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi, hắn đau lòng việc Lỗ Thông Tử nhập ma còn hơn cả những người khác. Linh mục địch nói, căn cứ Vân Thiếu cung cấp bí thuật cho ta biết, ta tìm một ít thuật sư cùng cường giả tới nghiên cứu, rốt cục hoàn toàn hiểu ra. Loại bí thuật này không những lọt vào ma giới, còn có thể giảm bớt ma giới giới lực ngăn chặn chúng ta thật lớn. Lý Mang Sơn bổ sung nói, phái thêm mấy cường giả tiến hành nghiên cứu cái khe ở thành Hồng Nguyệt chỉ vì cân nhắc an toàn, cũng không có quá mức thâm nhập vào trong. Lý Vân Tiêu vô ý thức vuốt mặt, hỏi, áp lực giới lực giảm bao nhiêu? Linh Mục Địch nói, theo chúng ta tính toán ra, ước chừng 1/3. Mới 1/3. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lắc đầu nói, còn không đủ. Linh Mục Địch nói, đúng là không đủ. Nhưng đây là bí thuật khó lường. Bản thân Lỗ Thông Tử nhập ma, tăng thêm bí thuật như vậy, sợ rằng đã hoàn toàn thích ứng giới lực của ma giới. Ai, nếu người này không có làm phản thì tốt biết bao. Lý Vân Tiêu nói, đã phát sinh thì không thể cải biến, hơn nữa thiên võ giới nhân tài đông đúc, từ xưa đến nay không thiếu thiên tài. Cũng không phải thiếu hắn thì không làm gì được. Hắn có oán niệm rất sâu với Lỗ Thông Tử, linh mục địch nhiều lần đề cập làm hắn không vui. Linh mục địch chú ý sắc mặt Lý Vân Tiêu không vui, thầm than, gật đầu nói. Lời ấy đúng, nhưng chỉ hiểu thấu đáo bí thuật này còn chưa đủ để chúng ta tiến vào ma giới. Nguyên nhân chèo chống chúng ta làm vậy, chính là vì Thiên Chiếu Tử Đại Nhân đã có thể phục chế toàn bộ ma nguyên tỏa rồi. Thật! Lý Vân Tiêu đứng lên, hai mắt bắn ra tia sáng. Hắn đã thử qua uy lực của ma nguyên tỏa, hoàn toàn có thể khóa ma lực vận chuyển, đây là khắc tinh chí mạng với ma tộc. Đây chính là tác phẩm từ sư thừa nhất mạch Lỗ Thông Tử, trải qua vô số đời nghiên cứu mới chế tạo ra được. Thiên Chiếu Tử lúc này cười nói. Nhờ có ngả đại nhân tương trợ, nếu không với sự ngu dốt của lão hủ, sợ rằng 10-500 năm cũng không chế ra được. Ngả đã có thể tìm hiểu và luyện hóa vạn vật quy tắc, có thể hiểu thấu đáo và phục chế ma nguyên tỏa là đương nhiên. Lý Vân Tiêu nhìn qua ngả, nói. Ngả tiên sinh làm thế có công lao lớn với thiên võ giới. Khó có thể đánh giá. Ngả vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói. Vân Thiếu khen nhầm, đây là ta phải làm. Tuy đã hiểu thấu đáo ma nguyên tỏa, nhưng mà tài liệu làm ra nó rất chân quý, sợ rằng cả thiên võ giới cũng không thể làm ra quá nhiều.
Mặc dù nói thế, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn vô cùng cao hứng, nói. Đó là tự nhiên, nếu như có thể dễ dàng luyện chế, Lỗ Thông Tử sư thừa nhất mạch cũng không chỉ có một món như vậy. Nhưng mà Kỳ Thắng Phong năm đó tìm ra phương pháp phỏng chế ma nguyên tỏa, bởi vì khắc chế người ma giới, lại quá chân quý, chỉ dùng đánh bất ngờ, giết bọn chúng không kịp trở tay. Linh Mục Địch ánh mắt mỉm cười, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Hiện tại Vân Thiếu có muốn cùng chúng ta đi ma giới hay không? Lý Vân Tiêu sững sờ, cảm giác hưng phấn lập tức giảm bớt rất nhiều, lắc đầu nói. Không, tuy ma nguyên tỏa cường đại, nhưng không thể đối phó sự nguy hiểm của ma giới, mạo muội tiến vào, nguy hiểm quá lớn. Vân Thiếu quả nhiên là người cẩn thận, có thể làm đại sự. Thiên Chiếu Tử cười nói. Sau khi phỏng chế ma nguyên tỏa, chúng ta đã bảo Linh Nhi cô nương sai người đi khắp thiên hạ tìm nguyên liệu. Những ngày này lại bàn luận với Ngả đại nhân về ma công và ma phòng, cũng có thành tựu không nhỏ. Hắn vỗ tay, lập tức có một thuật luyện sư sắc mặt hưng phấn đi vào. Thuật luyện sư nhìn người chung quanh, liền tươi cười, cong ngón tay búng một cái, hai đạo quang mang bắn ra ngoài, huyễn hóa ra hai món bảo vật. Một kiện là lưỡi đao đỏ thẫm, lưỡi đao sắc bén mang theo màu huyền thuyết, trên thân đao có khắc chín đạo trận pháp, tỏa ra ánh sáng mông lung mờ ảo. Một bên khác là chiến giáp, giáp trụ màu đen tỏa ra phong cách cổ xưa, trừ phần ngực giáp có đường cong, trừ đồ án hung thú thì không có quá nhiều tân trang, tản mát ra khí chất khắc nghiệt. Đây là... Lý Vân Tiêu hơi cảm giác, hai kiện huyền khí này tuy là huyền khí cửu giai, nhưng phẩm chất phi thường bình thường. Nhưng mà Thiên Chiếu Tử nói ma công và ma phòng, như vậy trọng điểm chính là trận pháp. Thiên Chiếu Tử nói, Vân Thiếu cũng là võ giả ma tu, có thể cảm nhận một chút. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, không biết phải cảm nhận thế nào. Tên thuật luyện sư vẫn cao ngạo, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu lại cung kính, không dám có nửa phần thất lễ, vội vàng ôm quyền nói. Vân Minh Chủ đắc tội. Lý Vân Tiêu ngoắc tay, hào phóng cười nói. Đến đây đi. Tên thuật luyện sư kia đánh pháp quyết, đánh vào trên thân đao kêu ông, nó xoay tròn trên không trung, lại chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vung tay lên, hắn đánh ra một giám ma quang hóa thành bình chướng ngay trước mặt. Xuy, ánh đao sinh ra hào quang màu đỏ trên không gian, dễ dàng chém vào một tấc trong bình chướng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn ra dị sắc, khen. Tốt cho một món thần binh lợi khí. Ngả gật đầu, cười nói. Loại binh khí này cũng tham khảo nguyên lý của ma nguyên tỏa, đại khái có thể gia tăng gấp 3 lần thương tổn với ma tộc. Gấp 3. Chi, ta không nghe lầm chứ. Những người ngồi nơi đây vô cùng sợ hãi. Người ngồi trong đại điện đều là cao thủ đương thời, tự nhiên hiểu thương tổn gia tăng gấp 3 có ý nghĩa khủng bố như thế nào. Nó có tác dụng cực lớn với cường giả dưới hư cực cảnh, cường giả trưởng thiên cảnh còn miễn cưỡng dùng được, lại lên cao hơn thì không được, phá ma nhận căn bản không chịu nổi lực lượng của cường giả hư cực cảnh, sợ rằng chưa đả thương địch thì nó đã hủy rồi. Tuy là như thế, nhưng đây là kết quả cực kỳ khủng bố. Một khi sản xuất số lượng lớn, thực lực chỉnh thể của thiên võ giới sẽ tăng lớn lên rất mạnh so với ma giới. Đao này có thể sản xuất số lượng lớn không? Lý Vân Tiêu hỏi. Gia tăng bao nhiêu thương tổn không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ có thể sản xuất số lượng lớn hay không, nếu như nó chỉ sản xuất ra được vài ba thanh, như vậy ý nghĩa rất có hạn. Ngả khẽ lắc đầu nói. Tuy thành phẩm chế tạo thấp hơn ma nguyên tỏa, nhưng không cần nói tới sản xuất số lượng lớn. Dùng lực lượng thuật đạo và tài nguyên của thiên võ minh hiện tại, hàng năm chế tạo ra 30-40 thanh vẫn có thể. 30-40 thanh như vậy là quá ít. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng hai mắt Ngả, trịnh trọng hỏi. Trình độ lớn nhất có thể chế tạo là bao nhiêu? Ngả thở dài, nói. Theo ta tính ra, nếu thuật luyện sư ở nơi này toàn lực đầu nhập vào luyện chế thanh đao như vậy, một năm có lẽ có thể chế tạo trên 100 thanh. Nhưng 100 thanh là cực hạn, rất khó cao hơn. Lại cao hơn sẽ tổn thương chất lượng. Ha ha, 100 thanh như vậy, rất tốt. Lý Vân Tiêu cười lớn, lại nhìn qua Thiên Chiếu Tử, nói. Thiên Chiếu Tử đại nhân, có thể triệu tập lực lượng chế tạo hay không? Vân Thiếu quá lý tưởng hóa, Ngả đại nhân nói là 100 thanh, đó là kéo các trận pháp sư đang xây dựng phòng ngự của Mục gia cùng Đằng Quang đại nhân vào làm đấy. Thiên Chiếu Tử cười khổ lắc đầu. Lại nói, thuật luyện bộ có nhiệm vụ rất nặng nề.
trừ phi tất cả mọi người buông tha tất cả mọi việc mới làm được. Còn nữa, loại tài liệu phá ma nhận này không chân quý bằng ma nguyên tỏa, nhưng cũng là vật hiếm có, Linh Nhi cô nương có làm tốt hơn nữa cũng không thể tìm ra tài liệu chế tạo 100 thanh như thế. Ta nói Vân Thiếu không thích nghe, đừng nói 100 thanh, cho dù Ngả tiên sinh nói 3-40 thanh ta cũng cảm thấy không có khả năng. Một năm có thể chế tạo ra 30 thanh như vậy là cực hạn. Lời này không thể nghi ngờ đã dội nước lạnh vào đầu Lý Vân Tiêu và người trong đại điện. Nhưng Lý Vân Tiêu biết Thiên Chiếu Tử nói là sự thật, lúc này thở dài chán nản. Bởi vì sau mấy lần ma chiến bi tráng, đặc biệt là trận chiến trên thành Hồng Nguyệt, bao nhiêu chiến hữu chết thảm. Nếu lúc ấy mỗi người được phân phối một thanh phá ma nhận, thương vong ít nhất sẽ giảm một nửa. Nghĩ tới chuyện này hắn vô cùng buồn rầu. Mục Tinh đứng ra, thở dài nói. Bố trí đại vãng sinh cực nhạc trận đã được Đằng Quang đại nhân tiếp nhận, nhiệm vụ chính của Mục gia hiện tại chính là luyện chế phù không thành. Nếu Vân Thiếu cần nhân thủ, tùy thời sẽ phải dừng lại, gia nhập vào trong đội ngũ chế tạo phá ma nhận. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ khoát tay nói. Nhiệm vụ luyện chế phù không thành rất trọng yếu, không thể dừng lại. Hắn lại nghĩ tới Lỗ Thông Tử, trong lòng đầy lửa giận và hận ý, nhớ tới rất nhiều thuật luyện sư của Hóa Thần Hải. Nếu có được bọn họ thì lực lượng thuật luyện của Thiên Võ Minh đã tăng lên gấp đôi. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói. Trên thực tế, ta dự đoán số lượng luyện chế phá ma nhận sẽ giảm nhiều. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không vui nói. Lại thế nào? Thiên Chiếu Tử chỉ vào chiến giáp, nói. Bởi vì luyện chế ngự ma khải còn tiêu hao nguyên liệu hơn phá ma nhận nhiều. Ngự ma khải. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn vào áo giáp kia. Không đợi Thiên Chiếu Tử lên tiếng, trực tiếp bắn ra một đạo ma quang vào đó. Phanh! Ma quang đánh lên áo giáp, lúc này sinh ra ánh sáng nhộn nhạo. Chiến giáp không ngừng lắc lư, nhưng vị trí ma quang đánh chúng chỉ lõm xuống mà không bị xuyên qua. Lý Vân Tiêu lại khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo giáp không ngừng, thần thức của hắn đảo qua không ngừng phân tích cấu tạo. Trên đại điện an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở. Bởi vì trong trận thuật luyện lúc trước, Lý Vân Tiêu luyện chế thánh kiếm chém vỡ pháp tắc chi liên, ai cũng tán thành thân phận thuật luyện sư mạnh nhất đương đại của Lý Vân Tiêu. Lúc này một ít người đang thỏa luận các vấn đề nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Một lát sau Lý Vân Tiêu thu hồi thần thức, thở dài. Ngả tiên sinh và Thiên Chiếu Tử đại nhân mang cho ta thật nhiều vui mừng. Không ngại nói thẳng, toàn lực chế tạo ngữ ma khải, một năm sản xuất ra bao nhiêu món. Lời này đã chứng minh tính phòng ngự của ngự ma khải. Thiên Chiếu Tử nói, ngự ma khải có năng lực chống ma công kích mạnh gấp mấy lần các công kích bình thường. Nếu là một cường giả quy chân cảnh phối hợp phá ma nhận cùng ngự ma khải, đối chiến ma tộc, chẳng khác nào công thủ tăng gấp 3 lần. Bởi vì lúc trước có số liệu của phá ma nhận cho nên tiếng xôn xao giảm nhiều nhưng vẫn bạo động không nhỏ. Lý Vân Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm thấy đau đầu. Thứ tốt trước mắt nhưng không thể sản xuất nhiều, làm cho thực lực cả Thiên Võ Minh bạo tăng, nội tâm hắn nóng như lửa đốt. Thiên Chiếu Tử nói, dùng lực lượng ta khống chế trong, toàn lực lượng chế tạo ngữ ma khải, một năm chỉ làm ra 15 kiện, còn ít hơn phá ma nhận một nửa. Nhưng bởi vì một năm này sẽ không ở trạng thái ổn định, còn các loại nhiệm vụ khác, như vậy một năm Kri có thể làm ra 10 kiện. 10 kiện. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nó quá ít rồi. Đừng nói mở rộng nữa, cho dù cho mỗi người ở đây một món cũng không đủ. Thiên Chiếu Tử nói. Đúng vậy, đúng là không đủ. Nhưng tác dụng của ngự ma khải còn lớn hơn phá ma nhận, bởi vì ngự ma khải không có đẳng cấp hạn chế, cho dù là mấy vị đại nhân tạo hóa cảnh cũng có thể mặc vào, tuy các vị đại nhân chướng mắt chút phòng ngự như vậy. Lý Vân Tiêu phiền muộn không thôi, nói. Nếu như phá ma nhận và ngự ma khải đồng thời luyện chế, một năm có thể làm ra mấy cái. Thiên Chiếu Tử gật gật đầu, nhìn thấy thần sắc thất vọng của người nơi đây, nói. Không dễ nói. Lý Vân Tiêu nói. Nói cũng phải, luyện chế mỗi kiện huyền khí cũng có thể giảm bớt một chiến hữu thương vong. Lần này làm phiền Thiên Chiếu Tử đại nhân cố sức. Thiên Chiếu Tử hành lễ nói. Tận tâm tận lực, không dám lãnh đạm. Lý Vân Tiêu nhìn qua Linh Mục Địch nói. Mục Địch đại nhân. Các ngươi quyết định mạo hiểm tiến vào ma giới đệ tam nguyên là do có phá ma nhận cùng ngữ ma khải sao? Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng thế, có hai món này, gặp ma tộc bình thường sẽ dễ dàng hơn không ít, cố
cũng giữ lại một ít chân nguyên. Tuy phá ma nhận uy lực có hạn, nhưng đối phó ma tộc bình thường rất thuận tiện, nếu như vô tình gặp ma quân cấp 2, có thể tránh chiến đấu. Gặp ma tôn cứ tốn đi, cả ma giới to lớn như thế, biểu ra cũng chỉ có 7 tên ma tôn, không có lý do gì sẽ gặp được. Lý Mang Sơn nói, mục đích chúng ta tiến vào ma giới không phải chuyển thủ thành công, chỉ là tìm hiểu tình báo sơ bộ. Cho tới nay đều là ma giới xâm lấn chúng ta, hơn nữa chúng nắm giữ tin tức của thiên võ giới phi thường đầy đủ, mà chúng ta không hiểu gì về ma giới, tin tức không đối xứng dễ dàng tạo thành bị động. Cho nên chúng ta có suy nghĩ đi ma giới tìm hiểu tin tức, mặc dù lần này không dùng được, cũng làm tài liệu chân quý lưu cho người sau này. Lý Vân Tiêu nghe vậy, cũng có chút tâm động, nói. Là ta thiển cận, mấy vị đại nhân đề nghị phi thường có đạo lý. Nếu như chỉ tìm hiểu chút tin tức, thu thập các loại tình báo, tính khả thi rất cao. Hơn nữa còn có trợ giúp với chúng ta thật lớn. Không biết các vị đại nhân có an bài cụ thể không? Linh Mục Địch nói. Người không cần nhiều, cho nên ta có ý định chỉ ta và Mang Sơn địa nhân cùng đi, tiến vào ma giới điều tra một phen. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Hai người các ngươi thôi sao? Phải chăng cân nhắc không chu toàn, nếu hai vị lâm vào nguy hiểm, cả Thiên Võ Minh và Huyền Ly Đảo đều lâm vào bị động. Linh Mục Địch cười nói. Đa tạ Vân Thiếu quan tâm, nếu như chỉ tìm hiểu tin tức, chúng ta lâm vào nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Hắn nói rất thật sự, nếu không phải cân nhắc lực ảnh hưởng giới lực, ma tôn chưa chắc đã làm gì bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Ta nhớ ma phổ từng nói qua, bởi vì ta là người mang ma nguyên lực. Cho nên mặc dù tiến vào ma giới cũng không bị giới lực áp chế. Nếu như nhất định phải đi thì ta là người lựa chọn tốt nhất. Không thể. Linh Mục Địch lúc này phản đối nói. Người bây giờ là minh chủ Thiên Võ Minh, mọi cử động quan hệ tới an nguy thiên hạ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân không phải nói khả năng gặp chuyện không may không lớn sao? Linh Mục Địch nói. Là không lớn, nhưng cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thừa nhận nổi. Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, nói. Nếu có ma nguyên tỏa, tăng thêm thần thông của ta, như vậy không có khả năng gặp chuyện không may rồi. Trừ phi ở ma giới gặp gỡ thánh ma, nếu không cho dù là ma tôn cũng không làm gì được ta. Khúc Hồng Nhan lo lắng nên nói. Phi Dương nên nghe lời Mục Địch đại nhân đi, huống hồ ngươi bây giờ còn có tổn thương. Tinh khí thần chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Lý Vân Tiêu nói. Tiến vào ma giới cũng không nóng nảy, chờ ta khôi phục nói sau. Thấy mọi người còn muốn ngăn cản, Lý Vân Tiêu không kiên khoát tay, nói. Không cần phải nói, việc này không thể thiếu ta. Mục Địch đại nhân ngươi nên làm kế hoạch tường tận đi, chờ ta khôi phục hoàn toàn sẽ đi ma giới. Hắn trầm ngâm, lại nói. Nhưng Thành Viêm Vũ không thể không có người trấn thủ. Chỉ có ta và Lý Mang Sơn đại nhân đi thôi. Linh Mục Địch phiền muộn, tự biết không thể ngăn cản Lý Vân Tiêu, thở dài. Vân Thiếu cẩn thận, ta trong vài ngày tới sẽ làm bản kế hoạch cho người xem. Lý Mang Sơn cười thầm. Ha ha, như vậy an toàn của bổn vương càng đảm bảo. Vân Minh Chủ có thủy chủ trầm phù trong tay, sợ là thánh ma cũng bị chém thành hai nữa, hắc hắc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta còn trông cậy vào đại nhân chiếu cố ta đấy. Lý Mang Sơn cười gật đầu nói. Chiếu cố lẫn nhau, phải còn sống quay về mới tốt. Sau khi thương định công việc, sau khi không còn nghi vấn gì, mọi người rời đi. Thiên Chiếu Tử nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chế tạo ra hai bộ ma nguyên tỏa, ngự ma khải cùng phá ma nhận, dùng nguyên liệu cao cấp nhất, chỉ cung cấp cho hai đại nhân dùng trong ma giới. Tuy những thứ này trợ lực không lớn, nhưng có thể đảm bảo chút phần thắng cũng tốt. Lý Vân Tiêu vội nói. Không, để đại nhân tốn tâm tư rồi. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, ba kiện huyền khí nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Như thế cũng tốt. Chuyện quan trọng liên quan tới bản thân, đám người Thiên Chiếu Tử cũng không dám trì hoãn, sau khi nói một tiếng toàn bộ đều rời đi. Tam Vương cũng lần lượt cáo từ rời đi, tiếp tục bế quan. Rất nhanh trong đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mấy vị nhân vật trọng yếu của Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói. Trước khi đi ma giới còn có một việc phải xử lý, đó chính là pháp thân trên Bắc Hải kia. Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng vậy,
ta cũng đang muốn nói chuyện này với người. Nếu như để cho ác linh bám vào trên người pháp thân, khi đó chẳng khác nào Thiên Vũ Minh lại có thêm một vị cường giả tạo hóa cảnh, đây chính là chỗ tốt từ trên trời rơi xuống a. Lý Vân Tiêu nói, trước đó ta đã để Ngạc Ngư trông chừng pháp thân kia, tránh xảy ra vấn đề. Thế nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, lại nói liên hệ với Ngạc Ngư trước đó đã đứt, cho nên hiện tại nên đi tới Bắc Hải A, có lẽ có thể cảm ứng được chỗ của Ngạc Ngư. Linh Mục Địch ngăn lại, nói. Việc này không cần Vân Thiếu tự thân xuất mã, người cứ ở trong Viêm Vũ Thành tu dưỡng, ta cùng với huynh muội Đoan Mộc cùng với vài cao thủ cùng nhau đi tới đó là được rồi. Dù sao trạng thái của người bây giờ cũng vô cùng yếu ớt. Lý Vân Tiêu lại nói. Hay là cứ để ta đi xem một chút, dù sao các ngươi cũng không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Ngạc Ngưu. Huynh muội Đoan Mộc tuy rằng suy tính thần diệu, nhưng càng chuẩn lại càng phải trả giá càng lớn, cho nên cố gắng không để cho bọn họ suy diễn là tốt nhất. Về phần Mục Địch đại nhân vẫn nên trấn thủ ở Viêm Vũ Thành thì tốt hơn. Dù sao trong hai người ta và đại nhân, ít nhất phải có một người ở lại trong Viêm Vũ Thành. Linh Mục Địch đành phải thỏa hiệp, nói. Vậy được. Ta đi chuẩn bị một chiến hạm, như vậy Vân Thiếu ở trên chiến hạm có thể tu dưỡng, tuy rằng thời gian có thể sẽ dài hơn, thế nhưng hiện tại cũng không vội. Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói. Như thế cũng tốt. Sau khi thương lượng, rất nhiều nòng cốt của Thiên Vũ Minh cũng rời đi. Lý Vân Tiêu để cho Bắc Quyến Nam đi thông báo cho ác linh, chuẩn bị cho tốt, còn bản thân hắn thì tiếp tục bế quan. Chưa bao giờ hắn luyện chế thủy chủ trầm phù lại như vậy. Tinh khí thần tiêu hao khó có thể khôi phục, giống như lực lượng cả đời, thiên phú. Đều hao tổn trong lúc luyện chế. Trước kia mỗi một lần tiêu hao, chỉ cần mấy ngày là hắn có thể khôi phục, phục sinh tại chỗ, thế nhưng lúc này lại vô cùng chậm chạp, vô cùng khó gặp, hơn nữa trong lòng hắn còn mơ hồ sinh ra cảm giác lo lắng, dường như bản thân hắn vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện đại diễn thần quyết, tu dưỡng tinh khí thần đã bị hao tổn của bản thân. Từng vòng kim quang từ trong ngón tay hắn lan tràn ra. Mấy thời thần sau, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Quá trình tu luyện cũng không có gì không đúng, đều giống như lúc trước. Nếu như đổi lại là lúc trước hắn đã sớm khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng hiện tại tinh khí thần trong người hắn lại tăng lên cực ít, cơ hồ không thể nhìn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ vĩnh viễn không thể khôi phục sao? Lý Vân Tiêu âm thầm giật mình, đầu ngón tay lạnh buốt. Cái gọi là tinh khí thần chính là thứ quyết định lớn nhất tới linh hồn lực của một người, cũng chính là căn bản của luyện thuật sư. Nếu như tinh khí thần không thể khôi phục, đời này nếu như không thể tiếp tục luyện khí mà nói. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cái hậu quả này hắn không có cách nào tưởng tượng ra được, càng khiến cho hắn không có cách nào tiếp nhận. Đem vận khí cả đời đặt vào trên thánh kiếm, rốt cuộc có đáng hay không? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ mê man, trong lòng xuất hiện cảm giác buồn bã, trong đầu ngốc trệ. Trong lúc đó trong lòng hắn tự nhiên nhộn nhạo, dường như có cảm ứng. Sao nàng lại tới đây? Lý Vân Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhanh chóng hóa thành lôi quang lóe lên biến mất trong mật thất. Ngoài Viêm Vũ Thành, trên bầu trời mấy ngàn trượng, Tiểu Hồng cùng với Cảnh Thất Phân lẳng lặng đứng ở đằng sau. Trước mặt hai người có một đóa hoa cực lớn nở rộ. Giống như không nhiễm bụi trần giống như chủ nhân của nó vậy, xinh đẹp không gì sánh được. Đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh xẹt qua, Lý Vân Tiêu hiện thân, ánh mắt nhìn qua hai người, sau đó nhìn vào người Tiểu Hồng, nói. Làm sao nàng tới đây? Vẻ mặt Tiểu Hồng biến hóa, nàng đã hạ quyết tâm cực lớn mới tới đây, trong lòng vô cùng chờ mong và mơ ước, thế nhưng người xa cách ngàn dặm. Người mà trong lòng nàng luôn nhớ tới vừa mới thấy mặt đã nói một câu lạnh nhạt giống như trách móc như vậy. Vẻ chờ mong của nàng lập tức biến mất. Vì vậy nàng cắn răng oán hận nói. Tại sao ta không thể tới? Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, phản ứng của Tiểu Hồng như vậy khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ có phải bản thân mình đã nói sai rồi hay không, nói sai khiến cho đối phương mới biến đổi như vậy. Tiểu Hồn nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Lý Vân Tiêu càng cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết, trong lòng cảm thấy chua xót thế nhưng vẫn trừng mắt, cười lạnh nói. Nói cũng đúng, Viêm Vũ Thành này là địa bàn của ngươi, thậm chí cả Nam Vực đều là địa bàn của ngươi, ngươi không muốn ta tới quả thực ngay cả tư cách tới ta cũng không có. Lý Vân Tiêu cảm thấy nàng càng nói càng kích động cho nên vội nói. Không phải ta có ý này,
chỉ là nhìn thấy nàng đột nhiên tới đây cho nên mới cảm thấy hiếu kỳ mà hỏi như vậy thôi. Hỏi, có người hỏi như ngươi sao? Tiểu Hồng càng nói càng kích động, trong lòng như có hỏa diễm thiêu đốt, rốt cục không nhịn được trong đôi mắt có hai dòng nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng, cái này, rốt cuộc ta phải hỏi như thế nào? Lý Vân Tiêu xưa này không quen nhìn thấy nữ nhân khóc, cho nên lập tức cảm thấy nhức đầu, tay chân luống cuống. Sắc mặt Cảnh Thất Kiểm đứng sau lưng Tiểu Hồng càng khó coi, chỉ là vẫn lạnh lùng không nói. Hắn vô cùng hiểu rõ tình cảm của Tiểu Hồng đối với Lý Vân Tiêu này, cũng vô cùng hiểu rõ tâm tư của mình đối với Tiểu Hồng. Càng biết rõ thái độ của Lý Vân Tiêu với Tiểu Hồng, đồng thời cũng biết thái độ của Tiểu Hồng với mình. Đây gọi là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình a. Người trong lòng hắn, người mà hắn hận không thể bảo hộ suốt đời thế nhưng lại bị nam nhân trước mắt làm cho khóc mà bản thân hắn cái gì cũng không làm được. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và Lý Vân Tiêu đã đạt tới trình độ cả đời này hắn không vượt qua được, loại cảm giác bất lực này càng khiến cho trong lòng hắn sinh ra sự ghen ghét, ngay cả tâm tư giết người cũng có. Cảnh Thất à, người thực sự là phế vật. Trong lòng Cảnh Thất thầm thở dài một tiếng, dưới khuôn mặt tái nhợt là hai mắt ửng đỏ, hai tay nắm chặt tạo thành tiếng răng rắc. Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của Cảnh Thất, thế nhưng cũng không đặt vào trong lòng. Mấy năm trước có lẽ Cảnh Thất còn có thể lọt vào trong mắt hắn, thế nhưng hiện tại hắn ta đã là người qua đường tụt lại ở phía sau, không cần quá hao tổn tâm ý để ý tới người này. Tiểu Hồng trầm mặc không nói gì, mím môi trừng mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu. Nước mắt không ngừng rơi xuống. May mà cũng chỉ có một lát, có lẽ cảm xúc nhất thời đã bộc phát cho nên tâm tình của nàng cũng khá hơn rất nhiều, nước mắt nhanh chóng ngừng chảy. Dưới gò má nhẹ nhàng của nàng, đóa băng sát tâm diễm kia dần dần nhỏ đi, cho tới khi biến mất không thấy gì nữa. Không phải nàng đã trở lại Bắc Hải rồi sao? Lý Vân Tiêu không biết nên mở miệng thế nào, sợ rằng nàng lại tiếp tục khóc giống lên, cho nên sau khi suy nghĩ cân nhắc một lát mới cẩn thận hỏi. Oán khí của Tiểu Hồng dường như còn chưa tiêu hết, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói. Trở lại Bắc Hải rồi không thể tới đây sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu vô cùng phiền muộn, phát hiện ra bất kể mình làm như thế nào cũng có khiến cho nàng giận dữ, may mà lúc này tốt hơn trước đó rất nhiều, hắn lập tức nói. Đương nhiên có thể trở lại, lúc nào ta cũng hoan nghênh. Tiểu Hồng ưng một tiếng, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái nhiều hơn, nói. Ta trở về lần này là vì chuyện của lục đạo ma binh, người có cảm ứng được hay không? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như vậy, hắn gật gật đầu nói. Hẳn là đế già vẫn lạc. Lập tức hắn đem chuyện ma chủ phổ xuất thế trở về ma giới nói ra kỹ càng. Tiểu Hồng nghe vậy khiếp sợ không thôi, sững sờ cả buổi mới kinh ngạc nói. Có phổ hồi truy sát người nọ của ma giới ta đã yên tâm hơn nhiều. Nếu không quả thực cuộc sống bình thường khó có thể yên ổn. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói. Có thể đánh chết đế già, hơn nữa cướp lấy A Hàm Trảm Cốt Đao, ta lo lắng là thân phận và tu vi của người này vô cùng lớn. Nếu như người này là thánh ma mà nói, ta sợ rằng sẽ có một ma chủ mới được sinh ra. Thánh ma, ma chủ, Tiểu Hồng và Cảnh Thất đều bị suy đoán của Lý Vân Tiêu làm cho giật mình, thế nhưng sau khi suy nghĩ, cũng không phải là chuyện này không có đạo lý. Có thể đánh chết đế già, đồng thời còn cướp đi A Hàm Trảm Cốt Đao thì ít nhất cũng có cấp bậc ma tôn, cho dù là thánh ma cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Hồng cả kinh nói. Vậy thì phải làm thế nào? Lý Vân Tiêu nói, việc này chúng ta tạm thời không cần phải xen vào, đã có ma phổ đi quản. Trừ khi đối phương thực sự là thánh ma, nếu không dùng lực lượng của ma phổ đã có thể ứng phó được. Thế nhưng nếu thực sự là thánh ma mà nói, ma phổ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hồng trầm ngâm một hồi, nói. Chúng ta có cần tiến vào ma giới một chuyến, giúp ma phổ một tay hay không? Lý Vân Tiêu liếc nhìn nàng một cái, hắn biết rõ ni tử này làm việc không lo trước lo sau, cho nên nàng vừa mới nói ra hắn đã lập tức lắc đầu nói. Nàng cảm thấy đi giúp ma phổ thích hợp sao? Một khi tiến vào trong ma giới thân bất do kỷ. Vạn nhất bị ma phổ hoặc là một cường giả không biết tên chấn áp, trực tiếp rút đế ma chi nguyên của ma chủ trong người nàng ra thì giống như chạy ngàn dặm đưa một phần quà, khiến cho ma giới nhanh chóng có một vị thánh ma.